Chương 2252, tiểu tứ, có phải con thích người ta rồi không? Điều này cũng thể hiện năng lực làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh thôi, nếu như kéo dài suốt mấy tháng liền, thậm chí nửa năm, doanh nghiệp của người ta không phải bị các người làm cho lỡ dở rồi sao? Mà đối với mỏ than Hải Sơn, việc kéo dài này mang lại hậu quả thế nào thì các người cũng biết rồi đấy, tôi không dài dòng nữa. Ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh là mau chóng khôi phục sản xuất, mau chóng điều tra ra chân tướng. Sớm ngày khôi phục lại tất cả trật tự sinh hoạt và công tác. Vu Tiền Lâm cũng không vừa, không nhắc đến việc lập tức phải khôi phục sản xuất của mỏ than Hải Sơn mà giới hạn thời gian, nhiều nhất là 5 ngày. Diệp Phàm còn biết nói thế nào, chỉ có thể buồn bực gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tuy nhiên, Diệp Phàm tin rằng, người của Phượng gia trong vòng 3 ngày sẽ xuất hiện thôi. Huống chi, chỉ cần trong vòng 5 ngày nắm lấy hầm số 70 cho đào xuống. Phượng gia nhất định sẽ bí quá làm liều, đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì, tổ điều tra cắm rễ thời gian dài ở đó thì có lý do rồi. Tất nhiên, đối với việc này, Diệp Phàm cũng không có ý định bắt hết toàn bộ, điều tra tới cùng. Dù sao, bản thân vừa tới, đứng vững vẫn là điều tương đối quan trọng. Nếu mạo muội ra tay, đắc tội một số lãnh đạo lớn ở tỉnh hay thành phố, kết cục như vậy cũng không phải là điều mà hắn muốn thấy. Sau đó, Phó Chủ tịch Vu đến bệnh viện thăm mấy thành viên bị thương của tổ điều tra. Sau khi hỏi han ân cần thì lại đi đến mỏ than Hải Sơn. Sau khi tuần tra một vòng, ra chỉ thị cho tổ điều tra thứ hai do Trì Hạo Cường dẫn quân xong thì dẹp đường về phủ. Dưới núi Nhạc Chi bên bờ sông Y Lê dưới chân dãy núi Thiên Sơn có một thôn làng rất xinh đẹp, tên là thôn Phượng Gia. Tuy nói Thiên Sơn tháng 12 băng tuyết đã phủ dày, nhưng trong thôn Phượng Gia này vẫn nở ra những bông hoa xinh đẹp như tuyết liên. Những bông hoa này trắng như tuyết, đóa nào đóa nấy đều to bằng chén cơm. 8 phần 10 số dân thôn Phượng Gia đều họ Phượng, tất nhiên, cũng có một số họ khác. Một thôn làng phía Bắc rất bình thường. Nhà ở của thôn Phượng Gia đều là gạch đỏ ngói đỏ, cơ bản đều là nhà một tầng. Có điều, giữa thôn có một căn nhà to 3 tầng, tương bao bên ngoài chừng một dặm. Người trong thôn đều hiểu, đây mới là trụ cột của thôn Phượng Gia. Người trong thôn đều kính sợ trước tòa nhà cổ xưa được xây từ gạch đỏ, ngói lưu ly đỏ, sừng sững giữa thôn Phượng Gia ngàn năm không đổ. Nghe nói sàn bên trong nhà đã thay mấy lứa rồi, nhưng tường đá bên ngoài chưa phải thay bao giờ. Trải qua ngàn năm, kiến trúc này vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính và thần bí của nó. Mà mỗi một đời trưởng thôn đều bước ra từ trong này. Trên cổng chính giữa tòa nhà có khảm hai chữ lớn Phượng Lâu. Lực bút cứng cáp, nếu như cao thủ đi ngang qua, nhất định sẽ kêu lên vì kinh ngạc. Bởi vì, hai chữ Phượng Lâu từng nét bút khắc sâu này lại không phải được điêu khắc mà thành, dường như là trực tiếp viết bằng đầu ngón tay trên nền cẩm thạch đỏ chói cứng rắn. Lực ngón tay này tuyệt đối thâm hậu hơn nhiều so với Phí Thanh Sơn. Cô nàng Phượng Tứ đêm qua chạy về đã là 3 giờ sáng, cũng không tiện quấy rầy cụ tổ đang ngủ say. Cho nên, dứt khoát ngủ cả đêm, 9 giờ sáng mới rời giường, rửa mặt chải đầu xong mới đi về phía đại sảnh. Vị trí chính ở giữa đại sảnh có hai người đang ngồi, đều là các bà lão tóc bạc da mồi. Tuy nhiên, tinh thần dường như vẫn rất minh mẫn, hai người đang cười nói về một chút đạo dưỡng sinh ngày thường. Hai bên còn có vài người ngồi, có nam có nữ. Có điều, nhìn qua tuổi tác không lớn bằng hai người ngồi giữa. Người nào người nấy đều rất chú ý lắng nghe, có thể nghe hai vị Thái Sơn bắt đầu của Phượng ra bàn về đạo dưỡng sinh, cơ hội này không phải dễ dàng mà có được. Cụ tổ, sư phụ, tiểu tứ xin thỉnh an hai vị. Phượng Tứ vẻ mặt cung kính mang theo vẻ tươi cười rạng rỡ đi vào đại sảnh, từ cửa đã vén áo thi lễ với hai bà lão. A Tứ, lần này nghe nói con dừng lại ở Đồng Lĩnh một thời gian. Đồng Lĩnh có cái gì khiến cho con lưu luyến thế hả, nói ra xem nào. Có phải là gặp được người vừa mắt rồi hay không? Ha ha ha, mau nói xem nào. Tiếng cười của bà lão bên trái không khác gì tiếng chuông bạc, nếu không nhìn người còn tưởng là giọng nói của một cô nàng 20 tuổi. Người này là Tài Đông Mi, sư phụ của Phượng Tứ, năm nay cũng đã gần 70. Sư phụ, người lại trêu chọc tiểu tứ rồi. Con không đến nữa đâu. Phượng Tứ còn nhõng nhẽo một chút, đi đến bên cạnh, lôi kéo ống tay áo của sư phụ, ra vẻ không chịu buông tha, hết sức con gái. Khác hẳn với cô nàng Phượng Tứ bình thường lạnh lùng như băng, thần bí như tuyết liên trên thiên sơn trong lời đồn đại của giới quốc thuật. Xem ra,
trước mặt người thân, tính cách vốn có đều bộc lộ cả. Tiểu tứ, con lớn như vậy rồi, thành bà cô rồi, yêu cầu đừng có cao quá, thế này không được thế kia cũng không được, giờ cũng đã đầu ba rồi, sắp xỉ rồi. Cứ thế này nữa sẽ trở thành bà cô già đấy, bà nội bằng tuổi con đã làm mẹ từ lâu rồi. Bà lão ngồi ghế chính bên phải yêu thương nói, người này là Phượng Thanh Hương. Bà nội của Phượng Tứ, nhưng thật ra là cụ của Phượng Tứ, người này đã gần 90 tuổi. Hồi trước người ta thường kết hôn sớm, 90 tuổi đã làm cụ rồi. Phượng gia chủ yếu họ Phượng, nhưng, mỗi một đời chủ nhà đều để phụ nữ làm chủ. Mà con cái đều lấy họ của mẹ. Phượng gia, chính là một gia tộc nữ quyền. Đàn ông ở vào địa vị phụ thuộc. Kỳ thực, nói trắng ra, chỉ là cỗ máy gieo giống mà thôi. Ôi, tiểu tứ cái đứa nhỏ này, ôi. Lúc này, ngồi thứ hai từ đầu dãy bên phải một người phụ nữ trẻ tuổi thở dài, lắc đầu, người này là Phượng Liên, mẹ của Phượng Tứ. Thôi vậy, con gái tự có phúc khí của con gái. Phượng Tứ vừa xinh đẹp vừa có tài, người cần tìm tất nhiên cũng phải là một chàng trai tài giỏi mới xứng với nó. Có điều, xã hội hiện đại, muốn tìm được một chàng trai tài giỏi như Phượng Tứ rất khó. Ngay cả mấy người trong tứ tú Trung Quốc Phượng Tứ cũng không vừa mắt nữa là. Cái người câu trần kia thì quá thô lỗ, Đỗ Tử Nguyệt mùi bơ quá tanh, mà Hoành Bạch Can, Mạc Bắc Phi Điêu Ưng biệt hiệu là Điêu Kiêu kia cũng quá giả rồi. Tài năng của ba người này gộp lại mới có thể xứng với tiểu tứ nhà ta. Cụ tổ Phượng Thanh Hương nhíu mày thở dài. Cụ tổ, con người ở trên đời đều có khuyết điểm cả mà. Tìm đâu được một người đàn ông hoàn hảo dung hợp được ưu điểm của cả ba người câu trần âm quỳ, Đỗ Tử Nguyệt, Hoành Bạch Can chứ. Điều đó là không thể nào, chuyện này của tiểu tứ sẽ lỡ mất. Mẹ của Phượng Tứ cũng có chút lo lắng, nói xen vào. Con gái cũng đã 30 tuổi rồi. Nếu không tìm người nữa, người làm mẹ tất nhiên phải lo lắng việc này rồi. Chưa chắc thưa chủ mẫu. Lúc này, người đàn ông trẻ tuổi tên Vương Cư Hòa, vệ sĩ đắc lực nhất của Phượng Tứ, trên cánh tay xăm một con rắn lục, bất ngờ nói xen vào, mỉm cười. Cư Hòa, anh nói thế là có ý gì? Phượng Liên nhìn Vương Cư Hòa đang đứng phía sau, hỏi. Nghe Phượng Lôi nói, lần này cô Tứ đến thành phố Đồng Lĩnh gặp được một thiên tài rất xuất sắc. Vương Cư Hòa vẻ mặt cung kính mà cười rất thần bí, nói. Ô, có thật sao, mau nói ra nghe xem nào. Không ngờ cụ tổ vội vàng nhất, giành lời. Nghe Phượng Lôi nói, người này chỉ mới 27 tuổi, là bí thư thành ủy thành phố Đồng Lĩnh. Nhưng thân thủ dường như còn cao hơn cả cô Tứ. Vương Cư Hòa nói. Thật sao? Cụ tổ tỏ ra rất kinh ngạc nhìn chằm chằm Phượng Tứ, hỏi. Lập tức ánh mắt của tất cả người trên sảnh đều dồn cả lên mặt Phượng Tứ. Hơn nữa, người nào người nấy đều ra vẻ tuyệt đối không tin. Mặt Phượng Tứ không ngờ hơi đỏ lên, có chút trách cứ liếc Vương Cư Hòa một cái, nói. Cụ tổ, lần này con đến Đồng Lĩnh đúng là có gặp được một người như vậy. Người này tên là Diệp Phàm, bí thư thành ủy thành phố Đồng Lĩnh. Người này 2 năm trước con đã gặp một lần, lần đó đến bờ sông câu cá. Người này lúc đó một mình lái xe đi dạo, lúc đó chưa phát hiện gì, cứ tưởng hắn chỉ là một người bình thường. Lần thứ hai là nhìn thấy ở một quán cà phê trong thành phố Đồng Lĩnh. Tuy nhiên, đánh nhau với hắn cũng là vì người này gần đây đang làm khó tập đoàn khai thác khoáng sản Thiên Mộc nhà chúng ta. Theo yêu cầu của anh hai con đi gặp người này một chút. Không thể tưởng được người này lại là một cao thủ, tuổi mới chỉ 27 mà đã đạt tới mức nội khí phóng ra ngoài rồi. Con tuy nói chỉ là thử sức một chút, nhưng con biết, mình không phải đối thủ của hắn. Phượng Tứ nói, nội khí phóng ra ngoài, chính là đặc trưng mà chỉ có cao thủ cửu đẳng mới có. Lúc này, tất cả mọi người ở đại sảnh đều sửng sốt. Một người đàn ông trung niên khá điềm đạm lúc này cũng lỡ lời nói. Tiểu tứ con không nhìn nhầm chứ, có phải người đó thi triển bí thuật gì hay không? Trong giới quốc thuật. Có một số thủ pháp thi triển giống như nội khí phóng ra ngoài. Kỳ thực cũng không phải, chỉ là một thủ đoạn đặc biệt mà thôi. Hẳn phải gọi là kỹ xảo rồi, là một kỹ xảo hoàn hảo vận dụng sức mạnh. Dùng để dọa người cũng được, nếu thật muốn dùng để đánh nhau thì đúng là vô dụng. Người đàn ông trung niên tên Miêu Hãn, là cha của Phượng Tứ. Con cũng không dám khẳng định, chỉ là đoán vậy thôi. Tuy nhiên, bản lĩnh người này mạnh hơn con là chắc chắn. Con là bát đẳng khai nguyên, người này ít nhất cũng phải bát đẳng tầng thứ 3 rồi.
Phượng Tứ có chút nghi hoặc, nói. Vậy 8 phần 10 là thuộc một loại kỹ xảo hít khí hoặc đẩy khí, nhìn trông giống như nội khí phóng ra ngoài thôi, kỳ thực cũng là một kỹ năng tương đương với kỹ năng quốc thuật thần bí. Bằng không, một cao thủ cửu đẳng tuổi mới chỉ 27, sao có chuyện đó được? Tôi Phương Thanh Hương sống gần một thế kỷ rồi cũng chưa từng thấy qua một thiên tài nào kiệt xuất như vậy. Phượng Thanh Hương nói, bà nội, không phải là chưa từng gặp, mà là căn bản không có, cho nên mới không thể gặp được đấy. Phượng Liên cười nói, có điều, người này dù chỉ là bát đẳng tầng thứ 3 thì cũng có thể xưng tụng là thiên tài kiệt xuất rồi. Tiểu tứ được chúng ta dồn sức giúp đỡ cũng mới đến được bát đẳng tầng thứ nhất. Người này lại đạt được tầng thứ 3, xem ra, tố chất cao hơn tiểu tứ một chút. Tài Đông Mi nói, cho nên, tiểu tứ nhà chúng ta có phải đã động tâm rồi không? Tìm kiếm suốt mười mấy năm, rốt cuộc cũng tìm được một người vừa ý rồi. Nếu vừa lòng rồi, vậy mau đẩy nhanh tiến độ đi thôi. Cụ tổ họ Phượng cười khanh khách. Con đâu có đâu cụ tổ. Phượng Tứ lập tức phủ nhận, tuy nhiên, khuôn mặt cũng đã đỏ bừng. Đứa nhỏ này, thực sự thích người ta rồi, sư phụ ta phải đi một chuyến xem sao. Tài Đông Mi đầy vẻ thương yêu cười nói. Bà lão này đã mười mấy năm chưa ra khỏi cửa nhà rồi, đi xem cũng không sao, nhưng mà để chọn người cho tiểu tứ nhà ta, không thể qua loa được. Không ngờ cụ tổ cũng nói muốn đi cùng. Vừa hay vào ngày chủ nhật, Diệp Phàm đồng ý lời mời của Tề Thiên, cùng đi câu cá. Diệp Phàm và Tề Thiên cùng ngồi trong một chiếc xe quân đội rộng rãi, bởi vì chiếc xe này là xe chỉ huy của sư đoàn Hưởng Hổ, cho nên, đặc biệt rộng rãi. Ngồi phía trước là tài xế cùng cảnh vệ của Tề Thiên, Diệp Phàm và Tề Thiên ngồi hàng ghế sau. Ông anh, Hồ Lục Hãn là một nơi rất đặc biệt. Tràn đầy tính nguyên thủy và hoang dã, là mảnh đất ngăn cách giữa tỉnh Tấn Lĩnh của các anh và tỉnh Cổ Mông. Tề Thiên cười nói, tỉnh Cổ Mông chủ yếu là thảo nguyên, cừu mập ngựa khỏe bò to chạy qua chạy lại, đúng là tràn đầy lạc thú. Tuy nhiên, cậu nói đến nguyên thủy và hoang dã thì khiến người ta thấy khó hiểu đấy. Diệp Phàm nói, chương 2253, sư phụ hiện thân. Chỗ đó rất kỳ lạ, đến rồi anh sẽ biết. Tề Thiên cười thần bí. Xe chỉ huy chạy mấy tiếng đồng hồ thì dừng lại, tiếp theo phải đi bộ. Đi suốt hơn nửa tiếng đồng hồ mới nhìn thấy một cánh rừng lớn, trên thảo nguyên mà có thể nhìn thấy một cánh rừng rậm tươi tốt như thế này đúng là tương đối hiếm thấy. Hồ Lục Hãn ở trong rừng, bình thường rất ít khi thấy người. Xung quanh cũng không có thôn trang nào, ngay cả người chăn nuôi gia súc cũng rất ít gặp. Cho nên, nơi này bảo hộ sinh thái rất tốt. Tề Thiên nói. Ba người đi vào rừng. Lúc nhìn thấy hồ nước xanh biếc chu vi khoảng 5,6 dặm kia, Diệp Phàm cũng cảm thấy hai mắt sáng lên. Hồ Lục Hãn này được những cây đại thụ to lớn vây quanh, nằm kế bên núi, có vẻ yên tĩnh lạ lùng. Viên cảnh vệ nhanh nhẹn bày xong cần câu, ghế gập có thể ngồi, nằm và bàn trà nhỏ. Còn có một đĩa lạc, đậu hồi hương và một bình rượu Mao Đài. Trời tuy có chút lạnh, nhưng may mà khí trời hôm nay tốt. Hơn nữa, viên cảnh vệ còn trải một tấm thảm lông trên ghế, Diệp Phàm ngồi lên vươn vai một cái, thích ý thở mạnh ra một cái kêu lên. Thoải mái quá! Em không gạt ông anh chứ, nơi này rất thoải mái. Giống hệt một nơi thế ngoại đào nguyên, rời xa đô thị, rời xa ô nhiễm, rời xa ồn ào náo động. Hơn nữa, hôm nay chúng ta chỉ việc thoải mái ngồi câu cá thôi. Mọi công việc đều gác lại, để thể xác và tinh thần chúng ta được thả lỏng. Tề Thiên sau khi tung lưới câu cũng thoải mái duỗi người ra, lười nhác nằm nghiêng trên ghế. Câu được một giờ, hai người đều có chút buồn bực, vì chẳng câu được con cá nào. Đừng nói cá lớn, ngay cả cá nhỏ cũng không có. Như thể bọn chúng đang chơi trốn tìm với hai người vậy. Trong hồ này chẳng lẽ không có cá? Diệp Phàm nhìn hồ nước, hỏi. Nhất định có điều, hôm nay sao lại kỳ thế nhỉ, không thấy con nào cả. Tề Thiên cũng không hiểu nổi. Muốn cá lại sợ không có cá, có bản lĩnh thì đến bắt là được. Đúng lúc này có một giọng nói kỳ quái khàn khàn không biết từ chỗ nào phát ra. Diệp Phàm và Tề Thiên lập tức chấn động, mở to mắt tìm khắp bốn phía. Cũng chính lúc này, cá trong hồ cứ như bị điên nhảy hết ra ngoài. Hơn nữa, con nào con nấy đều bay lên trong không trung, hình thành một chiếc võng cá phân làm bốn phía bay về phía Diệp Phàm. Hình thế cá bay đầy trời có thể nói là tương đối hoành tráng. Có biến, chú ý.
Tề Thiên hô, cảnh vệ bên cạnh lập tức rút súng ra. Có điều, bốp tương đương vài tiếng giòn vang. Tề Thiên và viên cảnh vệ dường như bị cái gì đó đánh trúng, văng vào bụi cỏ, không động đậy. Tề Thiên. Diệp Phàm cho rằng Tề Thiên đã chết, lo lắng gọi to, tay vừa phất lên, tiểu lý đao bay ra như thiên nữ tán hoa, công kích về phía những con cá đang bay tới. Cậu ta chưa chết đâu, yên tâm. Nếu hôm nay cậu không thể thắng được bà lão này thì cậu ta nhất định sẽ chết. Lúc này vẫn là giọng nói đó truyền đến. Xoẹt một cái, những con cá bị phi đao của Diệp Phàm găm chúng không ngờ bất ngờ kết thành một dây thừng làm từ cá một cách đầy quỷ dị. Xoay chuyển theo đường xoắn ốc, giống như một thanh trường mâu, vừa giống một chiếc roi cá quất về phía Diệp Phàm. Chiếc roi làm từ cá cắt qua không khí, ngay cả nước của hồ Lục Hãn cũng bị chấn động, bắn lên những cột nước cao 5, 6 mét. Đồng tử Diệp Phàm co rút mạnh, bởi vì, đến giờ hắn vẫn chưa phát hiện được ra là ai làm. Hơn nữa người này trốn ở nơi xa lại có thể khống chế tất cả những thứ này. Khí lực của người này đã mạnh đến mức nào rồi, Diệp Phàm ngẫm nghĩ mà trong lòng phát run, biết rằng hôm nay đã gặp được tuyệt thế cường nhân, ngay cả sư bá Phí Thanh Sơn cũng không có được năng lực như thế này. Hô! Diệp Phàm tiện tay cần câu lên, phất lên trong không trung dưới sự khống chế của nội tức. Hình thành một cột gió quét về phía chiếc roi bằng cá. Rào rào. Lộp bộp. Chiếc roi cá chỉ dừng lại một chút rồi cuốn mất chiếc cần câu có dồn 8 phần 10 sức mạnh của Diệp Phàm, không còn thấy tăm hơi. Chàng thanh niên, có bản lĩnh gì thì đem ra hết đi. Bằng không, hôm nay ba người các ngươi sẽ nằm lại nơi này. Hồ Lục Hãn này sẽ trở thành nơi chôn thây của các ngươi. Giọng nói kia vẫn vang lên trong không trung, lạnh lẽo như băng. Cho dù Diệp Phàm có dùng đôi mắt chim ưng và thuật do thám bằng sóng khí cũng không đoán được phát ra từ nơi đâu. Tình huống kiểu này chỉ có thể giải thích là công lực của đối phương cao hơn mình rất nhiều. Người ta đã dùng nội tức để che đi toàn bộ cảm giác mà mình cảm nhận được. Giống như trong khu vực thi dùng thiết bị vô hiệu hóa toàn bộ sóng vô tuyến, anh có di động cũng không thể gọi ra ngoài, không thể sử dụng. A! À, Diệp Phàm giống to một tiếng, túi thiên âm từ trong tay quăng ra như thiên võng. Phần phật trước gió, lao nhanh về phía chiếc roi cá. Xoẹt. Lần này, Diệp Phàm dốc hết sức, gom trọn chiếc roi lấp lánh vảy cá đó. Diệp Phàm vừa ra sức, phun ra nội kình định co túi thiên âm lại nghiến nát chiếc roi cá. Tuy nhiên, rõ ràng đối phương không để cho Diệp Phàm được như ý. Một tiếng cười khẽ, xoẹt vài cái, túi thiên âm đột nhiên gặp phải một lực rất mạnh. Luồng sức mạnh này lạnh như băng, lạnh đến mức khiến máu như sắp đông lại. Ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy không thể chịu nổi, thân thể vận sức, tay run lên, túi thiên âm tuột khỏi tay, bay đi. Túi thiên âm bị một luồng khí nội tức dũng mãnh quét qua, bay vào trong rừng rậm. Xem ra là một thứ vũ khí tốt đấy, tuy nhiên, cũng chẳng có tác dụng gì, trả lại cho ngươi. Giọng nói kia vang lên, túi thiên âm bay trở về, có điều bị treo trên cành cây cao mười mấy mét, suýt nữa thành túi rác. Thứ này vô dụng. Diệp Phàm tất nhiên cũng chẳng lấy lại làm gì. Lúc này, thứ cần tìm là một vũ khí có thể khắc chế được roi cá của đối phương. Đốp 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 mấy tiếng vang dội. Diệp Phàm đang thi triển hổ ưng công trên không trung bị roi cá hung hăng quất cho mấy phát, đau đớn mãnh liệt truyền đến, Diệp Phàm tức khắc văng vào trong bụi cỏ. Toàn thân hắn cảm thấy đau dữ dội, phát hiện áo chống đạn cũng đã bị chiếc roi cá đập rách ra rồi. Nếu không xuất ra bản lĩnh xuất chúng, thì cậu chết chắc. Giọng nói kia lại vang lên đầy trêu chọc, xem ra, người ta hoàn toàn chỉ đang giỡn chơi mà thôi. Diệp Phàm tím mặt, ngực thiếu chút nữa nổ tung. Ra đây! Diệp Phàm nổi giận, can tướng trên cổ tay rốt cuộc bắn ra. Một bóng màu bạc mắt thường khó nhìn thấy vụt một cái đã bay đến trước chiếc roi cá. Phập xoẹt xoẹt, những con cá còn sống trong không trung bị can tướng sắc bén cắt thành những miếng cá nát tươm. Máu cá văng tung tóe dưới ánh mặt trời y như một trận mưa máu. Những miếng cá hỗn độn trong không trung văng đầy trên mặt đất. Mùi cá tanh nồng nặc khiến Diệp Phàm suýt chút nữa ngất đi. Tuyệt lắm, không ngờ ngoài sức tưởng tượng của bà lão này, không ngờ lại là thực lực cửu đẳng tầng thứ ba, vậy mới tốt chứ. Giọng nói kia hừ mấy tiếng có vẻ tán thưởng. Tuy nhiên, trong nháy mắt, những miếng cá rơi trên mặt đất dưới sự khống chế của một sức mạnh quỷ dị. Không ngờ lại bắn về trong không trung. Mà ngay cả những giọt máu cá tung tóe trong không trung cũng bị sức mạnh quỷ dị đó làm rối lên, xoay tròn, nhảy nhót,
hỗn độn, cuối cùng hòa vào với nhau. Lại lần nữa kết thành chiếc roi cá, tuy nhiên, chiếc roi cá lần này do kết hợp từ những mảnh vụn cá và máu nên càng chắc chắn hơn. Dường như đã xảy ra phản ứng hóa hợp, trong chiếc roi cá đỏ rực thấp thoáng ánh vảy bạc, một chiếc roi quỷ dị như chiếc roi máu màu bạc lại lần nữa xuất hiện trong không trung. Dưới tác động nội tức quái dị của người kia, chiếc roi cá quơ quơ giữa không trung. Nhẹ nhàng chấn động, bùm một tiếng vang dội, không trung chốc lát liền nổ tung, liên tiếp nổ ra bốn phía. Vang lên giống như tiếng pháo nổ, lớp này tiếp lớp khác, chiếc roi chấn động càng dữ dội hơn, những sóng âm đó quấn lấy nhau trên không trung, hình thành một đao khí vô hình mắt thường không nhìn thấy, rạch một đường vào không khí, bổ thẳng xuống người Diệp Phàm. Tốc độ thực sự quá nhanh, Diệp Phàm cũng không kịp thi triển hổ ưng công của Phí Gia để né tránh. Để bảo toàn mạng sống, vội vàng lăn trên mặt đất, khó khăn lắm mới có thể né được đao khí do chiếc roi cá chấn động tạo ra. Cành kẹt. Một âm thanh chói tai truyền đến, Diệp Phàm quay đầu lại nhìn, lập tức hít vào một hơi lạnh. Bởi vì sau khi đao khí chém qua, cây đại thụ cao đến mười mấy mét sau lưng không ngờ bị đao khí đó cứng rắn chém thành hai nửa. Hai nửa của cây đại thụ hợp thành hình chữ V ngã về hai bên, mà xuyên qua thân cây, một tảng đá lớn phía sau cách cây này 50 đến 60 mét không ngờ cũng bị tách làm đôi. Nếu khí của chiếc roi này trực tiếp bổ lên người mình, có lẽ mấy mươi Diệp Phàm cũng đã thành hai phần rồi. Nữa nào, giọng nói kia rất hứng thú, roi cá phát ra một tiếng bóp giòn vang trên không trung, đao khí thứ hai hình thành trong không trung lại nhắm thẳng về phía Diệp Phàm. Con mẹ nó, Diệp Phàm cũng không thể nhịn được nữa, chửi thề, can tướng vung lên lao về phía roi cá. Tuy nhiên, sau khi can tướng tiếp xúc với roi cá, liền bị những mảnh cá vụn cắn chặt lấy, không thể động đậy được nữa. Diệp Phàm cố hết sức muốn khống chế lại được can tướng, rõ ràng nội kình của đối phương mạnh hơn mình rất nhiều. Can tướng không còn nghe theo sai bảo nữa, không trở về được. Có điều, can tướng vẫn còn đang xoay tròn, liều mạng lắc qua lắc lại. Phát ra âm thanh hu hu chấn động giống như tiếng trẻ con khóc. Trở về. Diệp Phàm tức giận, tung hết sức lực ra. Bùm một tiếng. Can tướng bị mảnh cá vụn chấn động, Diệp Phàm chịu chấn động ngược, há mồm. Một ngụm máu tươi không thể không phun ra, lập tức, xung quanh 10 mét bị nhuộm đỏ một vùng chói mắt. Có tí chút bản lĩnh này, chẳng có gì thú vị cả. Giọng nói kia lại bắt đầu lạnh lùng trêu chọc. A, à, Diệp Phàm không để ý đến máu tươi trong miệng, ngoan cố gọi can tướng trở về. Có điều, kết quả lại là liên tiếp phun ra 3 ngụm máu tươi nữa, can tướng trong không trung bị mảnh cá vụn quấn chặt lấy, không ngừng gào thét, lắc qua lắc lại. Trêu đùa đồ nhi của ta, lại là hai bà già âm thể, cũng thật khó tìm được võ công bậc cao như thế, lại là đàn bà âm thể. Vậy trước tiên phải để mấy người trả giá một chút, thằng nhóc này dương khí quá nặng, tuy rằng có trải qua tổng hợp với Tuyết Hồng một chút nhưng vẫn là cương liệt quá mạnh làm tổn thương thân thể. Cũng tốt, vừa hay giúp thằng nhóc này rửa tủy một chút. Nhóc con, có thể nắm lấy cơ hội này hay không tùy thuộc vào ngươi đó. Trên một cành cây cách đó 500 mét. Một bóng người như không có gì, chân đứng trên nhánh cây, sau khi lẩm bẩm một câu vươn một bàn tay vào trong không trung, một luồng nội khí dũng mãnh vô hình nhắm thẳng vào sóng khí đang công kích Diệp Phàm. Đúng lúc này, cảm giác của Diệp Phàm có chút kỳ lạ. Rõ ràng cảm thấy chiếc roi cá vừa rồi công kích mình do hai luồng sóng khí thao túng, mà lúc trước không hề có loại cảm giác này. Chẳng lẽ là hai cao thủ đang đồng thời công kích mình, không đúng, nên nói là đang đùa bỡn mình. Diệp Phàm lẩm bẩm trong lòng. Cút. Đột nhiên, một giọng nói hết sức mạnh mẽ truyền đến. Bùm một tiếng, roi cá bất ngờ nổ tung văng đi bốn phía, lại bộp một tiếng vang dội, can tướng như kỳ tích, trở về trên cổ tay Diệp Phàm. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm thấy thân thể căng thẳng, hai luồng khí vô hình trong không trung không ngờ quấn lấy mình như rắn. A. À, chương 2254, đột phá thập đẳng. Diệp Phàm sợ tới mức hét to lên, nếu như để cho hai luồng nội khí này chui vào người còn không phải, game over, rồi sao? Cho nên, hắn liều mạng bức nội khí ra, muốn đẩy hai luồng khí ngoại lai kia bắn trở về. Có điều, kết quả chỉ có hai chữ. Phí công. Dưới sự bức bách của hai luồng nội khí âm nhu, Diệp Phàm cảm thấy không lâu nữa chúng sẽ bức khí nội tức của mình quay trở về trong thân thể, hơn nữa cũng chui theo vào. Cuồn cuộn xoay chuyển trong thân thể mình. Lập tức,
nội tức dương cương cương mãnh của Diệp Phàm quấn lấy hai luồng nội tức âm nhu trong cơ thể hắn. Thân thể giờ phút này liền biến thành một chiến trường, ba luồng nội khí sôi trào trong người, tấn công không chút trở ngại. Tuy nhiên, trong mơ hồ Diệp Phàm luôn có cảm giác ngạc nhiên. Đó là bất kể hai luồng nội khí âm nhu này quấy đảo thế nào. Dường như có một bàn tay khí vô hình đang khống chế chúng. Ba luồng khí men theo kinh mạch trong cơ thể công kích về phía trước. Khi tới hai mạch nhâm đốc thì dừng lại, ba luồng nội tức dừng lại trước hai mạch nhâm đốc. Không ngờ bắt đầu dung hợp dần dần, sau khi dung hợp một hồi hình thành nên một luồng nội tức âm dương tương giao bắt đầu tấn công hai mạch nhâm đốc. Lúc này, một giọng nói từ xa truyền đến, dường như truyền tới từ tận sâu trong lòng Diệp Phàm, nói. Nhâm đốc là một cửa ải mà người luyện võ cần đột phá, tổng cộng phân làm ba bình chín đạo. Mỗi một bình có ba đạo, tổng cộng chín đạo. Ba đạo lần lượt là nhân, địa, thiên. Người đột phá đạo thứ nhất nhân có thể đạt tới thập đẳng khai nguyên. Nào nào nào, tam khí quy nguyên, thằng nhóc, tiến lên tiến lên. Trong chốc lát, vẻ mặt Diệp Phàm phấn chấn, một luồng hào khí vô hạn dâng lên trong lòng. Trong đầu óc hắn giờ này chỉ vẻn vẹn có một chữ, tiến. Ba luồng khí cuốn lại với nhau, cùng tấn công vào cửa địa một trong ba bình chín đạo của hai mạch nhâm đốc. Giống hệt như đang tấn công thành trì, xông lên lại bị cửa ải bắn trở về. Diệp Phàm không phục, lại xông lên, cứ như vậy, tuần hoàn liên tiếp, xông thẳng về phía trước lại bị bắn trở về. Cũng không biết trải qua bao lâu, dù sao Diệp Phàm cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê, trong suy nghĩ chỉ có mỗi một chữ tiến. Tiền bối là ai? Sau ba tiếng đồng hồ, giọng nói quái dị lúc trước có chút kinh hãi, hỏi. Phượng Thanh Hương muốn hỏi lão phu là ai thì đi mà hỏi ông xã dưới mồ của bà đi. Bà đánh đầu nhi của ta, vừa rồi chỉ là chút giáo huấn nho nhỏ dành cho bà thôi, lấy nội khí 20 năm của hai người giúp đầu nhi ta đột phá cửa ải thứ hai, cửa nhân xem như là bồi thường cho đầu nhi ta. Có điều, các người trêu chọc đầu nhi của ta, đó là chuyện không thể tha thứ, bây giờ ăn tát đi. Cùng với giọng nói đó, vài tiếng chát chát vang lên. Lão tiền bối, không phải như thế, chúng tôi. Giọng nói đó vội vàng kêu lên, có điều, dường như muộn rồi. Diệp Phàm trong mơ hồ phát hiện, trên một cây đại thụ có một bóng người bị kéo ra. Bóng người đó trong không trung dường như đang bị ai đó cho ăn liên tiếp mấy cái tát. Tiếng chát 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 kia cực kỳ chói tai. Lập tức, trong không trung lác đác một ít máu tươi rơi ra từ bóng người kia, sau đó bị ném đi xa hơn 100 mét. Người cũng cút đi. Giọng nói đó vang lên, một bóng người trên cây đại thụ khác cũng bị kéo ra, cũng ăn mấy cái tát rồi bị ném đi xa hơn 100 mét y như vậy. Từ nay về sau, không được phép quấy rầy đồ nhi của ta. Bằng không, Phượng gia, sẽ diệt môn. Giọng nói đó vang lên rất rõ ràng, cách đó hơn 300 mét đột nhiên có một hồi động tĩnh, trên một vách đá cực lớn có hẳn lên dấu bàn tay, giống như thần trưởng của Như Lai. Bàn tay đó lại là cách không, cứng rắn in lên trên vách đá hoa cương rắn chắc. Sâu đến hơn 1 mét. Mẹ kiếp, thần trưởng gì vậy, cách không, xa mấy trăm mét mà có thể làm được như vậy. Trời ơi, Diệp Phàm thầm hét to trong lòng. Đúng lúc này, chỉ thấy chỗ ngoài khoảng 100 mét kia hai giọng nói cung kính đáp vâng. Sau đó hai bóng người nghiêng ngả, hoảng sợ mà đi. Mã Diệp Phàm vốn đã bỏ ra toàn bộ sức lực, cảm thấy mắt hoa lên, đầu gục xuống, lập tức ngất đi. Thằng nhóc này dưới sự giúp đỡ của nội tức âm thể 20 năm của hai bà già âm nhu không ngờ may mắn đột phá được thập đẳng khai nguyên rồi. Tuy nhiên, lão phu đã chặn lại. Nếu không đã có thể nhảy thẳng lên thập nhất đẳng. Chỉ là, làm vậy sẽ không tốt, vẫn phải làm từ từ. Có một số việc không thể vội vàng được, nếu không, hậu quả sẽ khá nghiêm trọng. Mặc dù là vậy cũng phải tăng cường luyện tập, bằng không. Giọng nói kia vang lên, bắt đầu loạt xoạt trên người Diệp Phàm. Diệp Phàm như một món đồ chơi bị người ta cách không hút lên không trung, xoay tròn, lăn lên lộn xuống trong không trung, như thể một quả bóng cao su. Một bàn tay vô hình vỗ lên người Diệp Phàm, kích hoạt kinh mạch và các huyệt trên người hắn. Tẩy rửa kinh mạch và da thịt toàn thân của Diệp Phàm như một lọ nước vô trần. Hơn nữa, hai bàn tay kia nóng như lửa, gột rửa toàn thân Diệp Phàm như những đợt sóng nóng bỏng. Những chất bẩn trôi đi hết. Tuy nhiên, Diệp Phàm đã hôn mê, không biết gì hết. Cậu vẫn sai lầm, liều mạng vì đại ca, lão phu giúp cậu lên thêm một tầng. Giọng nói đó sau khi lẩm bẩm một câu, hai bàn tay vỗ lên người Tề Thiên.
Tề Thiên cũng bị hút lên trên không, bắt đầu lăn lộn. Đại ca, đại ca, đại ca. Những tiếng kêu khóc xé tim gan truyền đến, cuối cùng Diệp Phàm cũng bị đánh thức từ trong hôn mê. Thằng danh này kêu gào cái gì, thiếu chút nữa là thủng cả màng nhĩ của ông rồi. Diệp Phàm vừa mở mắt ra, không ngờ phát hiện Tề Thiên tuổi sắp 30, lúc này lại khóc lóc thảm thiết nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Mặt dính đầy nước mũi thực sự rất buồn cười. Tỉnh rồi, đại ca, làm tôi sợ muốn chết, tôi cứ nghĩ anh chết rồi, không thấy thở gì cả. Tề Thiên y như đám đàn bà, lập tức nín khóc lại cười tươi, kêu lên với viên cảnh vệ bên cạnh. Còn không mau múc nước cho đại ca tôi tắm rửa, đứng ngây ra đấy làm cái khỉ gì. Thằng danh này cậu rủa tôi chết hả? Diệp Phàm như cá chép giấy lên đành đạch, chỉ vào Tề Thiên quát. Tôi nào dám? Tề Thiên vội vàng chữa lời. Nào nào, chúng ta làm một trận, luyện tay chút nào. Diệp Phàm cảm thấy trong lồng ngực tràn đầy năng lượng như muốn phát nổ, không đánh một trận thì không thấy thoải mái, vì thế hét to. Đánh thì đánh. Tề Thiên dường như cũng rất hứng thú, hai anh em bắt đầu quyền qua cước lại. Tất nhiên, Diệp Phàm đánh rất hăng chỉ đành coi mấy cái cây bên cạnh là Tề Thiên. Bằng không, Tề Thiên đã thành oan hồn Tề từ lâu rồi. Ước chừng một giờ sau hai người mới ngừng lại. Đại ca, sao tôi cứ có cảm giác là lạ? Tề Thiên nói có chút huyên thuyên. Cảm giác gì, nói ra nghe xem nào. Lời này của Diệp Phàm phát ra từ trong mũi. Tôi dường như đã đột phá lục đẳng hay sao ấy, sao có thể như vậy được nhỉ? Tề Thiên có vẻ mơ hồ, nói. Cậu vốn đã đến lục đẳng rồi, có gì kỳ lạ đâu. Diệp Phàm thuận miệng nói, thế nhưng ánh mắt hắn nhìn Tề Thiên chăm chăm, nói. Thật là lạ. Danh con cậu không phải mới đến ngũ đẳng tầng thứ hai sao, lần này trong chốc lát đã lên lục đẳng, xem ra, chúng ta đều gặp được quý nhân rồi. Đại ca cũng đã đến cảnh giới nào rồi. Tề Thiên lập tức vui như hoa nở, lúc đầu vốn còn nghi ngờ, tuy nhiên nghe Diệp Phàm nói thế, có thể khẳng định mình đã đột phá lục đẳng rồi, tên này trong lòng mừng như điên. Cho tới nay, ở trong đám bạn hữu của Diệp Phàm, bản lĩnh của Tề Thiên là thấp nhất trong đám thấp nhất. Thời gian này, ai muốn làm tấm đệm lót chứ? Tề Thiên tất nhiên có chút buồn bực, hơn nữa, còn có chút tự ti. Trong chốc lát lại có thể nở mày nở mặt, tất nhiên là mừng phát điên rồi. Tôi ấy à, hình như là đến cảnh giới đại viên mãn của cửu đẳng rồi. Cùng bậc với sư bá phí, tuy nhiên, sao không đột phá được thập đẳng nhỉ, đáng tiếc thật. Diệp Phàm nói một hồi, Tề Thiên nghe thấy thiếu chút nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Tất nhiên. Diệp Phàm cũng không biết rõ bản lĩnh của mình lắm. Cho rằng đột phá thập đẳng là không có khả năng, ngay cả bản thân cũng không tin được có chuyện tốt đến vậy xảy ra với mình. Tôi nói nè anh hai, đừng có đùa như vậy chứ. Tôi vất vả lắm mới lên được lục đẳng, anh lại muốn thập đẳng, có để cho anh em tôi sống không đấy hả? Tề Thiên kêu lên. Kêu cái gì, sẽ dẫn sói đến đấy. Diệp Phàm mắng, lại nói. Cậu xem đi. Cái cây to như vậy mà còn bị cắt thành hai phần, chỗ nào cũng tan hoang. Vừa rồi ở nơi này nhất định đã xảy ra trận đánh rất kịch liệt. Hơn nữa, có người xuất thủ giúp đỡ hai chúng ta. Xem ra trong cái rủi có cái may. Vâng, hẳn là vậy, đáng tiếc vị vao nhân kia không chịu gặp chúng ta. Bằng không, chúng ta đều bái ông ta là thầy thì tốt biết bao. Tề Thiên khá tiếc nuối, nói. Danh con muốn làm sư đệ của ông à? Muốn ăn đòn phải không? Diệp Phàm hừ nói. Không dám, trước mặt đại ca, tôi vĩnh viễn là tiểu đệ. Tề Thiên chề miệng ra, bất chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của viên cảnh vệ từ đằng xa, hai người cho là anh ta gặp phải kẻ thù, vội vàng chạy như bay lại. Mới phát hiện ra viên cảnh vệ chỉ vào vách núi, giọng nói run rẩy kêu. Xem này, mau nhìn đi, cái này, thần đó. Hai người đi qua nhìn lên, lập tức. Cũng suýt nữa hóa đá. Trời đất ơi, bàn tay này lúc bổ xuống phải mất bao nhiêu uy lực mới được đây, ước chừng cũng phải sâu hơn 1 mét, có khi gần 2 mét. Tảng đá kia chẳng lẽ lại nặn từ bùn. Tề Thiên chạy tới đưa chân đá vài cái, không khỏi lắc đầu, nói. Cứng quá. Dấu tay này còn là cách không in lên nữa, phỏng chừng khoảng cách cũng không gần. Diệp Phàm quan sát một lúc, nói ra một câu, Tề Thiên và viên cảnh vệ chỉ biết trợn tròn mắt. Đại ca, cao thủ cảnh giới nào mới có thể đạt đến mức này? Tề Thiên hỏi. Tôi sao biết được,
dù sao tôi cũng chưa đạt được. Nếu như là đạp thẳng một cước vào vách đá, dán vào vách đá cũng không in được dấu chân sâu như vậy. Nhiều nhất cũng chỉ sâu đến 30 cm. Diệp Phàm nói, dồn hết sức đá một cước lên vách đá. Dầm một tiếng giòn vang. Vách núi chấn động, quả nhiên xuất hiện một dấu chân sâu 30 cm. Mặc dù là như vậy cũng đã khiến cho cảnh vệ và Tề Thiên suýt xoa không ngớt. Ánh mắt nhìn Diệp Phàm như đang sùng bái một vị thần. Hai người cũng không còn hứng câu cá nữa, để tránh người bình thường kinh hãi. Diệp Phàm lấy chút bùn đá vụn lấp dấu chân dấu tay này đi. Bằng không, người ta nhìn thấy vậy còn không sợ hãi mà cho rằng là thần hạ phàm hay sao? Tuy nhiên, hai người cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Không ngờ có thể nhặt được mấy chục cân cá trong hồ Lục Hãn. Cá chấm cỏ, cá chép, cá gì cũng có, mà lại không tốn chút công sức, nhất định là do ăn ở. Số cá này có thể mang về ăn mấy bữa liền rồi. Vạn Tùng Viên, thành phố Đồng Lĩnh. Chương 2255, điểm mấu chốt của Phượng gia. Hai bà lão xuất hiện lúc trước trong đại sảnh Phượng gia thôn, giờ phút này tinh thần đều có chút uể oải. Vẻ mặt cũng nghiêm túc đến mức tối sầm cả vào. Không thể tưởng tượng được, thật sự không thể ngờ. Phượng Thanh Hương, cụ tổ của Phượng gia, sau khi đặt chén trà xuống liên tục lắc đầu. Ừ, tôi cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải tuyệt thế cao nhân như thế. Người đó, chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết rồi nhỉ. Tài Đông Mi cũng trao mày nói. Chắc chắn là mạnh hơn thập nhị đẳng, phỏng chừng đã đột phá tiên thiên đại năng giả rồi. Phượng Thanh Hương thở dài, trong mắt không ngờ lóe lên một tia sợ hãi. Cụ tổ, người nọ thực sự là sư phụ của Diệp Phàm sao? Phượng Tứ chép miệng một chút, không nhịn được hỏi. Chắc là thế, người nọ còn truyền âm cảnh cáo hai chúng ta. Nói là trêu chọc đồ nhi của hắn, ta và sư phụ con đều phải trả giá bằng 20 năm công lực. May rằng người đó ra tay không độc, bằng không, hôm nay con đã không nhìn thấy cụ tổ ta nữa rồi. Phượng Thanh Hương thở dài, sau đó nói. Tiểu tứ, sau này làm người đừng quá kiêu ngạo. Trung Quốc chúng ta, nhân tài vô kể. Cao nhân tuyệt thế kiểu này là ít, nhưng nếu như con gặp phải thì xui lắm đấy. Người đó lợi dụng thân thể âm hàn của chúng ta giúp Diệp Phàm phát triển công lực, phỏng chừng trải qua sự điều chỉnh của ông ta, Diệp Phàm cũng có thể đạt tới mức đại viên mãn của cửu đẳng rồi. Phượng Nhi, trước kia để phát triển công lực cho con, ta cùng Thanh Hương đều phải mất mười mấy năm mới giúp con đột phá được bát đẳng. Mà vị lão tiền bối kia đúng là cao nhân tuyệt thế, cũng không biết là dùng phương pháp bí mật gì. Không ngờ có thể đạt được hiệu quả nhanh chóng trong thời gian ngắn như vậy. Điều này chẳng lẽ chính là vấn đề về thứ bậc công lực, hoặc là vấn đề bí thuật. Thôi vậy, Phượng Nhi, sau này con từ bỏ đi à nha. Diệp Phàm không có duyên với nhà ta đâu. Tài Đông Mi có chút tiếc nuối. Sư phụ, con không có ý vậy mà. Tuy nhiên, Diệp Phàm muốn làm khó tập đoàn khai thác mỏ thiên mộc của nhà chúng ta thì phải làm sao? Nếu vị tiền bối kia đã ra lệnh cấm, chúng ta không thể ra tay với Diệp Phàm nữa. Chẳng lẽ chỉ có thể bị động chịu đòn thôi sao? Phượng Tứ hỏi. Còn có cách nào nữa, tên khốn Thảo Thiên kia đã đến chưa, rước đến cho Phượng gia chúng ta một kẻ địch mạnh như vậy. Phượng Thanh Hương bất ngờ vỗ bàn một cái, hừ nói. Cụ tổ, con trở về rồi đây. Lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói run rẩy, tất nhiên đó là chủ tịch tập đoàn khai thác mỏ thiên mộc đồng chí Phượng Thảo Thiên cực kỳ vênh váo kia. Đi vào đây. Phượng Thanh Hương lớn tiếng quát. Cụ tổ, con không biết mình đã làm sai điều gì. Phượng Thảo Thiên vừa đi đến vừa sợ tới mức rầm một tiếng quỳ xuống. Gia pháp Phượng gia rất nghiêm, nếu cụ tổ tức giận, ra tay đánh cho anh tàn phế cũng chỉ có thể tự cho là mình xui xẻo. Hơn nữa còn phải cảm tạ cụ tổ thủ hạ lưu tình không thèm cái mạng nhỏ của anh. Từng có tiền lệ, chính chú của Phượng Thảo Thiên đã dùng thân mình thể nghiệm. Phượng Thảo Thiên nhớ đến kết cục bi thảm của chú mình, chân tên này tự nhiên run lẩy bẩy. Mặc dù là quỳ trên mặt đất nhưng cả người vẫn đang run rẩy. Con rào biện, vả vào miệng 10 cái cho ta. Phượng Thanh Hương tức giận, lạnh lùng hừ nói. Bà vừa dứt lời, Phượng Thảo Thiên lại khẽ thở phào, trong lòng tự nhủ may mà không bị đánh cho tàn phế, chỉ phải vả vào miệng. Người này đánh thật, những tiếng tát bốp 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 vang lên, đánh thật, Phượng Thảo Thiên đánh cho miệng mình chảy máu. Mà Phượng Thanh Hương và Phượng Tứ, còn có Tài Đông Mi vẫn chưa mở miệng, nhìn Phượng Thảo Thiên đánh xong. Phượng Thảo Thiên,
Lần này con thực sự gây họa lớn rồi, thiếu chút nữa gây họa cho cả gia tộc Phượng gia. Nguyên nhân ta không nói nhiều nữa. Ôi, như vậy đi, chuyện của người họ Diệp đó từ giờ ngươi hãy mặc kệ đi. Tuyệt đối không thể chọc vào hắn. Lần này, bảo tiểu tứ đi cùng với con đi ngả bài với người họ Diệp đó đi. Hắn đề ra yêu cầu gì các ngươi cũng phải chấp nhận, không được phép ra điều kiện gì. Con nói đi, ngươi đã làm những gì ở mỏ than số 7 Hải Sơn rồi, nói thực ra cho ta. Đôi mắt Phượng Thanh Hương có thể nhìn rõ hết thảy, nhìn chăm chăm vào Phượng Thảo Thiên. Tên này căn bản không thể trốn tránh, cũng không có lựa chọn nào khác, tự cổ vũ mình, nói. Lúc trước xảy ra tai nạn hầm mỏ, căn bản không thể cứu được, lún quá dữ. Cho nên, con cho người lấp ngay lúc đó. Bên trong có bao nhiêu người? Phượng Thanh Hương hỏi. 12 người, không phải con không cứu, thực sự là không cứu nổi. Nếu lúc ấy cứu ra, phí tổn sẽ vô cùng lớn. Hơn nữa, trong chốc lát chết 12 người, trách nhiệm quá lớn. Phỏng chừng mỏ than Hải Sơn phải ngừng kinh doanh để chỉnh đốn suốt một năm. Cụ tổ có lẽ không rõ lắm, mỏ than Hải Sơn là trụ cột của tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc chúng ta. Một nửa thu nhập của tập đoàn là từ mỏ than Hải Sơn. Đã không còn mỏ than Hải Sơn, nhà chúng ta lớn như vậy, cũng khó có thể chống đỡ tiếp. Phượng Thảo Thiên rất ủy khuất nói, tự nhiên ra chiêu bài bi thương. 12 người, cũng không nhiều. Tuy nhiên, lúc đó con làm cũng có chút không thỏa đáng. Việc này nếu như không gặp phải Diệp Phàm cũng đã bỏ qua được rồi. Nếu hiện giờ Diệp Phàm cố chấp không buông, người hãy thành thật giải thích với hắn đi. Chú ý, đáp ứng tất cả điều kiện của họ, không được phép ra bất kỳ điều kiện gì. Ôi! Phượng Thanh Hương thở dài, phất phất tay. Anh hai, anh cũng khiêm tốn một chút đi. Em nghe nói anh còn muốn tranh giành đàn bà với Diệp Phàm. Lúc này, không ngờ cô nàng Phượng Tứ lại xen vào một câu. Phượng Thảo Thiên vừa nghe lập tức mặt đỏ bừng, kêu oan nói. Làm gì có chuyện đó, anh có gan trời cũng không dám tranh giành đàn bà với Diệp Phàm, người ta là đại bí thư, tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc chúng ta còn ở trong địa phận của thành phố Đồng Lĩnh, sao có thể đồn đại linh tinh như vậy được? Hừ, đừng tưởng mọi người không biết, anh ỷ được chủ tịch tỉnh ủng hộ, cũng đã quen thói kiêu ngạo trên địa bàn Tấn Lĩnh này rồi. Ngày đó tại Phong Vân Lâu anh dám nói không nói với Diệp Phàm là trong vòng 3 tháng sẽ giành được Mễ Nguyệt làm vợ bé không? Người ta đường đường là trưởng ban thư ký thành ủy, Diệp Phàm nghe xong lời này, không đập chết anh mới là lạ. Cái này mới chính là nguyên nhân anh rước họa vào thân, anh nói xem có đúng không? Phượng Tứ lạnh lùng hừ nói. Cái này, Phượng Thảo Thiên mặt đã tái mét. Có phải thật hay không? Phượng Thanh Hương hừ nói. Cụ tổ. Đúng là có chuyện như vậy, lúc đó chỉ là nhất thời nói nhảm mà thôi. Phượng Thảo Thiên gục đầu xuống. Con lớn rồi, chơi gái ta mặc kệ, nhưng phải tìm cho đúng người. Con tưởng là bí thư thành ủy một thành phố to như vậy chỉ là để trang trí thôi phải không? Vu Tiền Lâm chẳng qua chỉ là một phó chủ tịch tỉnh, Diệp Phàm không nể mặt ông ta hoàn toàn có thể được. Con ở Đồng Lĩnh này mười mấy năm rồi, sao lại không nhớ cho kỹ hả? Nếu như con thật sự làm gì Diệp Phàm, chính phủ còn không tiến hành điều tra sao? Phượng gia chúng ta có chút năng lực, nhưng so với quốc gia chỉ có thể nói là châu chấu đá xe, không tự lượng sức mà thôi. Quốc gia có một tổ chức thần bí tên là Tổ Đặc Nhiệm A, chính là chuyên quản lý đám người chúng ta đấy. Người động tay động chân cho rằng người khác không tra ra được có phải không, nếu như chọc đúng cao thủ của Tổ Đặc Nhiệm A, thân thủ của họ không kém gì bà già này đâu. Con đó, suýt chút nữa mang đến cho Phượng ra cái gì rồi. Không cần nói nữa, tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc từ nay về sau giao cho Khải Mai lo. Con về nhà cho ta, quay mặt vào tường mà suy nghĩ sau một năm lại tính tiếp. Cụ tổ lên tiếng, Phượng Thảo Thiên thiếu chút nữa là mềm nhũn ngã xuống sàn. Cái này, Phượng Thảo Thiên vốn đã quen phong lưu, bảo gã về nhà quay mặt vào tường, cuộc sống khổ hạnh thế này làm sao gã chịu nổi. Tuy nhiên, hắn cũng không còn cách nào, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Còn nữa, A Tứ, nghiêm khắc lệnh cho người của Phượng gia từ nay về sau không được phép đi tìm Diệp Phàm gây phiền toái nữa. Bằng không, đợi chịu ra pháp. Phượng Thanh Hương lại nghiêm mặt ra mệnh lệnh thép. Thanh Hương, đáng tiếc thật, đáng tiếc ông ấy đi quá sớm, bằng không, có lẽ còn có hy vọng đánh được một trận với người thần bí kia. Tài Đông Mi thở dài, chau mày. Tài Đông Mi em đừng lo lắng. Phượng gia chúng ta,
cũng không phải toàn bộ đều đớn hèn. Lúc này, Phượng Thanh Hương lại nói. Chẳng lẽ, làm sao có thể? Tài Đông Mi lẩm bẩm nói, nhìn Phượng Thanh Hương. Có nhiều lúc, không có khả năng cũng sẽ thành có khả năng. Phượng Thanh Hương hừ một tiếng, sau đó nói. Chỉ là, tạm thời vẫn không thể có bất cứ hành động gì. Buổi tối, Diệp Phàm vừa mới về đến nhà tắm rửa, vẻ mặt thích ý ngồi trên salon mềm, đang định mở tivi xem tin tức. Lúc này, bên gác cổng gọi điện đến, nói là đoàn người Phượng Thảo Thiên chủ tịch của tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc xin được gặp mặt. Cho bọn họ vào. Diệp Phàm giật mình, nói. Phượng Thảo Thiên đi đầu, Phượng Tứ đi theo sau. Tuy nhiên, sau hai người bọn họ còn có một phụ nữ khoảng 30 tuổi. Người phụ nữ này rất có khí chất, để lại cho người ta ấn tượng một người phụ nữ mạnh mẽ. Bí thư Diệp, hôm nay tôi đến để tạ tội với ngài. Phượng Thảo Thiên vẻ mặt xấu hổ, thái độ thành khẩn nói. Tạ tội, anh có làm gì tôi đâu mà tạ tội. Nếu nói về chuyện mỏ khai thác Thiên Mộc, đây chẳng qua là việc công, cá nhân tôi và anh có liên quan gì đâu. Diệp Phàm thản nhiên nói, mời mọi người ngồi. Bên này, Diệp Phàm tự mình pha trà. Bí thư Diệp, để tôi. Không ngờ Phượng Tứ nói. Cũng được, tôi cũng muốn thưởng thức trà nghệ của tứ tú Trung Hoa chúng ta. Diệp Phàm cũng không cố chấp, vẻ mặt tươi cười đưa trà cụ qua. Tay nghề pha trà của Phượng Tứ tương đối thành thạo, đúng là khiến cho Diệp Phàm có chút ngạc nhiên. Một người phụ nữ xuất thân từ một gia tộc như vậy mà vẫn có thể làm được thế này, cũng có thể xem là một mỹ đức. Bí thư Diệp, tôi là Phượng Khải Mai, là chị họ của Phượng Tứ. Anh cũng biết đó, tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc là sản nghiệp do Phượng gia chúng tôi nắm cổ phần. Nếu để mặc cho tổ điều tra tiếp tục công việc, chẳng khác nào làm chậm trễ công việc của tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc chúng tôi. Mà gần đây Phượng gia chúng tôi đã điều chỉnh lại thành phần lãnh đạo cao cấp của tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc, Phượng Thảo Thiên không còn đảm nhiệm chức chủ tịch Thiên Mộc nữa, mà là chức vụ này do tôi tiếp nhận. Là một người vừa tiếp nhận chức vụ này, tôi hy vọng tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc có thể đi đúng quỹ đạo, hướng đến con đường phát triển mạnh mẽ. Cho nên, tôi hy vọng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Đồng Lĩnh có thể ủng hộ cho công việc của tôi cũng như xí nghiệp và công ty tôi. Phượng Khải Mai nói một cách nho nhã lễ độ. Ha ha, đối với xí nghiệp trong thành phố Đồng Lĩnh, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố luôn luôn coi trọng. Mỏ khai thác Thiên Mộc là một xí nghiệp lớn đứng đầu toàn tỉnh, trong thành phố Đồng Lĩnh càng là một xí nghiệp lớn hơn cả. Thu nhập từ thuế mỗi năm nộp cho thành phố Đồng Lĩnh cũng chiếm một phần rất lớn. Ủy ban nhân dân thành phố luôn luôn ủng hộ tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc. Lần này tổ điều tra chiếm giữ mỏ than Hải Sơn là để điều tra một chút tình huống đặc thù. Một khi chấm dứt điều tra, lập tức sẽ rút khỏi mỏ than Hải Sơn. Tôi cũng đã ra chỉ thị cho họ, yêu cầu nhanh chóng điều tra rõ chân tướng, để xí nghiệp có thể tiếp tục sản xuất bình thường trở lại. Tuy nhiên, mỏ than Hải Sơn lần trước cũng thật quá đáng. Nếu xí nghiệp nào cũng làm như thế, còn cần thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố làm gì? Diệp Phàm giọng điệu bình thản. Nhưng lại không hề nhân nhượng. Chương 2256, quá độc ác. Bí thư Diệp muốn thế nào mới bằng lòng cho tổ điều tra rút đi? Hôm nay Khải Mai đến đây vì việc này, bí thư Diệp có thể ra điều kiện. Phượng Khải Mai hỏi. Rất đơn giản, sau khi làm rõ sự việc tổ điều tra sẽ rút khỏi mỏ than Hải Sơn. Diệp Phàm cũng trả lời. Bí thư Diệp có phải cảm thấy hầm mỏ số 7 mỏ than Hải Sơn có vấn đề hay không? Cho nên, lần này tổ điều tra mới đặt trọng điểm lên hầm mỏ số 7. Phượng Tứ đang rót trà hỏi. Tôi không phải tổ điều tra thế nào là việc của bọn họ. Tôi không can thiệp vào công tác điều tra bình thường của tổ điều tra. Diệp Phàm nói. Vậy được rồi, chúng tôi thừa nhận hầm mỏ số 7 đúng là có vấn đề. Phượng Khải Mai bất đắc dĩ nói, liếc anh họ Phượng Thảo Thiên một cái. Chắc là từng xảy ra tai nạn hầm mỏ phải không? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói, quả nhiên, ba người Phượng gia đều tỏ ra kinh ngạc. Phượng Thảo Thiên đỏ mặt, sau khi ấp úng một lúc, người này tự cổ vũ mình, nói ra chuyện mỏ than Hải Sơn. Hừ, mạng người là vô giá, các người lại coi như cỏ rác. Phượng Thảo Thiên, người đúng là tên khốn kiếp. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Cụ tổ nghe được chuyện này, đã phạt anh hai Phượng Thảo Thiên về nhà quay mặt vào tường suy nghĩ một năm.
Phượng Tứ có vẻ hơi xấu hổ, nói. Quay mặt vào tường suy nghĩ một năm là có thể khiến cho 12 sinh mạng trở về sao? Mạng của Phượng gia các người là mạng, chẳng lẽ mạng của dân chúng đồng lính, mạng của những người thợ mỏ đó không phải mạng sao? Ngôn từ của Diệp Phàm bắt đầu sắc bén hơn. Bí thư Diệp, lần này chúng tôi tới là có thành ý, chính là hy vọng có thể giải quyết vấn đề này mà đến. Đối với những người thợ mỏ chết vì tai nạn này, chúng tôi sẽ bồi thường gấp 3 lần tiêu chuẩn bồi thường của quốc gia. Còn nữa, đào hầm mỏ ra, tìm lại thi thể mang về an táng. Phượng Khải Mai bắt đầu ra điều kiện. Tiền tiền, các người thực sự nghĩ rằng tiền có thể trấn an hết thảy phải không? Diệp Phàm hừ một tiếng sau đó liếc nhìn ba người một cái. Rất đơn giản, nhóm người lúc đấy xử lý tai nạn mỏ không thỏa đáng sẽ do chính quyền xử lý trước. Mà mệnh lệnh này là do Phượng Thảo Thiên đề ra, vậy nên chính anh hãy tự đi đầu thú với tổ trưởng Bao của tổ điều tra, hơn nữa, tự mình yêu cầu xử lý đi. Còn nữa, chỉnh đốn lại tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc, nộp đủ toàn bộ những khoản thuế đã trốn. Các vấn đề về an toàn, đãi ngộ thợ mỏ đều phải chấp hành theo tiêu chuẩn của quốc gia, cải thiện điều kiện sinh hoạt và công tác của thợ mỏ. Bí thư Diệp, làm như vậy chỉ sợ không thỏa đáng. Phượng Tứ có chút luống cuống, vội vàng nói. Có gì không thỏa đáng, tự làm tự chịu. Sắc mặt Diệp Phàm bắt đầu âm trầm. Anh họ, bí thư Diệp đã nói thế rồi. Em thấy, anh có phải? Phượng Khải Mai nhìn Phượng Thảo Thiên một cái, nói. Diệp Phàm dựa vào lời anh em bọn họ nói, cảm thấy mối quan hệ giữa con cháu trong gia tộc này có chút không hài hòa. Bí thư Diệp, những cái khác chúng tôi có thể đồng ý, có điều anh hai tôi, có thể bỏ qua cho anh ấy được không? Phượng Tứ cũng có chút lo lắng. 12 mạng người, cô nói như vậy có thể buông tha cho anh ta sao? Cho dù hôm nay các người không đến tôi cũng tin rằng, tổ điều tra một khi đào được hầm mỏ số 7 lên, sẽ điều tra ra được chân tướng thôi. Phượng Thảo Thiên hôm nay chịu đi đầu thú, còn có cơ hội được xử lý nhẹ hơn. Một khi tổ điều tra tra ra chân tướng, thì cơ hội này không còn nữa đâu. Diệp Phàm nói. Anh họ, chẳng lẽ anh thật sự muốn sản nghiệp của Phượng gia bị hủy hoại trên tay anh sao? Trước khi ra khỏi cửa, cụ tổ đã thận trọng dặn dò anh tự mình quyết định mà. Lúc này, lời lẽ của Phượng Khải Mai dần trở nên nghiêm khắc. Tôi đi, tôi đi. Phượng Thảo Thiên mặt tối sầm, văng ra những lời độc ác, nhìn Phượng Khải Mai một cái, gào lên. Bây giờ cô hài lòng rồi phải không, có đúng không hả? Em đang nhắc nhở anh, có liên quan gì đến em chứ? Phượng Khải Mai lạnh lùng hừ nói. Dường như trước mặt không phải anh họ của mình mà là một người xa lạ. Diệp Phàm từ đây có thể cảm nhận được sự lạnh lùng giữa anh em trong những gia tộc lớn. Vậy được, chỉ cần anh tự thú, nói rõ ràng mọi chuyện, tổ điều tra sẽ rút về. Diệp Phàm hừ nói, phất phất tay tỏ vẻ tiễn khách. Ba người Phượng ra vẻ mặt trầm mặc rời khỏi căn biệt thự số 1 của Diệp Phàm. Sáng ngày hôm sau, 8 giờ. Bên đồng chí Bao Nghị còn đang ở bệnh viện báo tin. Phượng Thảo Thiên của tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc đã ra đầu thú rồi. Hai tổ điều tra trước sau hợp thành một, lập tức tiến hành điều tra toàn diện, đào hầm mỏ số 7 lên, chân tướng rốt cuộc cũng được phơi bày. Tất nhiên, để tránh sự việc mở rộng hơn nữa, ảnh hưởng đến căn bản của thành phố Đồng Lĩnh. Cho nên, không khuếch trương điều tra thêm nữa. Ba ngày sau, tổ điều tra rút về thành phố. Một loạt công tác xử lý được thi hành. Phượng Thảo Thiên được giao cho cơ quan tư pháp yêu cầu xử lý. Đồng thời, cũng xử lý một nhóm các lãnh đạo của mỏ than Hải Sơn. Mà Cục Công an thành phố Trương Hà và Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh có người có liên quan, đều bị xử lý. 9 giờ sáng ngày thứ tư, phòng hội nghị thành ủy Đồng Lĩnh sương khói nghi ngút. Các đồng chí, giáo huấn là phải sâu sắc, đây chính là giáo huấn bằng máu. Chúng ta không thể chỉ chăm chăm vào sản xuất mà quên đi an toàn. Trái tim những người thợ mỏ đang rỉ máu, bọn họ cũng có người thân, cũng có con nhỏ. Các đồng chí đang ngồi tại đây, chúng ta có thể thờ ơ hay sao? Việc sản xuất kinh doanh bình thường của xí nghiệp cần được bảo vệ, nhưng, cũng không thể bảo vệ một cách mù quáng. Đồng thời với việc giữ gìn lợi ích của xí nghiệp, còn phải đảm bảo lợi ích của dân chúng nữa. Chúng ta không thể chỉ nhìn thấy hiệu quả và lợi ích mà coi nhẹ việc bảo vệ quần chúng nhân dân yếu thế. Khiến cho lợi ích lẽ ra thuộc về họ lại bị xâm phạm mà không thể cầu cứu ai được. Sự việc lần này, nếu như không có hai mẹ con chặn đường kêu oan kia,
có lẽ đến giờ này chúng ta vẫn chưa hay biết gì. Chúng ta đang ngồi đây, đều không cảm thấy trong lòng hổ thẹn hay sao? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, sắc mặt tự nhiên, nhìn lướt qua mặt của Cao Thành và Tất Vân Lý. Bí thư Diệp, tôi xin được kiểm điểm trước anh. Trong chuyện này tôi xử lý có chút không thỏa đáng. Đúng như anh đã nói, tôi đã quá coi trọng vai trò quan trọng của tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc đối với sự phát triển kinh tế của thành phố mà không để mắt tới việc bảo vệ lợi ích của dân chúng. Chuyện của mỏ khai thác Thiên Mộc đã rung lên một hồi chuông cảnh báo cho chúng ta. Dân chúng đang nằm trong tầng thấp nhất trong xã hội, chúng ta luôn luôn phải tăng cường bảo vệ họ. Bọn họ mới thực sự là quần thể yếu thế. Cao Thành vẻ mặt xấu hổ, nói, khuôn mặt già nua kia không ngờ có hơi đỏ lên. Nếu Diệp Phàm nắm chặt không buông chuyện này, ông ta chắc chắn phải chịu một phần trách nhiệm nhất định rồi. Bí thư Diệp, tôi cũng xin được kiểm điểm trước tổ chức. Tất Phân Lý cũng không khác là bao. Các đồng chí có thể tỉnh táo nhận thức được điều này là rất quan trọng, lấy chuyện cải tạo phố Tân Long mà nói. Vì sao phố Tân Long hàng năm đều chết đến mấy người, chúng ta lại có thể quen thuộc mà làm như không nhìn thấy, đó là bởi vì trong lòng chúng ta băn khoăn đến lợi ích của dân chúng mà không chú ý. Nếu những người chết đó là người thân bạn bè của chúng ta, chúng còn có thể ngồi yên ở nơi này được không? Không thể, cho nên, việc cải tạo phố Tân Long đã mở màn. Tôi hy vọng những người ngồi tại đây đều có thể ủng hộ công trình dân sinh lợi nước lợi dân có liên quan đến thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng ta này. Tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc đã đồng ý chi ra 100 triệu cho việc cải tạo phố Tân Long. Đồng thời quyên góp cho 20 trường học toàn thành phố chúng ta mỗi trường 20 triệu. Tôi hy vọng Chủ tịch Cao Thành có thể nhanh chóng sắp xếp công tác quyên tặng, tổ chức hoạt động này long trọng mà chính thức một chút. Chúng ta cần phải mượn cơ hội này kêu gọi mọi người trong toàn xã hội đều phải tham gia, giáo dục là một sự nghiệp trường kỳ, thành quả rất khó thể hiện ra trong một thời gian ngắn. Nhưng, dù nghèo cũng không thể để giáo dục nghèo. Tôi đã đi qua nhiều trường học trong thành phố, phát hiện thiết bị dạy học cơ bản thiếu trầm trọng. Việc quyên góp của tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc chỉ là bắt đầu. Tôi hy vọng Ủy ban Nhân dân thành phố có thể chân chính làm tốt sự nghiệp thiên thu liên quan đến con cháu những đời sau này. Khẩu hiệu của chúng ta chính là làm lớn làm mạnh, cần phải là một thành phố mạnh về giáo dục, thành phố mạnh về kinh tế, nhưng cũng không thể coi nhẹ việc quản lý và bảo vệ môi trường. Diệp Phàm mượn cơ hội này nói một tràng những lời to tát. Vừa là vang lên hồi chuông cảnh báo cho một số đồng chí, cũng là để. Tất nhiên, đối với thiện ý của Phượng gia, Diệp Phàm cũng không khách khí. Trong nháy mắt đã đến nguyên đán năm 2005, vừa đúng kỳ nghỉ. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm thấy còn nhiều việc, không định về thủ đô đón Tết. Có điều, Diệp Phàm không trở về cũng không có nghĩa là người khác sẽ bỏ qua cho hắn. Kiều đại tiểu thư gọi điện thoại tới, trong điện thoại có chút nói. Diệp Phàm, anh còn không về, nhà sắp bị người ta phá tan tành rồi. Kẻ nào dám phá nhà của ông, khốn kiếp, không muốn sống nữa phải không? Diệp Phàm hết sức thô lỗ hừ nói. Anh không biết đâu. Là Tuyết Hồng gây chuyện đó. Kiều Viên Viên nói. Hả, chẳng lẽ cô ta lại gây sức ép với em, không thể nào, anh đã cảnh cáo cô ta rồi mà. Diệp Phàm trong lòng chợt lạnh, vội vàng hỏi. Lần này không phải em, mà là bởi vì cô ta đã hỏng người ta rồi. Kiều Viên Viên không ngờ khanh khách cười. Nghĩa là sao, làm sao lại đã hỏng người ta rồi, em mau nói rõ ràng xem nào, đừng úp úp mở mở làm người ta không hiểu được nữa đi. Diệp Phàm hỏi. Chính là đá hỏng cái thứ đó của đàn ông các anh đấy. Kiều đại tiểu thư quả nhiên không kìm nổi cười khanh khách. Đối phương là ai, sao Tuyết Hồng lại phải đá hỏng cái đó của người ta? Thế này thì phiền phức rồi. Với lực chân của Tuyết Hồng, đá hỏng thì khó mà nối lại được. Diệp Phàm cảm thấy có chút đau đầu. Nếu ngay cả Kiều đại tiểu thư cũng không giải quyết được, có thể thấy lai lịch đối phương không vừa. Ôi, anh cũng biết đấy. Cô em gái nuôi này của anh xinh như hoa như ngọc, sánh ngang với điêu thuyền. Mới vào trường được hơn một tháng đã thành á khôi của trường rồi. Nghe nói học sinh đứng thứ ba kia tên là Phác Muội Châu, là người Hàn Quốc. Người ta tất nhiên không phục, cho là Tuyết Hồng chỉ là hư danh, không đẹp bằng cô ta. Cho nên, liền sai mấy người đang theo đuổi cô ấy tìm một chỗ vắng vây đánh Tuyết Hồng. Kết quả anh cũng đoán được rồi, người hầu gái bên cạnh Tuyết Hồng thật không đơn giản. Chỉ hai ba cái, Tuyết Hồng còn chưa ra tay, bên kia đã đồng loạt ngã xuống.
Một người theo đuổi trung thành của Phác Muội Châu được gọi là một trong 8 thiếu gia của thủ đô, Trịnh thiếu gia, Trịnh Thanh, toàn bộ phần háng cậu ta bị đá cho tan nát rồi. Cái đó bị đá cho ỉu xìu, nghe nói toàn bộ bị đá thành thịt nhão có thể làm sủi cảo rồi. Mà cái cô Phác Muội Châu đi gây sự đó kết cục cũng chẳng khá hơn. Tuyết Hồng rất độc ác, tiến lên hung hăng nhắm chuẩn phần dưới của Phác Muội Châu đá cho mấy cái. Nghe nói ngay cả tử cung đều bị đá nát. Kiều Viên Viên nói. Đá thì cứ đá đi, dù sao cũng là bọn họ ra tay trước. Tuyết Hồng làm vậy cũng chỉ để tự vệ. Em lấy chút tiền đi giải quyết là được rồi. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói, trong lòng nói ông cứ thích làm như vậy đấy, không ngờ Tuyết Hồng cũng cùng suy nghĩ với mình. Chương 2257, thông điệp cuối cùng của Kiều Đại Tiểu Thư. Anh nói nghe dễ nhỉ, người nhà Trịnh Thanh lại không đồng ý. Kiều Viên Viên hừ nói. Tám thiếu gia của thủ đô, có thể xưng thiếu gia ở thủ đô không nhiều. Trịnh gia cũng có lai lịch đấy chứ. Diệp Phàm hỏi. Anh Toàn nói thừa. Kiều Đại Tiểu Thư bất mãn bật ra một câu, sau đó nói. Chú ruột của Trịnh Thanh là Trịnh Thiên Đào, phó tư lệnh quân khu Bắc Kinh, nghe nói chỉ xếp sau Triệu Quát, là nhân vật thứ 5 trong quân khu Bắc Kinh, sắp được thăng chức trung tướng rồi. Mà bố của Trịnh Thanh là Trịnh Thượng Minh, thứ trưởng thường trực bộ giáo dục. Là nhân vật số 2 trong bộ, người ta đã báo lên Đại học Bắc Kinh, xử lý nghiêm khắc học sinh Tuyết Hồng. Hơn nữa, mấy ngày nay vẫn luôn có quân nhân đi qua đi lại trước cửa nhà chúng ta. Đó là bởi vì em không dám cho Tuyết Hồng đi học, chỉ sợ cô ta vừa ra ngoài là bị người ta bắt. Không những thế, hôm qua em nhận được điện thoại của Phó Hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh Võ Quang Trung. Ông ta nói là đã làm hết sức rồi, thật sự không gánh được áp lực từ cấp trên. Việc của Tuyết Hồng lần này là Hiệu trưởng Trần Bạch Hầu tự mình ra chỉ thị, nói rằng Tuyết Hồng đánh người đặc biệt ác liệt, chẳng những đánh học sinh của nước mình. Mà cả học sinh nước ngoài cũng bị đánh cho tàn phế, dẫn đến những tranh cãi không cần thiết, ảnh hưởng tiêu cực đến hình tượng của Đại học Bắc Kinh, hành vi này rất không tốt. Trường học đã khai trừ Tuyết Hồng rồi, chuyện sau này không còn liên quan đến trường học nữa. Hơn nữa, quân nhân Trịnh gia mời đến luôn canh giữ ở cửa, đồng thời, Trịnh Thiên Đào còn phái một thiếu tá đến can thiệp. May là bị quản gia Lý tốt xấu gì cũng đã đuổi đi rồi, có điều, quản gia Lý nói phỏng chừng hôm nay hoặc ngày mai lại có thêm quan quân hoặc cảnh sát có sức ảnh hưởng hơn đến tìm. Cho nên, anh mau trở về đi, một mình em đàn bà không chống đỡ nổi. Việc trong nhà vẫn cần có Diệp Phàm anh đứng ra giải quyết. Kiều Viên Viên nói, cái con danh này, úp một cái sọt không nhỏ lên đầu ta rồi. Diệp Phàm bất đắc dĩ, khổ sở nói. Có điều, còn có chuyện Kiều Đại Tiểu Thư em không giải quyết được sao? Nếu thực sự không giải quyết được, em dứt khoát lấy Kiều Gia Gia làm lá chắn. Anh không tin chiêu bài đó của nhà em không hiệu nghiệm đâu. No, em không thể lấy Kiều Gia Gia làm lá chắn được. Tuyết Hồng là em gái cưng của anh không lo thì em cũng mặc kệ. Chậm nhất là chiều nay, anh còn không về em về thẳng nhà ngoại. Bên này có chuyện gì xảy ra em không chịu trách nhiệm đâu. Kiều Viên Viên ra thông điệp cuối cùng, Diệp Phàm hiểu được trong lòng cô có nhọt rồi. Tuy nhiên, Kiều Viên Viên có thể chống đỡ đến lúc này cũng đã là không tồi rồi. Nếu là một người đàn bà chỉ giỏi ghen tuông, có lẽ đã xông vào Tuyết Hồng đá cho mấy cái rồi. Chuyện này em báo lại cho Thiên Thông chưa? Diệp Phàm lại hỏi. Tên đó chỉ thấy xuất hiện một lần rồi nói có nhiệm vụ khẩn cấp thế là không thấy tăm hơi đâu nữa. Thật là kỳ cục, em gái nhà mình gây chuyện lại để người khác giải quyết. Kiều Đại Tiểu Thư tức giận hừ nói. Diệp Phàm không còn cách nào khác, khẩn trương gọi cho Thiên Thông, cũng đã gọi được, nói. Tôi nói này anh Tiểu Thiên, anh bây giờ ở đâu rồi? Đang ngủ, cậu đó nha, không thể để tôi yên được chút à, vợ bị cậu đuổi đi mất rồi. Ôi! Cô vợ xinh đẹp biết bao, nói lặn là lặn mất. Tức chết tôi mất. Thiên Thông tức giận nói. Vợ à, anh cưới vợ khi nào vậy? Sao lại nói lặn là lặn mất, lời này của anh tôi không hiểu. Diệp Phàm hỏi, đúng là rất ngạc nhiên. Trong mộng đó hiểu không? Dáng vẻ đúng là rất ngon, tôi dựa vào hình tượng của Cùng Lợi nằm mơ. Chết tiệt, đang định cùng bà xã thì điện thoại của cậu reo, thế là tan mộng. Thiên Thông phun ra một câu. Diệp Phàm suýt nữa té xỉu. Tên này kêu lên. Tôi nói này anh Tiểu Thiên, anh còn tâm tư mà ngủ à, còn mơ cưới vợ à, còn hình tượng Cùng Lợi nữa.
Tên chết tiệt nhà anh cưới được một bà xã xấu xí là may lắm rồi. Nằm mơ đi, khốn kiếp. Tuyết Hồng gây chuyện rồi anh biết chưa? Biết rồi, con bé đó gây chuyện là bình thường mà, không gây chuyện mới là bất bình thường đó. Thiên Thông kéo dài giọng ra nói, giọng điệu bình thản, giống như chuyện không liên quan gì đến mình. Đã xảy ra chuyện anh còn không đứng ra giải quyết, cô ta là em gái anh. Người ta đã đuổi tới cổng nhà tôi rồi, nếu như trên cổng không có tấm biển sở khoa học quân sự, có khi người ta đã phá cửa mà vào từ lâu rồi. Diệp Phàm không nhịn được hét to. Nhỏ giọng một chút, lỗ tai tôi yếu lắm không chịu được kích thích đâu. Thiên Thông luyên thuyên. Anh nói xem phải làm sao bây giờ hả Tiểu Thiên, Tuyết Hồng lần này gây đại họa rồi. Việc này, anh phải đứng ra giải quyết đó. Diệp Phàm hừ nói. Ha ha. Tuyết Hồng sống nhờ nhà cậu mà, cậu là chủ nhà phải chịu trách nhiệm, dựa vào pháp luật mà nói, cậu thu tiền thuê nhà của Tuyết ra đấy. Đừng chỉ vui mừng lúc thu tiền nhà, xảy ra chuyện lại muốn né tránh. Chuyện đó không thể được đâu, trên đời này, không có chuyện Diệp Phàm cậu chiếm hết việc tốt được, đúng không nào? Thiên Thông không ngờ lại ăn vạ. Tiền thuê nhà, tôi lấy tiền thuê nhà của Tuyết Hồng lúc nào? Tôi một hạt bụi cũng không lấy. Cuối cùng còn phải cho cô ta ở cho cô ta ăn, tôi nói này anh Tiểu Thiên, nói không thể nói bừa, chuyện gì cũng phải có căn cứ nhé. Diệp Phàm nói, cậu dám nói không lấy bí pháp võ công kia không, thuật gì mà sinh sôi không ngừng ấy. Lúc đó cậu còn vui như hoa nở, tôi nói này Tiểu Diệp, sức tưởng tượng của cậu kém thật đấy. Cậu nói xem, tiền thuê nhà của Tuyết gia chúng tôi ít lắm à. Bí kíp võ công đó, không phải Thiên Thông tôi nói quá lên. Nếu mà chuyển lại cho Thái Cực Trần, người ta đưa ra mấy chục triệu cũng chỉ là vấn đề còn con thôi nhé. Em gái tôi ở nhà cậu chỉ nói 3 năm thôi, liệu có tốn hết mấy triệu của cậu không? Cậu đừng có được lợi rồi còn làm ra vẻ nhé, lúc cần đứng ra thì đứng ra đi. Được rồi, không nói nữa, không nói nữa, tôi phải ngủ bù. Thiên Thông nói xong liền gác máy, Diệp Phàm gọi lại thì anh ta dứt khoát tắt điện thoại. Khốn khiếp! Diệp Phàm tức giận thiếu chút nữa ném điện thoại di động đi. Tên này cũng không còn cách nào khác, chuyện này dù sao cũng phải giải quyết sạch sẽ. Bằng không, Tuyết Hồng thực sự xảy ra chuyện, Tuyết gia còn không đánh đến tận cửa, phá sập cả biệt thự Hồng Diệp sao? Tên này bị ép buộc đến khổ sở, đành phải đến thành phố Long Giang Tần lĩnh đáp máy bay bay thẳng về thủ đô. Một giờ sau đã đến thủ đô. Vừa về đến biệt thự Hồng Diệp, Diệp Phàm thiếu chút nữa phát điên. Bởi vì Tuyết Hồng và cô gái học cùng cô tên Tuyết Vũ đang đá cầu trên bãi cỏ bên ngoài biệt thự Hồng Diệp. Giống như người không có chuyện gì hết, con nhóc này đúng là không biết suy nghĩ gì cả. Tuyết Hồng, theo tôi vào đại sảnh. Diệp Phàm mặt chảy ra, hét về phía Tuyết Hồng. Giống lên cái gì, đừng làm tiểu thư nhà ta sợ hãi, người không đền bù nổi đâu. Không ngờ người hầu gái ở một bên không những không chào đón Diệp Phàm, lại còn nhăn mặt. Anh Diệp. Anh về rồi. Tốt quá, chúng ta lại có thể đến hàn đàm luyện công rồi. Đi học mệt quá, lại không vui, luyện công vẫn tốt hơn. Tuyết Hồng vỗ tay rồi lao đến, ngay tại chỗ hôn một cái khiến Diệp Phàm không kịp phòng bị. Hôn thật lãng mạn à nha. Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh. Ha ha, Tuyết Hồng còn chưa lớn, đừng để ý mà. Thơm bà xã anh thích hơn, hôn một cái nào bà xã. Diệp Phàm biết là Kiều Đại Tiểu Thư, vội vàng xoay người hôn một cái lên mặt Kiều Đại Tiểu Thư. Tuy nhiên, Diệp Phàm trong lòng vẫn đang ôm Tuyết Hồng. Bởi vì cô nhóc này tự lao vào lòng Diệp Phàm, hắn sợ cô ngã nên không còn cách nào khác, đành phải giơ tay đỡ lấy. Khỏi đi! Kiều Đại Tiểu Thư mặt chảy ra, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm ôm ấp cô bé Tuyết Hồng kia. Theo tôi vào đại sảnh, lớn rồi còn hỗn như vậy có ra thể thống gì không hả? Diệp Phàm vội làm mặt nghiêm, buông Tuyết Hồng ra, dứt khoát đi vào trong biệt thự. Vừa ngồi trên chiếc ghế rồng đó, Diệp Phàm liền nghiêm mặt hừ nói. Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Em. Không ngờ Tuyết Hồng vốn vô ưu vô lo lúc này cũng ngồi rất ngay ngắn, vừa lấy ngón tay xoắn xoắn gấu váy vừa ngập ngừng nói ra hai chữ, nước mắt rưng rưng, dáng vẻ như sắp khóc. Cô đã làm những gì rồi, còn dám khóc? Bốp một tiếng. Diệp Phàm đập mạnh một cái lên ghế rồng. Diệp tiên sinh, kỳ thực, chuyện này không thể trách Tuyết Hồng. Đám người đó rất độc ác, không ngờ cầm mấy bình axit sulfuric, rõ ràng muốn làm hỏng mặt Tuyết Hồng.
Hơn nữa, trong tay bọn họ còn có gậy gộc và đao, xuống tay rất độc, nếu chúng tôi không ra tay, nếu Tuyết Hồng là một cô gái bình thường, đã bị bọn chúng hủy hoại mặt, đánh cho tàn phế. Hơn nữa, trong đám người đó dường như có cao thủ. Tôi cảm thấy quyền bọn chúng ra tương đối nặng, có lẽ có thân thủ tứ đẳng, ngũ đẳng. Lúc này, người hầu gái, Tuyết Nha nói. Là thật sao? Diệp Phàm quay đầu nhìn Kiều Viên Viên. Tuy nhiên, Kiều Viên Viên không lên tiếng. Diệp Phàm vừa thấy, cho rằng Tuyết Hồng đang nói dối, mặt chảy ra. Anh Diệp, chị Kiều, em biết anh chị đều không thích em. Em là một cô gái nhà quê không có văn hóa, người thành phố anh chị gọi chúng em là cục mịch quê mùa gì đó. Em, hu hu. Tuyết Hồng lớn tiếng khóc lóc. Lời người hầu gái vừa nói có thật hay không? Diệp Phàm tức giận, nhìn Kiều Viên Viên gầm lên. Vâng, đúng là như thế, em bảo người ta điều tra qua rồi. Kiều Viên Viên tuy miệng nói mặc kệ nhưng thực ra đã nhúng tay vào từ lâu. Đâu nặng đâu nhẹ trong lòng Kiều Đại Tiểu Thư vẫn biết rõ. Dầm! Chiếc bàn trà trước mặt Diệp Phàm rốt cuộc không chịu nổi sức nặng, gãy. Đáng đánh, con mẹ nó, dám xuống tay với em gái của ta, không muốn sống nữa rồi. Diệp Phàm mắng. Anh Diệp, em muốn học, nhưng bị bọn họ khai trừ rồi. Tên Trịnh Thanh đó cũng không phải người tốt. Rất nhiều bạn học nữ trong trường đã bị gã chà đạp. Em chỉ là chút giận hộ các bạn ấy thôi, xem gã về sau còn dám chà đạp con gái nữa không. Còn có cái cô Pháp Muội Châu đó cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Cả ngày rêu rao cô ta là tiểu thư họ Pháp của nước Đại Hàn. Đùa giỡn tình cảm, từng có ba bạn nam trong trường bị cô ta đùa giỡn rồi. Còn gạt người ta, ba bạn nam sinh đó suýt nữa tự sát. Hơn nữa, Pháp Muội Châu ỷ ra thế tốt, lúc nào cũng đi ức hiếp những bạn nữ khác. Bị cô ta gọi người đến đánh là chuyện thường, người ta không dám chọc vào cô ta. Em mới mặc kệ, dám bắt nạt em đánh luôn. Tuyết Hồng lại khôi phục bộ dạng hung hãn làm cho người ta có cảm giác khờ dại hồn nhiên. Đánh thì cũng đánh rồi, yên tâm, trường học khai trừ cô, tôi sẽ để cho bọn họ phải mời cô về. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, sau đó hỏi. Phác gia đó có lai lịch thế nào? Chương 2258, bắt lại cho ông đây. Phác Muội Châu là gia tộc rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, nghe nói lập nghiệp từ xã hội đen, cho nên, trong nhà có nuôi rất nhiều cao thủ. Hơn nữa, bản thân Phác Muội Châu cũng là một gia đình võ thuật. Ở Hàn Quốc cũng tương đối có tiếng tăm, so với Kim gia mà anh từng tới không khác biệt gì lắm. Hơn nữa, Phác gia còn có người làm việc ở chính phủ Hàn Quốc, vị trí rất cao, có thể so với quan lớn cấp bộ trưởng ở nước ta. Vì chuyện này, người ta đã đưa kháng nghị lên Bộ Giáo dục, yêu cầu nghiêm trị hung thủ gì đấy. Bằng không, hiệu trưởng Đại học Yến Kinh cũng sẽ không đích thân phê bình, đưa chỉ thị đuổi học Tuyết Hồng. Chắc là hiệu trưởng cũng bị ép buộc. Kiều Viên Viên nói. Chứng cứ lúc đó có thu thập được không? Diệp Phàm hỏi. Có, lúc xảy ra sự việc em lập tức nói với Bộ trưởng Thiết Chiêm Hùng chuyện này. Anh ta nghe xong lập tức sắp xếp Phương Triều đích thân xuống âm thầm điều tra. Tất cả nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ hết. Kiều Viên Viên nói. Nếu chứng cứ đều đầy đủ hết, sao lại đuổi học Tuyết Hồng? Phương Triều hoàn toàn có thể đưa chứng cứ điều tra cho phía nhà trường mà. Diệp Phàm hừ nói, cau mày. Cũng có đưa, nhưng, bên nhà trường nói là họ đã báo án. Đang điều tra, hơn nữa còn nói một đống những câu vô nghĩa, gì mà ảnh hưởng này ảnh hưởng nọ, kết quả là đuổi học. Kiều Viên Viên nói, đơn giản là Trịnh Thiên Đào và Trịnh Thượng Minh hai người tạo sức ép với bên nhà trường. Hơn nữa còn mượn danh Phác gia của Hàn Quốc là nước ngoài để mà uy hiếp, nên việc này trở nên phức tạp hơn. Một bên là gia đình quyền quý uy danh hiển hách, một bên xuất thân nông thôn cực khổ. Tuy nói Tuyết Hồng có thành tích nhảy xa đáng khen ngợi, nhưng đứng trước quyền thế thì năng lực đều là thứ hư ảo thôi. Muốn điều tra chứ gì, vậy thì điều tra đến cùng. Quản gia Lý, ập tức gọi điện thoại cho Vương Triều, bảo cậu ta đến Hồng Diệp bảo. Diệp Phàm dặn quản gia Lý đang đứng một bên. Nửa giờ sau Vương Triều chạy tới. Đọc qua những chứng cứ mà Vương Triều cung cấp, Diệp Phàm trầm tư một hồi hỏi. Vương Triều, chỉ dựa vào những thứ này có thể lật được họ không? Dựa vào những thứ này hoàn toàn có thể bắt giữ Trịnh Thanh và Phác Muội Châu, vì bọn họ tấn công trước, và thủ đoạn vô cùng độc ác, dùng axit và đao côn những thứ có thể làm tàn phế người khác. Còn Tuyết Hồng chỉ là tự vệ chính đáng.
Tuy nhiên, việc này rất phức tạp. Hiện tại Trịnh gia đang ngó chừng, còn Phác gia của Hàn Quốc cũng muốn gây sự. Muốn lật lại thế cờ, tương đối khó khăn, trừ phi có thể tìm được gì đó áp chế Trịnh gia. Vương Triều Thành thật nói. Việc này anh Thiết thấy thế nào? Diệp Phàm hỏi. Ý anh Thiết là dàn xếp ổn thỏa, không cần cứng rắn đấu với họ. Tìm cách hóa giải mọi chuyện là được rồi. Anh ấy nói, trước mắt anh đang trong thời kỳ phát triển, không nên có thêm đối thủ mạnh mẽ như Trịnh gia. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thiết cũng nói, việc này dù là anh ấy ra mặt hiệu quả cũng không lớn. Trịnh Thiên Đào và Trịnh Thượng Minh sẽ không nể mặt anh ấy. Cấp bậc của hai người đều cao hơn so với Bộ trưởng Thiết. Còn chỗ đó của Trịnh Thanh cũng bị đá gãy rồi, chắc hẳn, dù có phẫu thuật cũng chỉ tiểu được thôi chứ không quan hệ được nữa. Phác Muội Châu cũng không thể nào sinh được nữa. Phải cắt bỏ toàn bộ tử cung, việc này muốn giải quyết cũng khó. Hơn nữa, trừ phi có thể tìm được một người khiến Trịnh gia và Phác gia đều kiêng kỵ mới được. Bằng không kết cục chuyện này đã định rồi. Vương Triều vẻ mặt ngưng trọng nói. Chính lúc này, quản gia Lý Thành đến. Nói bên ngoài có một thượng tá cầu kiến. Chỉ có một sĩ quan thôi sao? Diệp Phàm hỏi. Không, có 5-6 sĩ quan. Còn có một thanh tra cảnh sát và mấy viên cảnh sát. Hình như là tới bắt người. Lý Thành vẻ mặt ngưng trọng, nói. Anh Diệp đừng quản chuyện của em nữa, để em đi với họ. Cùng lắm là ngồi tù thôi. Tuyết Hồng tức giận, hét lên. Em lên lầu đi, lôi thôi cái gì. Diệp Phàm đặt nhẹ chén trà mới thay, nói. Tuyết Hồng cũng im miệng bước lên lầu. Không lâu sau, Lý Thành đưa một thượng tá mắt to và một thanh tra cảnh sát mặt gầy bước vào. Anh chính là Diệp Phàm chủ nhân của Hồng Diệp Bảo. Thượng tá khẩu khí tương đối lớn, liếc mắt nhìn Vương Triều. Lại nhìn Diệp Phàm đang ngồi trên chiếc ghế rồng giả, lạnh lùng nói. Đúng. Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng, nếu thượng tá vô lễ, Diệp Phàm cũng không cần khách khí với y. Là tôi đây, đồng chí thượng tá tìm tôi có việc gì à? Tôi là trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát hình sự thuộc Sở Công an thành phố, Thái Cường, đây là giấy chứng nhận của tôi. Tuyết Hồng hành hung người trong sân trường Đại học Yến Kinh. Vụ án này được đồn công an trong Đại học Yến Kinh giao lên cho Trung đoàn Cảnh sát Hình sự Sở Công an thành phố chúng tôi. Hôm nay chúng tôi tới đây là vì có nghe nói Tuyết Hồng ở nhờ tại Hồng Diệp Bảo của anh. Chúng tôi muốn đưa cô ấy về sở để điều tra. Đây là lệnh bắt giam. Thái Cường lấy giấy chứng nhận và lệnh bắt giam đưa ra. Sự việc vẫn còn đang điều tra, sao các anh lại có thể nhận định Tuyết Hồng là hung thủ? Tôi nghĩ hơi cường điệu rồi đấy. Tuyết Hồng không những không phải hung thủ, ngược lại còn là người bị hại. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh nói. Có phải hung thủ hay không không phải là chuyện anh có thể quyết định, việc này phải để Sở Công an thành phố điều tra xong mới có thể kết luận. Thái Cường bắt đầu cường ngạnh, giọng điệu cũng lớn hơn. Các anh hùng hùng hổ hổ như vậy, rõ ràng là coi Tuyết Hồng là hung thủ rồi. Còn lệnh bắt giam gì chứ, chẳng lẽ án của Tuyết Hồng do cơ quan công an chuyển lên viện kiểm sát rồi sao? Diệp Phàm hừ nói, Tuyết Hồng trong sân trường hành hung người gây tàn tật, đã được Sở Công an thành phố giám định, Trịnh Thanh và Phác Thanh Dương đều bị thương. Còn có vài bạn học của họ. Tuyết Hồng đã cấu thành tội, do cơ quan công an chúng tôi bắt về quy án cũng là việc bình thường. Chẳng lẽ anh muốn cố ý ngăn trở cơ quan công an chấp pháp? Hồng Diệp Bảo này của anh tuy rất lớn, nhưng, biết luật mà phạm luật, cho dù Hồng Diệp Bảo có lớn thật, nhưng lẽ nào thực sự muốn chống lại nhà nước sao? Tôi mong là anh sáng suốt một chút, bằng không, nếu anh gây sức ép lớn quá, chúng tôi hoàn toàn có thể khép tội bao che tội phạm để bắt anh về đồn đấy. Đội trưởng Thái Cường vẻ mặt nghiêm túc nói. Đội trưởng Thái, bớt lôi thôi với họ đi, cứ còng tay người đưa đi là được rồi, việc gì phải phí nước bọt với họ. Thượng tá rất không hài lòng với cách làm việc của Thái Cường, cho là y hơi mềm yếu. Làm càn, anh thuộc chi bộ đội nào? Đây là đâu? Đến lượt anh nhúng tay vào từ lúc nào đấy. Diệp Phàm đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, một tiếng thình thịch vang lên. Chúng tôi là bộ phận quân vụ của quân khu Bắc Kinh, trong số người bị đánh có quân nhân. Bộ phận quân vụ hoàn toàn có thể nhúng tay vào việc này, lẽ nào quân nhân bị Tuyết Hồng đánh cho tàn phế mà chúng tôi còn phải nén giận sao? Đừng làm càn nữa, anh đừng tưởng mình có được mấy đồng tiền dơ bẩn là có thể đệ nhất thiên hạ, nói thật cho anh biết. Tiền trong mắt quân nhân chúng tôi chỉ là cặn bã không hơn không kém. Lâm Dã, Lý Đông,
bước lên bắt người cho ông đây. Nếu ai cản trở cũng bắt về hết. Thượng tá mặt âm trầm ra lệnh. Vâng, Thượng tá Đinh. Mấy binh lính đáp, định bước lên lầu. Thượng tá Đinh, tôi phải nhắc nhở anh một tiếng, đây sở khoa học quân sự, anh có thể tùy tiện tiến vào sao? Lúc này, Vương Triều đứng bên cạnh đưa tay ra cản mấy binh lính. Sở khoa học quân sự có người phạm tội vẫn phải bắt, ít lại nhảy thôi, bắt lại. Thượng tá Đinh thái độ cứng rắn chưa từng thấy. Vương Triều, cậu lui đi, để cho họ lục soát. Diệp Phàm khoát tay chặn lại hừ nói, Vương Triều khó hiểu lui lại. Quay đầu nhìn Diệp Phàm, phát hiện thằng này khóe miệng nở nụ cười quái dị. Vương Triều trong lòng cả kinh, tự nhủ đồng chí này chắc chắn gặp xui xẻo rồi. Không biết là anh Diệp sẽ chụp mũ cho y tội danh gì. Lục soát một lúc, mấy binh lính bước ra, nói không phát hiện bóng dáng Tuyết Hồng đâu. Hòa thượng chạy không thoát miếu, lục soát dưới hầm cho tôi, chắc chắn là có tầng hầm. Còn nữa, bắt tên họ Diệp này lại, dám bao che tội phạm. Thượng tá Đinh trừng mắt nói. Người đâu, đá tên ngông cuồng này đi cho ông đây. Diệp Phàm vỗ bàn, bên ngoài có vài thanh niên bước vào, vẻ mặt hung thần nhìn chằm chằm Thượng tá Đinh. Hai thanh niên sắc mặt lạnh lùng bước vào, chộp lấy Thượng tá Đinh. Các người dám. Thượng tá Đinh nói, né sang một bên tránh. Tuy nhiên, hôm nay y xui xẻo rồi. Một trong hai thanh niên đã chụp được y, ném mạnh y xuống đất. Bốp một tiếng giòn giã. Thượng tá Đinh bị thanh niên kia ấn xuống đất, chàng thanh niên kia cũng rất độc. Chắc là chưa đủ độ nghiền, lại cong chân lên đá vào hông của Thượng tá Đinh. Lập tức, Thượng tá Đinh nghiến răng, trán túa mồ hôi, xem ra rất đau. Nhưng, Thượng tá Đinh vẫn cắn răng không kêu lên thành tiếng. Vài binh lính thấy vậy liền chạy lại. Bộp, bộp, bộp. Vài tiếng động vang lên, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi. Chuyện khiến đội trưởng Thái chấn động đã xảy ra. Mấy binh lính tinh nhuệ của Thượng tá Đinh đã bị chàng thanh niên mặc đồ đen kia đá ngã xuống đất. Hơn nữa, cả đám đều rên hừ hừ, xem ra, họ không được kiên cường như Thượng tá Đinh, kêu rên rất đau đớn. Đội trưởng Thái không khỏi rụt đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Chắc chắn người ta là vệ sĩ do chủ nhân Hồng Diệp bảo mời về. Ngay cả mấy binh lính từng được huấn luyện còn không đấu lại, may là lúc nãy mình không kích động chạy đến hỗ trợ, bằng không, lúc này nằm dưới đất, chắc hẳn phải có thêm vài người. Mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, nỗi đau xác thịt chắc chắn là không thể tránh khỏi. Mấy thanh niên này là do đồng chí Cung Khai Hà phái đến bảo vệ Hồng Diệp Bảo của Diệp Phàm, kỳ thực, đều là cao thủ tam đẳng. Đơn giản là hy vọng khi nào Diệp Phàm rảnh rồi thì có thể chiếu cố một chút. Xem có thể giúp họ đề cao năng lực đột phá tứ đẳng, trở thành đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Các người công kích quân nhân, âm mưu nguy hại an toàn quốc gia, tôi sẽ báo cáo lên lãnh đạo. Các người cứ đợi ra tòa án quân sự đi. Thượng tá Đinh chỉ vào Diệp Phàm hét lên, tuy nhiên, thằng nhãi này vừa hét vừa cau mày. Ra tòa cái rắm, chúng tôi còn chưa tìm đến anh đã đến gây rắc rối cho chúng tôi rồi. Một thanh niên má trái có cái nốt ruồi tát qua một cái, lập tức, má của Thượng tá Đinh sưng phồng lên, khóe miệng cũng rỉ máu. Chương 2259, họ Diệp hiểm quá. Điền Phi, thông báo với lãnh đạo cảnh vệ khu, nói phát hiện một người không rõ thân phận, đoán chừng là xã hội đen mạo nhận quân nhân âm mưu công kích sở khoa học quân sự. Đến sở khoa học quân sự phá phách cướp bóc, phá hỏng cơ mật quốc gia. Diệp Phàm nói. Thượng tá Đinh vừa nghe. Mặt lập tức liền tái đi, hừ nói. Các người vu cáo, tôi muốn xem, cảnh vệ khu sẽ làm gì Đinh Đại Thắng tôi đây. Đội trưởng Thái Cường đứng bên hít một hơi, trong lòng tự nhủ ông chủ của Hồng Diệp Bảo này thực thâm hiểm. Thằng nhãi này đương nhiên cũng không dám lên tiếng nữa, y bỗng dưng trở thành người đứng xem mất rồi. Đội trưởng Thái, các anh còn muốn bắt người nữa không? Diệp Phàm liếc mắt nhìn Thái Cường, thản nhiên hỏi. Cái này... Vụ án của Tuyết Hồng chúng tôi đang điều tra. Hôm nay chúng tôi tới đây chỉ muốn mời Tuyết Hồng hỗ trợ công an điều tra, không phải bắt giữ. Hiện tại mọi việc còn chưa rõ ràng, Tuyết Hồng chỉ là nghi phạm. Nếu hôm nay không tiện thì để hôm khác vậy. Kỹ thuật đổi mặt của Thái Cường không tệ, lập tức đã thay đổi khẩu khí. Anh nói như vậy có còn là người nữa không? Vừa nãy nói là hiệp trợ chúng tôi bắt người, giờ thì hay rồi, đây không phải chuyện của các người đúng không? Thứ hèn hạ. Thượng tá Đinh chỉ vào Thái Cường mắng. Câm miệng,
muốn má bên kia cũng thành màu tím đúng không? Điền Phi hừ lạnh một tiếng, giơ giơ nắm đấm, thượng tá Đinh chép miệng vài lần cuối cùng cũng không lên tiếng nữa, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hèn nhát, một câu cũng chẳng dám nói. Thái Cường nói với thượng tá Đinh, dĩ nhiên là trả thù câu nói của thượng tá Đinh khi nãy. Nói xong, Thái Cường quăng một câu cáo từ với thượng tá Đinh rồi lẻn đi trước. Diệp Phàm đương nhiên không giữ khác, nhưng, trước khi đi Diệp Phàm nói với Thái Cường đang bước ra cửa. Đội trưởng Thái, về thay Diệp Phàm tôi gửi lời thăm hỏi đến cục trưởng Ngô các anh, nói Diệp Phàm tôi đã trở lại Bắc Kinh. Hôm nào đó sẽ làm mâm rượu thịt gọi cục trưởng Ngô đến khao một bữa. Địa điểm chắc chắn là Hoàng Thành rồi. Diệp Phàm vừa nói xong, suýt chút nữa làm Thái Cường rớt cả con ngươi xuống đất. Y xoay người nhìn Diệp Phàm hỏi. Anh Diệp, anh đang nói đến cục trưởng Ngô Chính Phong à? Ha ha, cục công an thành phố còn có cục trưởng nào mang họ Ngô nữa à? Diệp Phàm thản nhiên cười. Không, không có, tôi nhất định sẽ chuyển lời giúp anh. Thái Cường lúc này không còn nghi ngờ gì Diệp Phàm nữa, sau khi chào theo tiêu chuẩn cảnh sát mới cung kính xoay người rời đi. Trong lòng tự nhủ hôm nay thật đúng là gặp may mắn, không đi đá vào khối sắt cứng. Nghe giọng điệu của vị này, hình như cục trưởng của mình còn phải nhờ vả hắn. Quá kiêu ngạo rồi, không ngờ vừa về đến kinh thành đã điểm danh cục trưởng của mình mời khác, người này, rốt cuộc có lai lịch gì. Việc này, phải điều tra lại mới được. Ngay cả thượng tá Đinh đang nằm dưới đất sắc mặt cũng hơi thay đổi. Cục trưởng Ngô Chính Phong tuy nói chỉ là cấp giám đốc sở cán bộ nhưng tại thành phố thủ đô này cũng là một nhân vật phong vân. Nghe giọng điệu người thanh niên này quá lớn, chẳng lẽ là con cháu nhà quyền quý, xem ra, hôm nay đã phải miếng sắt cứng rồi. Nghĩ đến tình cảnh của mình, thượng tá Đinh lại cảm thấy mặt vô cùng đau đớn. Không lâu sau, thượng tá Dương Phương của phòng quân vụ cảnh vệ khu Bắc Kinh đích thân đến đưa người đi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đám quân nhân đang ngồi xếp hàng trên đất, thượng tá Dương Phương cũng lặng thần vài giây. Thấy mấy người này hình như không phải giả mạo, tuy nhiên, khi thượng tá Đinh quay lại khóe miệng của Dương Phương lập tức co giật vài cái. Trưởng phòng Dương, là tôi, Đinh Đại Thắng. Đinh Đại Thắng quân khu Bắc Kinh. Năm trước chúng ta có liên kết làm việc, trưởng phòng Dương không quên chứ. Đinh Đại Thắng vội vàng kêu lên, chỉ sợ trưởng phòng Dương không nhớ ra, nên phải bổ sung. Nhấn mạnh thân phận của mình. Là thượng tá Đinh, cái này, có chuyện gì vậy? Trưởng phòng Dương nghi ngờ, nhận được báo án của người phụ trách sở khoa học quân sự sở trưởng Diệp Phàm, trưởng phòng Dương không dám chậm trễ, lập tức tự mình dẫn người đến. Không ngờ lại gặp người quen cũ ở đây. Những người đang bị coi là giả mạo quân nhân âm mưu công kích sở khoa học quân sự chính là quân nhân quân khu Bắc Kinh. Chúng tôi đến điều tra chuyện hai quân nhân bị sinh viên Đại học Yến Kinh, cô Tuyết Hồng đánh cho tàn phế. Không ngờ bị đám người không rõ thân phận công kích, trưởng phòng Dương, anh mau bắt nhóm người này. Quá kiêu ngạo rồi, dám ra tay ẩu đả quân nhân chúng tôi, đây không phải đang làm phản sao. Đinh Đại Thắng tôi nhất định sẽ đưa bọn họ ra tòa án quân sự. Đinh Đại Thắng nói, cái này. Trưởng phòng Dương liếc mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Phàm đang ngồi trên ghế rồng. Dĩ nhiên hiểu được người thanh niên đang ngồi trên ghế kia cũng không phải người dễ dây vào. Người ta hiểu rõ thân phận của Đinh Đại Thắng còn dám động thủ sai người đánh y, loại người này dễ trêu chọc sao? Làm không tốt còn bị người ta đẩy cho mình ngã ấy chứ. Những việc thế này, nước nông sâu thế nào, trưởng phòng Dương dùng ngón chân cũng có thể hiểu được. Bởi vậy, trưởng phòng Dương đương nhiên không muốn dính vào vũng nước đục, nhưng bây giờ người ta báo án rồi, không quản không được nữa. Trưởng phòng Dương, chẳng lẽ anh nghi Đinh Đại Thắng tôi giả mạo sao? Lời này nếu để tư lệnh Trịnh của chúng tôi biết được, hừ. Nói đến đây, Đinh Đại Thắng trừng mắt nhìn trưởng phòng Dương, theo lý mà nói, phó tư lệnh Trịnh Thiên Đào vẫn là lãnh đạo của cảnh vệ khu. Dĩ nhiên, các đồng chí từ quân khu Bắc Kinh bước ra đều cảm thấy mình tài trí hơn người. Trong mắt người ta cảnh vệ khu chỉ là chi bộ đội làm việc vặt cho quân khu Bắc Kinh thôi. Dù là tư lệnh cảnh vệ khu Tôn Lực thì cũng phải nể mặt Trịnh Thiên Đào. Sở trưởng Diệp, tôi thấy, việc này có hiểu lầm gì đó đúng không? Đồng chí Đinh Đại Thắng đúng là của bộ phận quân vụ quân khu Bắc Kinh. Tất cả những người này là thủ hạ của anh ấy, hẳn không phải là giả mạo đâu. Trong chuyện này chắc chắn có gì đó nói không rõ ràng, cho nên mới sinh ra hiểu lầm đúng không? Trưởng phòng Dương không còn cách nào khác, đành phải xoay sang Diệp Phàm giải thích.
thằng nhãi này rõ ràng là đang ba phải rồi. Hiểu lầm, Sở Khoa học Quân sự của chúng tôi là bộ phận quản hạt trực tiếp của Sở Khoa học Quân sự. Chỗ chúng tôi cái gì cũng là bí mật hết. Thượng tá Đinh rõ ràng đang muốn dò hỏi bí mật Sở Khoa học Quân sự chúng tôi. Hơn nữa, còn động thủ đánh người, cướp kết quả nghiên cứu mới nhất của chúng tôi. Lúc nãy Điền Phi báo, nói là bản vẽ nghiên cứu 204 mới nhất đã mất. Cái này là thành quả khoa học mới nghiên cứu của Sở Khoa học Quân sự chúng tôi. Có tác dụng quan trọng đến việc thay đổi những linh kiện vũ khí mấu chốt liên quan đến sức tác chiến của quân ta. Thậm chí bao gồm cả tàu ngầm hạt nhân cũng có thể. Diệp Phàm nói đến đây, khoát tay nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa, nói nữa là tiết lộ bí mật quốc gia rồi. Tuy nhiên, nếu trưởng phòng Dương muốn nghe tôi cũng có thể giải thích tỉ mỉ cho anh chuyện bản vẽ số 204. Không cần giải thích, tôi đến chỉ vì có người báo án, cần phải xử lý vài tranh chấp nhỏ. Còn chuyện bí mật quốc gia, tôi không có quyền được nghe. Nếu thực sự sở trưởng bị mất bản vẽ số 204, vậy phải khẩn trương báo cho bộ phận cấp trên có liên quan, đây là chuyện liên quan đến an toàn quốc gia. Tôi thấy, việc này liên quan đến an toàn quốc gia, không còn nằm trong phạm vi quản hạt của cảnh vệ khu chúng tôi rồi. Trưởng phòng Dương là người thông minh, vừa nghe thấy lập tức muốn dẫm chân bỏ chạy rồi. Chúng tôi đã báo án lên bộ phận an ninh quốc gia rồi. Điền Phi vẻ mặt đứng đắn nói. Đinh Đại Thắng vừa nghe, lập tức mặt biến thành màu gan lợn. Thằng nhãi này quát. Nói láo, chúng tôi chỉ vừa mới tiến vào, chẳng hề đi đâu. Tên khốn họ Diệp này căn bản đang giở trò mưu hại ông đây. Nói chuyện văn minh một chút, đây là Sở Khoa học Quân sự. Bốp một tiếng, má bên kia của Đinh Đại Thắng bị tát một cái. Cái tát này khá nặng, làm cho nước mắt nước mũi của thằng nhãi này lập tức tuôn rơi. Sở trưởng Diệp, việc này không phải việc của chúng tôi đi trước. Trưởng phòng Dương thấy vậy, lưng chợt phát lạnh, chân như bôi mỡ vội vàng muốn bỏ chạy. Dương Phương mày là đồ chó hoang hèn nhát, ông đây sẽ cho mày thấy. Đinh Đại Thắng rất được Phó Tư lệnh Chính coi trọng, nhất thời nóng nảy, thậm chí ngay cả trưởng phòng Dương cũng dám mắng. Mày mới là đồ chó hoang tạp chủng, dò hỏi cơ mật quốc gia, nên bắt, phải bắn chết mới đáng. Tao nhổ vào. Trưởng phòng Dương cũng bị chọc tức, nhổ ngụm nước bọt về phía Đinh Đại Thắng. Lúc này, vài người mặc đồ đen, vẻ mặt nghiêm túc do Lý Cường dẫn đầu vội vàng chạy tới. Ai là sở trưởng Diệp? Người trung niên cao cao đi đầu vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Là tôi, anh là. Diệp Phàm liếc mắt nhìn anh ta, đứng lên hỏi. Tôi nhân viên điều tra phản gián của Cục Tình báo Bộ An ninh Quốc gia, trưởng phòng Tống Định Phi, về vấn đề mất bản vẽ 204 do sở trưởng Diệp báo cáo, Cục trưởng Trương rất coi trọng, đặc biệt phái tôi tới để bắt những người có liên quan, xử lý vụ án này. Tống Định Phi vẻ mặt nghiêm túc nói. Chào trưởng phòng Tống, về chuyện bản vẽ 204 cũng vừa mất thôi. Lúc nãy mấy người này đến đòi lục soát Hồng Diệp bảo chúng tôi, còn muốn bắt người. Cứ điều tra từ họ trước đi, chuyện này tôi đã giao cho đồng chí trưởng phòng bảo vệ Sở Khoa học Quân sự Điền Phi rồi, để đồng chí ấy kể lại cụ thể với anh. Tôi còn có việc, phải lên lầu trước. Diệp Phàm nói xong, chỉ vào Điền Phi. Một tên đứng trông cửa mà là trưởng phòng bảo vệ Sở Khoa học Quân sự. Còn về bản vẽ 204, có bản vẽ rắm gì? Chẳng qua là Diệp Phàm đang bịa đặt thôi. Vương Triều trong lòng bật cười, tuy nhiên, phải cố nín lại. Nếu bật cười, chắc chắn sẽ bị Diệp Phàm lột ra mất. Tuy nhiên, Vương Triều cũng biết trưởng phòng Tống này nhất định là tâm phúc của Trương Hùng. Chắc chắn sẽ không phá chuyện tốt của Diệp Phàm. Vì thế, Điền Phi cùng với Vương Triều cùng nhau kể lại với trưởng phòng Tống chuyện mất bản vẽ 204 lúc nãy. Các người nói bậy, chúng tôi căn bản không biết có bản vẽ gì hết. Đinh Đại Thắng tuy ngoài miệng nói cứng, nhưng trong lòng đã run lên rồi. Các đồng chí của Bộ An ninh Quốc gia, chuyện này, nói không chừng, hôm nay thực sự phải đụng đến họng súng. Đến lúc đó, nếu như những gì sở trưởng Diệp Phàm kia nói được coi là thật, chắc hẳn ngay cả Chính Thiên Đào cũng không dám xuất thủ. Đến lúc đó, bản thân mình sẽ bị chết oan mất thôi. Đinh Đại Thắng hối hận. Lúc này y thực sự hối hận. Y nhìn bóng dáng Diệp Phàm bước lên lầu, thực sự muốn nhào đến ăn tươi nuốt sống tên bịa đặt này. Tuy nhiên, một thanh niên sớm đã còng tay y lại, muốn xoay người còn khó, chớ nói chi là nhào tới cắn người. Hơn nữa, việc này,
nếu Diệp Phàm đã vu khống như vậy, thế thì hôm nay y không chê cũng là đống phân rồi. Chương 2260, xuất động an ninh quốc gia. Cái gì, bị người của Bộ An ninh Quốc gia bắt, sao có thể? Phó tư lệnh quân khu Bắc Kinh Trịnh Thiên Đào nghe được tin này, thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên. Lão già này cũng đã 50 rồi, nhưng động tác không hề chậm. Tuyệt đối là thật sự, vừa rồi Lý Đông cùng Đinh Đại Thắng đi bắt người, đứng gác ngoài cửa, cho nên không trực tiếp vào trong nhà. Sau đó có nhìn thấy mấy người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc, mặc áo cổ cồn kiểu Tôn Trung Sơn bước vào Hồng Diệp Bảo. Không lâu sau thấy Thái Cường của Cục Công an thành phố dẫn người lẻn đi trước. Vừa hay Lý Đông có quen một người bên Cục Công an, vội vàng kéo sang hỏi chuyện, mới biết là mấy người kia đã bị Cục Phản Gián Điệp là Bộ An ninh Quốc gia phái tới bắt. Diệp Phàm chủ nhân của Hồng Diệp Bảo nói là mất kết quả nghiên cứu khoa học cơ mật quan trọng. Vừa lúc Thượng tá Đinh đến điều tra Hồng Diệp Bảo, việc này, cứ thế mà quẳng xuống. Một gã thượng tá mặt béo tròn sắc mặt khó coi nói. Hừ, giở trò với tôi à, anh còn non lắm. Trịnh Thiên Đào nháy mắt đã hiểu, hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ thực sự là giở trò, Diệp Phàm này, lá gan cũng quá lớn. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này phản chế hắn. Đưa thằng nhãi này ta tòa án quân sự, không phải chỉ là một bí thư thành ủy dưới địa phương sao? Dám giở trò với tướng quân à, tôi nhỏ vào. Tên thượng tá mặt béo vẻ mặt giận dữ, nói. Việc này quả thực không đơn giản như vậy, thằng nhãi này dám làm lộ liễu như vậy, chẳng lẽ có chỗ dựa vào? Trịnh Thiên Đào thoáng suy nghĩ, châm điếu thuốc để bình tĩnh lại. Nghe nói người này trước khi đến thành phố Đồng Lĩnh có làm ở văn phòng Trung ương, còn là chủ nhiệm phòng đốc tra. Ngoài ra còn kiêm phó tránh văn phòng chủ tịch đường. Thượng tá sắc mặt trở nên ngưng trọng, nghĩ lại mấy câu lúc nãy thấy mình cũng hơi quá ngông cuồng. Tục ngữ nói chưa được ba phần không dám lên lương sơn, Diệp Phàm dám làm như vậy chắc chắn hắn có lý do. Dù người ta không làm được gì Trịnh Thiên Đào, nhưng nếu chỉnh một thượng tá nhỏ như mình thì vẫn có cách. Vậy thì sao chứ? Vậy đâu có nghĩa là hắn muốn làm gì thì làm. Bao che tội phạm không nói, rõ ràng còn giở tiểu xảo hãm hại người khác. Bắc Kinh này là thiên hạ của đảng, không phải là nơi để cho Diệp Phàm hắn một tay che trời. Việc này, tuyệt đối không để yên. Trịnh Thiên Đào hừ một tiếng, ngón tay gõ gõ bàn. Ngẫm nghĩ một chút bèn gọi điện thoại cho Trương Khiếu Vân người bạn tốt bên Bộ An ninh Quốc gia, nói. Cục trưởng Trương, gần đây khỏe chứ? Vẫn vậy thôi. Trương Khiếu Vân cười nói. Chỉ có lão Trịnh Anh là thoải mái vung tay, dưới trướng có cả trăm ngàn hùng binh, uy phong biết mấy. Đâu có như chúng tôi, bình thường nhìn thấy chả có việc gì, nhưng kỳ thực khi nào cũng bận rộn. Chúng tôi ấy à, ra vẻ uy phong vậy chứ cũng có đáng gì đâu. Trịnh Thiên Đào thở dài. Sao lại nói vậy, lão Trịnh, anh đừng có giở trò với tôi. Trương Khiếu Vân cười nói. Nói gì thế, anh nhìn xem. Tôi là một tướng quân, trong quân đội coi như cũng có chút phân lượng. Kết quả thế nào, phái người đi bắt giữ tội phạm đánh tàn phế quân nhân. Cuối cùng người của mình lại bị người ta bắt. Trịnh Thiên Đào nói. Có chuyện này sao, ai mà dám động đến lính của lão Trịnh chứ, không phải tự đi kiếm phiền phức à. Trương Khiếu Vân giật mình, biết Trịnh Thiên Đào tìm mình chắc chắn có chuyện rồi. Việc này khiến Trịnh Thiên Đào bất bình, ắt hẳn là tương đối khó giải quyết. Người ta ra tay rồi, hơn nữa, còn là người của Bộ An ninh Quốc gia các anh. Hai, Bộ An ninh Quốc gia các anh uy phong quá, quân nhân nhỏ như chúng tôi không thể trêu vào. Trịnh Thiên Đào có chút oán giận nói. Là các đồng chí của Bộ An ninh Quốc gia làm, sao có thể thế được, lão Trịnh, anh kể lại tôi nghe xem nào. Trương Khiếu Vân quả nhiên có chút giật mình, khẩn trương thúc giục hỏi. Mấy hôm trước ở Đại học Yến Kinh xảy ra việc. Trịnh Thiên Đào kể lại mọi chuyện, rồi nói tiếp. Việc này người làm bên kỷ luật của Bộ An ninh Quốc gia như anh nên quản chứ. Trương Khiếu Vân là chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Bộ An ninh Quốc gia, cấp bậc giám đốc sở. Ủy ban kỷ luật đối với cán bộ nào cũng có lực uy hiếp tương đối lớn. Nhân viên an ninh quốc gia khoác tấm khăn che mặt huyền bí ra ngoài có thể dụ dọa đồng chí ngành khác, nhưng không hù nổi phó bí thư kỷ luật nội bộ Trương Khiếu Vân, ngược lại, còn có chút sợ ông ta. Cái tên Diệp Phàm kia anh điều tra rõ chưa? Trương Khiếu Vân chưa trả lời đồng ý hay không, dù là bạn học cũ, nhưng lão cũng phải suy nghĩ được mất đã. Không cách nào khác,
làm cái gì cũng phải suy nghĩ đến phương diện này. Bằng không, mạo muội ra tay, đá trúng cục sắt cứng mất. Trước khi đi thành phố Đồng Lĩnh đã từng là chủ nhiệm phòng đốc tra văn phòng Trung ương. Trịnh Thiên Đào hừ nói. Trương Khiếu Vân từ một tiếng, nói là có điện thoại gọi đến bảo Trịnh Thiên Đào chờ một chút để ông nghe máy. Kỳ thực, Trịnh Thiên Đào biết, ông bạn cũ này đang đích thân đi điều tra Diệp Phàm rồi. Đối với ngành an ninh quốc gia mà nói, cán bộ bình thường họ đều có đủ thông tin. Chỉ cần mở máy tính nhập mật mã là biết được ngay. Không lâu sau, Trương Khiếu Vân gọi điện tới nói. Chuyện này tôi mới hỏi Tống Định Phi bên cục phản gián điệp. Quả thực là có chuyện này, nói là sở trưởng Diệp của Hồng Diệp bảo báo án lên an ninh quốc gia. Họ chỉ chấp hành nhiệm vụ. Đến giờ, đám người Đinh Đại Thắng đã được đưa về bộ phận thẩm vấn để điều tra. Đương nhiên, tình hình điều tra cụ thể như thế nào tôi cũng không tiện hỏi. Anh cũng biết, chúng tôi có kỷ luật riêng. Cái này tôi cũng hiểu, các anh có kỷ luật. Tôi cũng không làm khó anh nữa. Nhưng, Lão Trương, việc này, rõ ràng Diệp Phàm giở trò hãm hại Đinh Đại Thắng. Chuyện này rõ ràng như thế lẽ nào anh không thấy được? Còn thẩm vấn cái rắm, huống chi, chuyện của quân nhân hẳn phải do bộ phận quân đội đích thân điều tra giải quyết. Các anh nhúng tay vào, có phải là hơi quá quyền hạn không? Trịnh Thiên Đào không kìm được, phát ngôn những câu thô tục. Lão hiểu. Trương Khiếu Vân đồng ý để lộ nhiều tin tức như vậy, chứng tỏ ông ta đã điều tra về Diệp Phàm. Biết Diệp Phàm không có bối cảnh gì, là nhân vật có thể gõ được. Khoảng thời gian trước, tổ đặc nhiệm A đã chỉnh sửa lại thân phận của Diệp Phàm. Người ngoài chỉ có thể điều tra được thân phận bình thường của Diệp Phàm thôi. Chỉ là một kẻ làm công ăn lương, là một cán bộ đảng viên bình thường lăn lộn trên chốn quan trường chính phủ. Còn tất thảy những gì liên quan đến quân đội của Diệp Phàm được bảo lưu ở phòng tư liệu mật của tổ đặc nhiệm A. Chắc hẳn chỉ có đồng chí Cung Khai Hà có quyền điều tra. Trương Khiếu Vân tuy nói ở Bộ An ninh Quốc gia có chút phân lượng, nhưng không có quyền điều tra được tư liệu mật này. Dĩ nhiên, điều tra xong Trương Khiếu Vân cảm thấy yên tâm. Cho nên, quyết định ra tay giúp đỡ ông bạn cũ một phen. Bằng không, đứng trước lợi ích, thì bạn bè gì cũng chẳng đáng tin cả. Muốn giúp anh, đầu tiên phải xem việc này có ảnh hưởng gì đến tôi không cái đã. Không thể nào mạo hiểm tổn hại bản thân mình tương trợ cho bạn bè được. Lão Trịnh này, Diệp Phàm 80% là dở trò. Tuy nhiên quan trọng là hiện nay chúng ta thiếu chứng cứ. Không có chứng cứ thì tất cả đều là nói suông. Muốn thả đám Đinh Đại Thắng ra, phải tìm ra chứng cứ có thể chứng minh Diệp Phàm nói dối. Hơn nữa, dựa vào đó chúng ta còn có thể quay giáo đâm lại một kích. Khiến tên này không chịu nổi. Giọng Trương Khiếu Vân trở nên lạnh lẽo. Không phải 80% mà là 100%. Tuy nhiên, muốn có chứng cứ cũng hơi khó. Lúc đó đúng là đám Đinh Đại Thắng đã lục soát nhà người ta. Cái này, không phải chỉ dựa vào lời của Diệp Phàm sao, hắn nói đông thì là đông, hắn nói tây sẽ là tây. Mẹ kiếp, thằng nhãi này đúng là ăn tim gan mật báo, ngay cả người của tôi mà cũng dám bắt. Lẽ nào hắn không sợ đám binh lính chặt đứt cái đầu nhỏ của hắn? Trịnh Thiên Đào mắng. Lão Trịnh, anh cảm thấy kỳ lạ không? Hình như trưởng phòng tống của cục phản gián điệp cũng khác thường. Tuy nhiên, những chuyện này, đều là nghe từ miệng người khác. Thế này, để tôi nghe ngóng thêm, xem có tin tức gì dùng được không? Trương Khiếu Vân nói. Hỏi thăm một chút cũng tốt, có thể dựa vào thái độ của Tống Định Phi xem thử. Tôi thấy thằng nhãi này cũng chạy đến quá nhanh. Bên Đinh Đại Thắng vừa lục soát được một chút đã xuất hiện. Hiệu quả làm việc của an ninh quốc gia cao như vậy từ bao giờ? Vừa nghe báo án đã có mặt tại hiện trường, tôi nghi ngờ, không biết có phải Tống Định Phi với Diệp Phàm có quan hệ gì không? Sau đó họ cố ý phối hợp làm khó Đinh Đại Thắng. Trên thực tế là chuyện này nhắm vào tôi. Nếu Tống Định Phi có thể giúp đỡ chúng ta, chứng tỏ chuyện này không liên quan gì tới anh ta. Còn nếu lập lờ, thì tương đối khả nghi đấy. Trịnh Thiên Đào hừ nói. Vừa gác máy xuống, uống ngụm trà, Trương Khiếu Vân lại gọi điện cho trưởng phòng tống. Trưởng phòng tống, các anh bắt người của quân khu Bắc Kinh người ta thì dù sao cũng phải nói với người ta một tiếng chứ. Lúc nãy phó tư lệnh quân khu Bắc Kinh Trịnh Thiên Đào gọi điện đến hỏi việc này. Tuy nói Bộ An ninh Quốc gia với quân đội không cùng phòng ban. Nhưng, quân đội bảo vệ quốc gia. Chúng ta cũng công tác vì an toàn quốc gia, trăm sông đổ về một biển,
đều vì nước cả mà, việc này, không cần làm phiền phức quá đâu, anh xử lý nhanh chóng một chút là được. Bí thư Trương, chúng tôi đang tăng ca thẩm vấn đây. Điều tra rõ ràng xong chúng tôi sẽ lập tức xử lý. Nếu không có việc gì, chúng tôi sẽ lập tức thả người. Tống Định Phi giọng điệu nghiêm túc, nhưng Trương Khiếu Vân hiểu tên này đang chơi trò trốn tìm với mình, căn bản chẳng hề để lộ một chút tin tức hữu dụng. Trương Khiếu Vân không khỏi tức giận, lạnh lùng hừ nói. Trưởng phòng Tống, chúng ta là bộ phận an ninh quốc gia, không thể làm việc rông dài như các cơ quan khác. An toàn quốc gia là chuyện không nhỏ, phải lập tức điều tra rõ sự thực. Không thể để người tốt bị oan được, Ninh Đại Thắng đều là cán bộ quân đội của quân khu Bắc Kinh. Việc này, anh cẩn thận một chút, kinh cơ trọng địa, quân nhân là lá chắn của quốc gia, anh hiểu rõ chứ? Tôi hiểu rõ, một là một, hai là hai. Hơn nữa, tôi cũng rất thận trọng, việc này, tôi sợ oan uổng cho người tốt, cho nên tôi đích thân điều tra việc này. Cái này, có dính đến quân đội, chúng tôi cũng không dám qua loa. Nói thật, tôi cũng đâu có gan làm gì họ, cái này chẳng qua vì không còn cách nào khác đúng không? Nếu không bắt họ lại, đến lúc đó sở trưởng Diệp báo cáo lên ban lãnh đạo bộ phòng ngự, chẳng phải các đồng chí bộ an ninh quốc gia chúng ta sẽ bị phê bình sao? Chúng ta đang làm gì, là đang quản việc trong phạm vi của mình. Không thể mặc kệ được, nếu thực sự vì bí mật bị mất, chẳng phải sẽ xảy ra chuyện lớn sao? Trách nhiệm này Tống Định Phi tôi không gánh được. Hơn nữa, việc này do Cục trưởng Trương nhắc nhở tôi chú ý, yêu cầu tôi cứ nửa tiếng báo cáo tình hình cụ thể cho anh ấy. Tống Định Phi thoáng lộ chút tin tức, Trương Khiếu Vân vừa nghe đã hiểu. Chương 2261, ba thiếu tướng còn không cản được một thiếu tướng sao? Việc này chắc là do Cục trưởng Cục Phản gián điệp Trương Hùng dở trò rồi, Tống Định Phi chỉ là một lính tiên phong thôi. Hôm nay muốn xử lý việc này, phải giải quyết đồng chí Trương Hùng mới được. Bằng không, mười Tống Định Phi cũng không dám chống lại lãnh đạo Trương Hùng để thả người. Trương Khiếu Vân đầu hơi căng lên, Trương Hùng này là người cứng rắn, có thể nể mặt mình hay không, cái đó còn khó nói. Tuy nhiên, việc này nếu bạn cũ đã nhờ, không ra tay chắc chắn là không được. Khoảng 9 giờ sáng ngày hôm sau, khi đám Tống Định Phi đang thẩm tra xử lý. Đồng chí Dương Lâm trưởng phòng giám sát kỷ luật vội vàng dẫn vài nhân viên kiểm tra kỷ luật tới. Chỉ mặt gọi tên bắt hai thủ hạ của Tống Định Phi là Trần Tùng, Thôi Tài Sinh đem đi. Đưa lý do là do có người tố cáo hai người này nên phải điều tra gì đó. Đám Dương Lâm vừa đi, Tống Định Phi chạy vào phòng Trương Hùng. Rõ ràng là bọn họ kiếm chuyện ức hiếp người. Chắc chắn là vì chuyện Sở Khoa học Quân sự Hồng Diệp bảo ngày hôm qua, ức hiếp người, mẹ kiếp, chuyện tốt này chắc chắn là do lão già Tống Định Phi kia làm. Tống Định Phi vẻ mặt phẫn nộ. Ức hiếp ai, người trong sạch ắt sẽ trong sạch, người có tội ắt mang tội. Không cần lo cho người khác, các anh cứ tiếp tục điều tra xử lý, giải quyết cho xong đám Ninh Đại Thắng đến Hồng Diệp bảo. Hoàn thành vụ án, hơn nữa, phải điều tra đến cùng. Ai sai khiến Ninh Đại Thắng đến Sở Khoa học Quân sự Hồng Diệp bảo làm sằng bậy. Dù dính tới ai, cũng phải điều tra tới cùng. Trương Hùng ném cây bút đang cầm trên tay xuống, hừ lạnh nói. Cục trưởng Trương, chuyện này, phải làm thật sao? Cái này, bên trên, không phải còn có Trịnh Thiên Đào sao, cái này có chút không thỏa đáng. Tống Định Phi có chút do dự. Định Phi, nếu anh không làm được, tôi có thể đổi đồng chí khác đến làm. Sở Khoa học Quân Hồng Diệp Bảo không phải là một sở khoa học quân bình thường. Nó trực thuộc Bộ Phòng Ngự, do Thứ trưởng Bộ Phòng Ngự kiêm cố vấn quân ủy, ủy viên quân ủy, đồng chí Cung Khai Hà đích thân phụ trách quản lý. Một số đồng chí sằng bậy, tôi tin tướng quân cung sẽ không bỏ mặc. Trương Hùng đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vai Tống Định Phi. Cục trưởng Trương, không phải là tôi sợ phiền phức, tôi chỉ lo lắng cho anh, nếu Cục trưởng Trương quyết định như vậy. Tôi kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Tống Định Phi đứng nghiêm, xoay người bước đi. Bộ trưởng Thiết, không thể ngờ Trịnh Thiên Đào giao vụ này cho Trương Khiếu Vân. Trương Hùng gọi điện cho Thiết Chiêm Hùng. Ha ha, thủ đoạn của Ủy ban kỷ luật cậu không chịu được à? Thiết Chiêm Hùng cười nói. Có gì mà không chịu được, Diệp Phàm là người đứng đầu vòng tròn chúng ta. Chúng ta là thuộc hạ thì phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chứ. Em biết. Trương Khiếu Vân dùng cách này để cảnh cáo em. Yêu cầu em thả đám Ninh Đại Thắng. Nhưng, bọn họ dám xuống tay với thuộc hạ của em, vậy thì em cũng sẽ không khách khí.
có đấu thì đấu đến cùng, Trịnh Thiên Đào thì sao chứ? Chỉ là một thiếu tướng thì làm gì được, Trương Hùng em cũng là thiếu tướng mà. Anh Thiết Anh cũng từng là thiếu tướng, Diệp Đại Soái càng không cần phải nói, là thiếu tướng trẻ nhất trong quân đội ta. Ba thiếu tướng chúng ta mà không đánh bại được một thiếu tướng sao? Trương Hùng tức giận. Ha ha ha. Thiết Chiêm Hùng cười sang sảng nói. Biết như vậy thì còn lo gì nữa, Trịnh Thiên Đào thì sao chứ? Tôi tin, kết quả lão cũng phải cúi đầu thôi. Diệp Phàm giàu gì còn có đại viện kiều gia. Hơn nữa, cậu đã quên. Trương Khiếu Vân bất quá chỉ là cán bộ kiểm tra kỷ luật của Ủy ban Kỷ luật Trung ương trú tại Bộ An ninh Quốc gia thôi. Người đứng đầu trong Ủy ban Kỷ luật Trung ương là Phí Gia, Trương Khiếu Vân đã là cái gì? Nếu quả thực lão biết được quan hệ giữa Diệp Phàm và Phí Gia, lão này chân tay sẽ co giật liên tục. Chẳng còn dám can thiệp vào đâu. Huống chi, chuyện Tuyết Hồng không phải cậu không hiểu, cái khác không nói, bản thân Tuyết Hồng cũng không phải người dễ chọc. Trịnh Thiên Đào Trịnh gia lần này dính đến cô nàng Tuyết Hồng điêu ngoa, đó là do họ xui xẻo. Hơn nữa, cô nàng Tuyết Hồng này dù nói có độc ác, nhưng kể ra thì bản thân cô ấy làm sai gì chứ? Người ta cầm axit với côn sắt đòi hủy hoại nhan sắc cô nàng còn không phản kháng, khác nào tự tìm cái chết. Về mặt pháp luật mà nói, chuyện Diệp Phàm đang làm là dùng chính nghĩa chống bất chính thôi. Hai anh em Trịnh gia lợi dụng quyền lực trong tay chẳng những đuổi học Tuyết Hồng, còn muốn nhốt Tuyết Hồng vào tù. Đây là tà, tuyệt đối không thể thắng chính được. Tuyết Hồng cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là số họ xui quá, không ngờ đụng phải Diệp Phàm. Trên đời này, đối nghịch với ai cũng được, chỉ có Diệp Phàm là không thể đối đầu. Bộ trưởng Thiết, anh thấy không, cái tên đó có khi nào xui xẻo quá mức đâu. Dù tạm thời có chút xui xẻo, nhưng kết quả cuối cùng chính nghĩa vẫn thắng. Huống chi, Diệp Phàm dựa vào nhân cách của mình hấp dẫn được Kiều Hoành Sơn, Triệu Quát, Cung Khai Hà, Lý Khiếu Phong. Những lãnh đạo cao cấp trong quân đội đều thích cậu ấy. Năm đó, Cố Thiên Long một nhân vật đầu sỏ trong quân giới như vậy không phải cũng bị Diệp Phàm đạp dẹp sao? Một anh em Trịnh gia kia đã đáng là gì? Em thực sự mong chờ, không biết lần này anh em Trịnh gia sẽ bị Diệp Phàm chỉnh ra thành cái gì? Trương Hùng nói đến cuối cùng không ngờ còn mỉm cười. Là do bọn họ tự chuốc lấy mà. Thiết Chiêm Hùng lạnh lùng hừ nói. Đó là đương nhiên, Diệp Phàm giờ đã trưởng thành rồi. Chỉ dựa vào sức mạnh bản thân cậu ấy cũng đã đáng sợ rồi. Cái vòng tròn này của chúng ta, cũng đâu phải mềm yếu. Trương Hùng nói. Ha ha, đó là đương nhiên, sức mạnh của vòng tròn là vô tận. Hơn nữa, sức phản xạ còn phóng ra bên ngoài nữa. Thiết Chiêm Hùng mỉm cười, lão Thiết đang rất vui vẻ a. Cùng thời gian này, Diệp Phàm và Vương Triều vội vàng đến sân trường Đại học Yến Kinh, đi thẳng vào phòng làm việc của hiệu trưởng Trần Bạch Hậu. Tuy nhiên, ở ngoài phòng làm việc bị thư ký của Trần Bạch Hậu, đồng chí Thái Dương ngăn cản. Nói hiện tại hiệu trưởng Trần không rảnh gì đó, không muốn gặp Diệp Phàm, người được coi là phụ huynh của Tuyết Hồng. Anh cút sang một bên. Vương Triều tức giận, tiện tay cầm kính của thư ký Thái Dương gác lên vách tường. Diệp Phàm sau khi gõ cửa mặc kệ có đồng ý hay không liền bước vào. Vì, cửa phòng làm việc không khóa. Thái Dương thấy vậy, sắc mặt đột biến, muốn chuồn đi tìm bảo vệ, tuy nhiên, Vương Triều như hổ rình mồi ngồi trên ghế, căn bản là không cho anh ta cơ hội. Yên tâm, bí thư Diệp hôm nay là phụ huynh, chỉ đến tìm hiệu trưởng Trần nói về chuyện của Tuyết Hồng, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đánh người. Hơn nữa, bí thư Diệp là người có học, chuyện đánh người giao cho tôi. Anh ấy sẽ không động thủ đâu. Vương Triều lạnh lùng hừ nói với Thái Dương. Có việc cũng phải được hiệu trưởng Trần đồng ý đã, sao có thể bá đạo tiến vào như vậy? Các người không lễ phép, quá thô lỗ, mau gọi anh ta ra, không tôi báo cảnh sát. Thái Dương nghe gần đây Tuyết Hồng đã đánh người, mà Diệp Phàm là người nhà của Tuyết Hồng. Chắc là anh trai của Tuyết Hồng, cho nên, sắc mặt thư ký Thái biến đổi, muốn vùng dậy. Người nhà của sinh viên đến tìm hiệu trưởng sao hoành tráng thế? Huống chi Diệp Phàm trẻ như vậy, chắc hẳn cấp bậc chức vị cũng không cao. Cho nên, thư ký Thái lập tức khôi phục lại ngạo khí. Báo cảnh sát, xin lỗi, anh có thể báo trực tiếp với tôi. Vương Triều vẻ mặt ác nghiệt cười với thư ký Thái. Đồng chí này, tôi không đùa với anh đâu đấy. Thư ký Thái mặt trầm xuống móc điện thoại ra. Tuy nhiên, di động đã bị cướp mất. Vương Triều tiện tay ném điện thoại của thư ký Thái lên bàn,
liếc mắt nhìn y, miệng hừ nói. Anh thấy tôi đang đùa với anh à? Đây là giấy chứng nhận của tôi. Phó Cục trưởng Vương Triều Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an. Tôi có tư cách thụ lý vụ án của anh không? Anh! Thư ký Thái nghẹn họng, trợn mắt nhìn về phía văn phòng hiệu trưởng Trần Hậu Bạch, thằng nhãi này sắc mặt có chút khó chịu. Yên tâm, đồng chí đang vào là Diệp Phàm, là bí thư thành phố Đồng Lĩnh. Cũng là người giám hộ của Tuyết Hồng. Chúng tôi có phải người thô kệch đâu. Đều là cán bộ chính phủ đấy, chả đánh người đâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các anh đừng có động thủ. Vương Triều trêu chọc. Sao anh vào được đây? Thư ký Thái không nói với anh. Chưa được tôi cho phép chưa được vào sao? Trần Hậu Bạch ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ánh mắt sắc lạnh của một thanh niên xa lạ, không khỏi có chút căm tức nói. Ha ha, tôi là Diệp Phàm, người giám hộ của Tuyết Hồng. Lúc nãy tôi gõ cửa rồi, hiệu trưởng Trần có thể lên tiếng mà. Diệp Phàm vẻ mặt mỉm cười, bản thân tự xoay người đặt mông xuống chiếc ghế đối diện Trần Hậu Bạch. Nhìn tư thế có vẻ rằng co, Trần Hậu Bạch sắc mặt hơi trầm xuống, nói. Tuyết Hồng đánh người gây thương tích, đã bị trường đuổi học. Tôi nói rồi, việc này không thương lượng, anh không cần đến tìm chúng tôi nữa. Hơn nữa, điểm đầu vào của Tuyết Hồng rất thấp, nhà trường vì xét đến khả năng của em ấy nên mới đặc biệt trúng tuyển. Không thể ngờ sau khi vào học em ấy chẳng những không tiến bộ, mà còn để xảy ra chuyện thế này. Tạo nên ảnh hưởng tồi tệ, làm tổn hại lớn đến danh tiếng của nhà trường. Xử lý Tuyết Hồng đã được hội đồng nhà trường phê duyệt. Hơn nữa, đảng ủy nhà trường cũng suy xét Tuyết Hồng xuất thân nông thôn, có thể đi học đại học cũng chẳng dễ dàng gì. Cho nên, chỉ đuổi học em ấy, không bắt nộp phạt hành chính. Cho nên, hy vọng anh hiểu được tình hình thực tế, bản thân hãy quay về khuyên bảo lại Tuyết Hồng, từ nay về sau đừng làm như vậy nữa. Còn về việc Tuyết Hồng bị xử lý theo pháp luật, chuyện này không liên quan gì đến nhà trường. Chuyện này đã được giao lại cho Cục Cảnh sát thành phố rồi. Hiệu trưởng Trần, ông nói vậy, có phải là tôi còn phải cảm ơn các ông vì đã chiếu cố đến Tuyết Hồng không? Diệp Phàm nhìn Trần Hậu Bạch, giọng châm chọc, hừ nói. Cảm ơn hay không đó là chuyện của anh, đảng ủy nhà trường đã cố gắng hết sức rồi. Vì cứu vớt sinh viên, trước nay đảng ủy nhà trường xử lý rất công bằng. Tuyết Hồng có khả năng đặc biệt, nhưng, đã xảy ra việc thế này. Nhà trường cũng tiếc lắm. Không xử lý sao được. Nhóc con, nếu anh ngồi ở vị trí của tôi, anh thử đổi vị trí mà tự hỏi thử xem, anh sẽ xử lý như thế nào. Có một số việc, không có quy củ không thành vuông tròn. Cho nên, việc này, các anh đừng lằng nhằng nữa. Về đi, về đi. Trần Hậu Bạch khoát tay, vẻ mặt không còn lộ nét chán ghét nữa, chắc hẳn trong lòng sớm đã bình tĩnh rồi. Chương 2262. Công kích hiệu trưởng Đại học Yến Kinh. Hiệu trưởng Trần, ông liên mồn nói trái là đảng ủy nhà trường, phải cũng đảng ủy nhà trường. Tôi muốn hỏi một chút, các ông dựa vào cái gì mà đuổi học Tuyết Hồng? Chúng ta nói chuyện em ấy đã đánh người tàn phế đi, cái này, cơ quan công an đã đưa ra chứng cứ xác minh chưa? Tôi là người giám hộ của Tuyết Hồng, ông có thể cho tôi xem hồ sơ của Tuyết Hồng không? Tôi là người giám hộ có quyền xem chứng cứ không? Các người không thể nói xuông được, muốn đuổi sinh viên thì đuổi sao? Nước Cộng Hòa là xã hội pháp chế, không có quy củ không thành vuông tròn. Các ông có quy củ của các ông, nhưng, chúng tôi cũng có đạo lý của chúng tôi. Đối với một sinh viên nghèo khổ xuất thân nông thôn mà nói bị đuổi học là một đả kích không thể chấp nhận được. Đây sẽ là một vết bẩn trên con đường đời của em ấy. Sẽ ảnh hưởng đến chuyện cả đời của em ấy. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Chứng cứ, đương nhiên là có, là Diệp Phàm đội cảnh sát hình sự của Cục Công an thành phố cung cấp. Không có chứng cứ chúng tôi sao dám xử lý chuyện này. Xử lý việc gì cũng cần có một trình tự cẩn thận, nghiêm túc. Nhà trường không thể đuổi học lung tung bất kỳ một sinh viên nào, đối với bất kỳ sinh viên nào, nhà trường cũng đối xử công bằng không chút thiên lệch. Trần Hậu Bạch cau mày, cảm thấy tên này cũng tương đối khó chơi. Nói láo. Một tiếng bộp vang lên. Diệp Phàm gõ nhẹ xuống bàn, tuy nhiên, âm thanh truyền ra ngoài rất đáng sợ, dọa cho thư ký Thái nhảy dựng từ trên ghế xuống định tiến vào trong. Tuy nhiên, hai bàn tay to lớn mạnh mẽ đã đè y xuống. Đừng nóng vội, chỉ đánh xuống bàn một cái thôi, chắc là đặt chén trà hơi mạnh một chút, yên tâm, hiệu trưởng Trần không sao đâu, chúng ta đều là người có học mà. Vương Triều vẻ mặt bình tĩnh nói. Vương,
Cục trưởng Vương, việc này, anh nên nhắc nhở bí thư Diệp một chút. Đây là phòng làm việc của hiệu trưởng Đại học Yến Kinh. Hiệu trưởng Trần chẳng những là đại học hiệu trưởng Yến Kinh, ông ấy còn là ủy viên Bộ Giáo dục, còn được hưởng trợ cấp đặc biệt của chính phủ dành cho chuyên gia. Hơn nữa, các quan lớn tốt nghiệp trường này không trên chục ngàn người cũng trên ngàn người. Thậm chí, có sinh viên hiện tại đang ngồi ở vị trí lãnh đạo quốc gia. Hy vọng các anh biết điểm dừng, đừng vì thế mà gây ra những phiền phức không cần thiết. Thư ký Thái bắt đầu dọa người. Quan lớn, tối sợ quá đi. Vương Triều nhún vai, liếc mắt nhìn thư ký Thái. Chúng ta kiên nhẫn ngồi uống trà đi nào. Ừ, trà này cũng không tệ lắm, trà Long Tỉnh tôi cũng uống vài lần rồi. Vương Triều vừa nói, vừa pha trà. Đồng chí Diệp Phàm, hy vọng anh nói chuyện văn minh một chút. Đây là văn phòng của lãnh đạo Đại học Yến Kinh. Trần Hậu Bạch có vẻ kích động, môi có chút run lên. Văn minh, Diệp Phàm tôi trước giờ rất văn minh, nhưng cũng phải tùy đối tượng là ai. Các người làm việc qua loa như vậy, các người làm việc văn minh quá nhỉ. Đám chuyên gia lãnh đạo các người tự cho là mình khoác bộ áo văn minh đã làm những trò gì chứ? Cứ đem chứng cứ ra mà nói đi, Cục Công an thành phố dựa vào cái gì mà chưa điều tra đã đưa ra được chứng cứ? Bọn họ có hỏi qua Tuyết Hồng chưa? Tuyết Hồng từ sau khi xảy ra chuyện vẫn ở Hồng Diệp Bảo của tôi, chưa hề rời khỏi nửa bước. Cục Công an thành phố dựa vào cái gì mà đưa ra được chứng cứ? Các người cầm chứng cứ giả vô căn cứ ấy mà cũng chẳng thèm xác minh, chuyện bé xé ra to, đuổi học một sinh viên nghèo xuất thân nông thôn một cách vô trách nhiệm. Lương tâm của các người ở đâu? Đám các người lương tâm để chó ăn hết rồi đúng không? Đừng tưởng tôi không biết. Có phải Trịnh Thượng Minh giao dịch gì với các người đúng không? Diệp Phàm càng nói càng kích động, người cũng đứng lên, mắt nhìn chằm chằm hiệu trưởng Trần như hổ rình mồi. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, hiệu phó Đại học Yến Kinh Võ Quang Trung nhẹ nhàng bước vào, nói. Đồng chí Diệp Phàm, anh đừng quá kích động. Chuyện này, kỳ thực hiệu trưởng Trần cũng không còn cách nào khác. Ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa, Cục Công an thành phố đã đưa ra chứng cứ chứng minh Tuyết Hồng đánh người tàn phế là sự thật. Đại học Yến Kinh năng lực thế nào chứ? Nếu Cục Công an thành phố đã thừa nhận tội, nhà trường sao bao che được nữa? Hiệu trưởng Võ, anh tới đây, nói với anh ta đi, đừng có tới đây mà quấy rối nữa. Tôi còn phải làm việc, bảo đồng chí bảo vệ lại đây. Ở đây có cần phải làm việc nữa không? Trần Hậu Bạch thấy viện quân tới, lập tức thể hiện oai phong của hiệu trưởng. Vũ Quang Trung trong lòng nói hỏng rồi, đang muốn giải thích. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Hậu Bạch hừ nói. Muốn đánh đấm đúng không? Được thôi. Hiệu trưởng Trần, tôi có thể gọi điện thoại, bảo các đồng chí bảo vệ tới, chúng ta cùng nhau bàn luận chuyện này. Các người không chịu được áp lư xê đuổi học Tuyết Hồng lung tung, có còn đạo lý không hả? Hôm nay muốn nói thì nói cho hết, Diệp Phàm tôi chẳng những nói việc này ở đây, mà còn nói với các đồng chí bên toàn soạn báo, phải nói với các phóng viên đài truyền hình. Tôi không tin, dưới thiên hạ này có chỗ không nói tới lý lẽ. Hiệu trưởng Trần, vị này chính là Diệp Phàm người giám hộ của Tuyết Hồng. Cậu ấy cũng mới từ phòng đốc tra văn phòng Trung ương điều đến tỉnh Tấn Lĩnh làm bí thư thành ủy. Ở văn phòng Trung ương còn kiêm phó chánh văn phòng chức chủ tịch đường. Lần này, trường chúng ta đuổi Tuyết Hồng, cái này là dựa vào căn cứ xác minh của Cục Công an thành phố. Tuy nhiên, xử lý cũng không được tốt lắm, lúc đó cũng không báo cho người giám hộ là Diệp Phàm. Đây là do sai lầm của tôi. Xin lãnh đạo phê bình. Võ Quang Trung hiểu được khả năng của Diệp Phàm, ngay cả Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Oánh Nguyệt với trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Bắc Kinh Kim Thụ Dương người ta đều có thể nhờ vả được mà. Nếu nói Diệp Phàm sợ hiệu trưởng Đại học Yến Kinh, Võ Quang Trung nghĩ không thể nào. Nếu hiệu trưởng Trần thực sự chọc vào vị quyền thế trẻ tuổi này, chỉ sợ đến lúc đó sẽ gây ra nhiều phiền phức, xuất phát từ đại cục của Đại học Yến Kinh. Võ Quang Trung vội vàng nói rõ thân phận Diệp Phàm. Một là để nhắc nhở Trần Hậu Bạch nói năng chú ý chừng mực, không thể đối đãi như với phụ huynh của những sinh viên bình thường. Quả nhiên, nhắc nhở hơi có hiệu quả rồi. Trần Hậu Bạch sửng sốt, sắc mặt lão này có chút âm trầm, đặt mông ngồi xuống ghế. Chắc hẳn, danh hiệu từng là phó chánh văn phòng chủ nhiệm đường của Diệp Phàm đã khiến hiệu trưởng Trần nghĩ đến điều gì đó, sinh ra kiêng kỵ rồi. Các người nói đuổi học Tuyết Hồng dựa vào chứng cứ của Cục trưởng Công an thành phố, vậy được, hôm nay tôi xem thử những chứng cứ này là thật hay giả.
Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, cầm điện thoại bàn lên của Trần Hậu Bạch gọi đi. Điện thoại được nói, giọng của Cục trưởng Công an thành phố Ngô Chính Phong vang lên. Xin chào, ai đấy? Tôi là Ngô Chính Phong. Cục trưởng Ngô, đã lâu không gặp, vẫn tốt chứ, tôi là Diệp Phàm. Diệp Phàm thản nhiên hỏi thăm. Là Bí thư Diệp à, xin chào, xin chào. Bí thư Diệp đến thành phố Đồng Lĩnh nhậm chức cũng không nói một tiếng, bằng không, Chính Phong phải tới tiễn một chút chứ. Khi nào về lại Bắc Kinh, không đúng, số điện thoại này hẳn là ở Bắc Kinh rồi. Ngô Chính Phong thân thiết nói. Ha ha, đúng vậy, tôi đang ở phòng làm việc của hiệu trưởng Trần bên Đại học Yến Kinh. Là thế này, em gái của bạn tôi tên Tuyết Hồng, ở nhờ nhà tôi. Diệp Phàm kể lại chuyện của Tuyết Hồng. Có chuyện này sao, Phản Thiên à, anh chờ một chút, tôi lập tức kêu cái tên khốn Thái Cường đến hỏi. Anh chờ một chút. Ngô Chính Phong gác máy. Trong phòng làm việc tạm thời chìm vào yên tĩnh trở lại, thấy Trần Hậu Bạch không lên tiếng. Võ Quang Trung cười hỏi. Bí thư Diệp đến thành phố Đồng Lĩnh cũng được mấy tháng rồi nhỉ? Thành phố Đồng Lĩnh cũng là một thành phố tốt, cách Bắc Kinh cũng gần, nghe nói còn xếp top 3 toàn tỉnh Tấn Lĩnh. Cũng tạm được, cái này, vốn định Tết mới về Bắc Kinh, dưới đó cũng nhiều việc lắm. Không ngờ xảy ra việc này, không về không được. Diệp Phàm nói, bên này, Võ Quang Trung đích thân pha trà cho Diệp Phàm. Cái này, kỳ thực, kể ra cũng tương đối phiền phức. Bí thư Diệp, việc này ảnh hưởng rất lớn. Phát gia của Hàn Quốc đã thông qua Đại sứ quán Hàn Quốc đến đề xuất ý kiến với bên nhà trường. Nói nhà trường không nghiêm túc xử lý, bọn họ sẽ đem chuyện này báo lên Bộ Ngoại giao. Mà Cục Công an thành phố lại có chứng cứ, hơn nữa, còn cha của Trịnh Thanh. Việc này, cho nên, nó thành ra như vậy đấy. Võ Quang Trung không ngại tiết lộ vài tin tức. Ha ha, Hàn Quốc có thể hù dọa được chúng ta sao? Muốn đệ trình cứ đệ trình. Chẳng lẽ có thể để cho Hàn Quốc đến nước ta dương oai sao, buồn cười. Diệp Phàm ngầm tát một tát vào mặt Trần Hậu Bạch, ý nói hành vi của lão già ông quả là đớn hèn. Không lâu sau, điện thoại vang lên, Cục trưởng Ngô Chính Phong nói. Xin lỗi Bí thư Diệp, chuyện này là do tên khốn Thái Cường làm ăn không ra gì. Tôi đã tuyên bố tạm thời cách chức anh ta, tuy nhiên, Thái Cường có nói, chuyện này là do anh ta cũng không còn cách nào khác. Có một số việc phức tạp, kính xin Bí thư Diệp lượng giải. Tuy nhiên, tôi vừa rồi hỏi rõ ràng rồi, Tuyết Hồng kỳ thực mới là người bị hại. Việc này vẫn còn trong giai đoạn điều tra lấy chứng nhận, đương sự Tuyết Hồng vẫn chưa thấy bóng dáng mà dám kết luận lung tung, rõ ràng là vi phạm trình tự công tác. Những chứng cứ họ đưa cho Đại học Yến Kinh đều không hợp pháp, bẻ cong sự thực. Tôi lập tức phái người đến Đại học Yến Kinh giải thích với hiệu trưởng Trần, thu hồi chứng cứ, kiểm điểm sâu sắc. Hiệu trưởng Trần đang ở cạnh tôi, anh trực tiếp nói chuyện với ông ấy đi. Diệp Phàm nói. Ngô Chính Phong thông báo việc này với hiệu trưởng Trần Hậu Bạch, hơn nữa, không lâu sau còn phái người đến Đại học Yến Kinh, thu hồi chứng cứ, trình bày rõ sự thực với hiệu trưởng Trần và lãnh đạo trường, làm kiểm điểm. Tôi sẽ yêu cầu nhà trường mở cuộc họp thảo luận vấn đề của Tuyết Hồng một lần nữa, tuy nhiên, ảnh hưởng của phát ra liên quan đến Hàn Quốc, tôi mong Bí thư Diệp có thể ra mặt dàn xếp. Bằng không, du học sinh nước ngoài không dám đến du học tại Đại học Yến Kinh, chuyện này đúng là ảnh hưởng quá lớn đến nhà trường. Là hiệu trưởng Đại học Yến Kinh, tôi thừa nhận mình xử lý vấn đề của Tuyết Hồng không được thỏa đáng. Nhưng, chỉ là có lỗi với Tuyết Hồng. Còn thực sự sai lầm là ở chứng cứ của công an thành phố. Không có chứng cứ này, chúng tôi sẽ không quyết định như vậy. Sinh viên phạm tội, chúng tôi không thể không xử lý được. Cho nên... Nhà trường sẽ suy xét lại chuyện này. Trần Hậu Bạch vẻ mặt nghiêm chỉnh biểu lộ thái độ. Chương 2263, báo lên trên. Kỳ thực, lão già này chỉ đang đem Cục Công an thành phố ra làm bình phong thôi. Kẻ đứng đằng sau thực sự chính là bố của Trịnh Thanh, Trịnh Thượng Minh Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục. Diệp Phàm thấy vậy bèn thu binh trở về. Tuy nhiên, Diệp Phàm đợi cả một ngày, đến mồng 3 tháng giêng mà Trần Hậu Bạch vẫn chưa có động tĩnh gì. Bèn gọi điện thoại cho Võ Quang Trung, nhận được câu trả lời là đảng ủy nhà trường trong cuộc họp có ý kiến bất đồng. Cuối cùng, Diệp Phàm không còn cách nào khác, Võ Quang Trung ngầm nói là sân vận động và tòa lầu tổng hợp của nhà trường đang dự kiến xây dựng lại. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu, chắc hẳn Chính Thượng Minh đem việc này để ép Đại học Yến Kinh. Trần Hậu Bạch không còn cách nào khác,
đành gác chuyện Tuyết Hồng sang một bên. Trương Hùng, điều tra Trịnh Thiên Đào. Diệp Phàm tức giận, chỉ thị Trương Hùng. Ninh Đại Thắng là do Trịnh Thiên Đào sai tới, việc này mà điều tra chắc chắn có dính đến lão. Chính lão đã sai người đến Sở Khoa học Quân sự các anh. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể ra mặt hỏi về việc này. Tuy nhiên, vì có dính đến quân đội, bên em chắc hẳn cũng phải tương đối thận trọng. Còn phải báo cáo lên Thứ trưởng Đỗ Nguyệt Bằng chủ quản bên em. Chỉ có ông ấy mới có khả năng phê chuẩn can thiệp vào quân khu Bắc Kinh. Bằng không, chỉ dựa vào em, tư cách quá nhỏ, căn bản là không thể động vào Trịnh Thiên Đào. Trương Hùng nói thật tình hình. Vậy được, cậu cứ báo cáo đi, xem Thứ trưởng Đỗ nói thế nào rồi bàn tiếp. Diệp Phàm nói, thằng nhãi này nhíu mày. Không thể ngờ sự việc càng xé càng lớn, phạm vi, cấp bậc cán bộ dính đến ngày càng cao. Đây quả là mạng lưới giao tiếp vô hình, chính là hiện tượng nhổ củ cải dính theo bùn mà người ta thường nói. Còn một điểm nữa, Trương Khiếu Vân bên Ủy ban Kỷ luật cũng đã gia tăng tác động. Không biết khi nào sẽ kêu người của bên em qua hỏi han. Rõ ràng là muốn chỉnh chúng em, phá rối đấy mà. Lão già này, đáng ghét, tuy nhiên, tạm thời em cũng chẳng có cách nào cả. Em bên phản gián điệp, chẳng thể nào coi Trương Khiếu Vân là gián điệp để bắt cả. Trương Hùng cũng có chút bất đắc dĩ, một cán bộ cấp sở ở thủ đô này, đúng là quyền lực hơi nhỏ. Hơn nữa, trong các bộ phận, tổ kỷ luật cũng tương đối có uy quyền. Lãnh đạo của Trương Khiếu Vân là ai? Diệp Phàm hỏi. Lãnh đạo trực tiếp là Phó Bí thư Kiểm tra Kỷ luật, Phó Bí thư các bộ và Ủy ban Trung ương Lục Đại Viễn. Trương Hùng nói. Lục Đại Viễn này chúng ta không quen, căn bản không thể nhờ ông ta đàn áp Trương Khiếu Vân đúng không? Diệp Phàm hỏi. Vâng, Lục Đại Viễn là nhân vật thứ hai trong bộ. Nói thật em cũng hơi sợ lão già này, mặt khi nào cũng đen như bao công ấy. Lão ghét nhất là bị các phòng ban lôi kéo. Nếu tìm lão vì những chuyện như vậy, chắc hẳn còn bị ăn gậy ấy chứ. Đường này không thông rồi. Trương Hùng có chút chua xót nói. TV không phải là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Quốc gia trú tại phòng kiểm tra kỷ luật sao? Theo lý mà nói chắc hẳn Ủy ban Kỷ luật Quốc gia phải có sức uy hiếp lớn hơn với lão chứ đúng không? Diệp Phàm giật mình, hỏi. Đó là đương nhiên, em cũng quên mất chuyện này. Hay anh đến Phí Gia thử đi, nhờ bên đó tạo áp lực với Trương Khiếu Vân. Tin là có Phí Gia trợ lực uy hiếp sẽ làm lão sợ tới mức dừng tay đấy. Em cũng rảnh đường dùng toàn lực đối phó Trịnh Thiên Đào. Trương Hùng nói. Được, Trương Khiếu Vân để tôi trị. Diệp Phàm nói. Nhưng, bên Trần Hậu Bạch chắc hẳn tạm thời không thông, Trịnh Thượng Minh ra đòn mạnh quá. Nghe nói có một số dự án của Đại học Yến Kinh bị Trịnh Thượng Minh ở Bộ Giáo dục cản lại. Chắc hẳn cũng phải vài trăm triệu. Vì tiền nên Trần Hậu Bạch phải gác lại chuyện của Tuyết Hồng rồi. Chỉ cần chuyển trường là được, sao cứ phải treo cổ ở gốc cây Đại học Yến Kinh chứ? Trương Hùng hừ nói. Chuyển trường, đi đường vòng. Diệp Phàm không khỏi ngạc nhiên, lập tức hiểu ra. Ở nước ta Đại học Hoa Thanh cũng nổi tiếng như Đại học Yến Kinh. Hai trường trước nay luôn âm thầm phân cao thấp, đều nói mình là trường đại học tốt nhất trong nước. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa có kết luận chính thức. Xếp hạng hai trường luôn thay đổi, có lúc Đại học Hoa Thanh đứng trên Đại học Yến Kinh, có lúc lại bị Đại học Yến Kinh vượt mặt. Cả mấy chục năm nay, hai trường chưa ngừng đọ sức. Tuyết Hồng có năng khiếu thể dục như thế, không chừng lãnh đạo trường Hoa Thanh sẽ thích cô ấy. Trương Hùng nói, cũng có lý, nhưng, Tuyết Hồng hiện tại xảy ra chuyện như vậy, trường Hoa Thanh có dám nhận cô ấy hay không cũng là một vấn đề. Quan trọng hơn nữa là Hoa Thanh có thể chống lại được áp lực của Thứ trưởng Thường trực Trịnh Thượng Minh không? Tôi nghĩ, Bộ Giáo dục là lãnh đạo tối cao của tất cả các trường học, sức uy hiếp rất mạnh. Trừ phi sau này người ta không muốn dựa vào Bộ Giáo dục nữa thì mới dám trở mặt. Diệp Phàm chất vấn. Chưa chắc, tình cờ em có nghe nói. Nghe nói Hiệu trưởng trường Hoa Thanh cũng là một trong những ủy viên của Bộ Giáo dục, ông ta cùng với Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục Phan Bá Dân qua lại tương đối gần. Phan Bá Dân cùng Trịnh Thượng Minh đều là một phó bí thư của Đảng ủy Bộ Giáo dục, hai người căn bản là không cùng chung chí hướng. Hơn nữa, trong cuộc họp các bộ và ủy ban trung ương, hai người đôi lúc còn có chút xung đột. Nếu anh đi thử một chuyến, không chừng người ta cũng nể mặt đấy. Hơn nữa, biểu hiện của Tuyết Hồng cũng xuất sắc, cứ bảo cô ấy đến thể hiện thực lực,
đoạt cái huy chương vào nào đó, đến lúc đó còn sợ gì nữa chứ? Trương Hùng cười nói. Cũng được, hai trường âm thầm phân cao thấp, thành tích thể thao cũng được tính là một trong số thành tích mà. Diệp Phàm cũng mỉm cười, cảm thấy có cơ hội đi đường khác. Chữ ngựa chết thành ngựa sống đi, cứ đi thử dù sao cũng hơn không đi. Trương Hùng nói, sau khi gác máy Diệp Phàm lái xe đến cục công an thành phố, tìm cục trưởng Ngô lấy chứng cứ, sau đó lái xe đến Đại học Hoa Thanh. Vừa đến cửa Diệp Phàm đã để lộ thân phận phó giám sát trưởng vụ đốc tra bộ công an, thuận lợi bước vào. Hơn nữa còn thuận lợi tìm đến văn phòng của Đàm Khởi Đạo. Thư ký đồng binh của Đàm Khởi Đạo sau khi kiểm tra giấy tờ của Diệp Phàm thì không dám chậm trễ, phó giám sát trưởng bộ công an đích thân đến, chắc chắn có chuyện lớn muốn tìm hiệu trưởng. Cho nên, sau khi thông báo cho hiệu trưởng Đàm lập tức ra khỏi văn phòng. Hai bên sau khi hàn huyên thì tiến vào văn phòng của Đàm Khởi Đạo. Diệp Phàm thấy Đàm Khởi Đạo rất có quan uy, hơn nữa, trong thế quan lại pha lẫn chút thản nhiên của một vị học giả. Phó giám sát trưởng Diệp tìm tôi có chuyện gì, hình như gần đây trong trường không xảy ra chuyện gì có liên quan đến cảnh sát. Đàm Khởi Đạo nhấp ngụm trà, nhìn Diệp Phàm. Chuyện sinh viên năm nhất của Đại học Yến Kinh, Tuyết Hồng bị đuổi học chắc hiệu trưởng Đàm có nghe nói. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề. Có nghe nói. Hiệu trưởng Đàm khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Tuyết Hồng là một sinh viên ưu tú, thành tích nhảy xa của cô ấy rất tốt, có thể giành được huy chương vàng thế giới. Nhân tài như vậy, chẳng lẽ hiệu trưởng Đàm có thể để cho cô ấy bị mai một? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, đúng là ưu tú. Tuy nhiên, cô ấy đã cấu thành tội. Dù là trường chúng tôi muốn có thành tích thì cũng bất lực. Đàm Khởi Đạo nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt nho nhã cười cười. Ha ha, đó chỉ là hiểu nhầm. Diệp Phàm cười nói. Hiểu nhầm, không thể nào, gần đây tin Tuyết Hồng đánh người gây thương tích huyên náo cả Bắc Kinh. Cục Công an thành phố Bắc Kinh cũng tham gia điều tra. Nghe nói ngay cả sinh viên nước ngoài cũng bị đánh trọng thương, việc này khiến Đại sứ quán quốc gia có liên quan chú ý. Đàm Khởi Đạo dường như hiểu mục đích của Diệp Phàm, cho nên, biểu hiện rất bình tĩnh thong dong. Ha ha, đây là chứng cứ xác minh do đích thân Cục trưởng Ngô Chính Phong viết. Việc này vẫn còn đang trong quá trình điều tra. Hơn nữa, dựa vào tình hình điều tra cho tới nay, Tuyết Hồng không những không phải hung thủ đánh người gây thương tích mà chỉ là phòng vệ chính đáng. Trong chuyện này, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an Vương Triều cũng viết giấy chứng nhận. Lúc trước sau khi sự việc xảy ra, Cục trưởng Vương cũng có tham gia phá án. Kết quả điều tra của Bộ Công an đã có rồi. Đây là tài liệu có liên quan, mời hiệu trưởng Đàm xem thử. Diệp Phàm rất khách khí đưa một túi văn kiện đặt trước mặt hiệu trưởng Đàm. Đàm Khởi Đạo nghe xong bèn sửng sốt, tiếp nhận tập tài liệu, lật xem cẩn thận. Sau đó mới đặt tài liệu xuống. Hỏi, Phó Giám sát trưởng Diệp rốt cuộc muốn gì? Kính xin nói rõ. Tôi là người giám hộ của Tuyết Hồng, tôi muốn chuyển Tuyết Hồng đến học ở Đại học Hoa Thanh. Hơn nữa, dựa vào năng khiếu thể thao của Tuyết Hồng, có thể đem về vẻ vang cho Đại học Hoa Thanh. Diệp Phàm trực tiếp nói. Từ hai bản tài liệu này, Tuyết Hồng đúng là bị oan. Tuy nhiên, việc này bên công an vẫn chưa xử lý xong, phải đợi kết quả xử lý cái đã. Đương nhiên, điều này cũng có thể chứng minh, trước đây Đại học Yến Kinh xử lý Tuyết Hồng như vậy là không thỏa đáng. Sự thật chưa ngã ngũ đã đuổi học một sinh viên ưu tú như vậy, đúng là không thỏa đáng. Tuy nhiên, vì chuyện Tuyết Hồng có liên quan đến sinh viên nước ngoài bị đánh, về mặt pháp luật còn phải tiếp nối với luật pháp quốc tế mới được. Cho nên, chỉ kết quả xử lý của nước ta không thôi thì chưa đủ, còn phải thông báo cho bộ phận liên quan bên phía Hàn Quốc. Trong nước thì tôi không có ý kiến, còn về bên phía Hàn Quốc, nếu Phó Giám sát trưởng Diệp có thể dàn xếp, Đại học Hoa Thanh chúng tôi sẽ đồng ý nhận Tuyết Hồng vào học. Và, đãi ngộ của Đại học Hoa Thanh chúng tôi dành cho Tuyết Hồng sẽ giống như bên Đại học Yến Kinh. Đàm Khởi Đạo thái độ rõ ràng, với điều kiện tiên quyết là dàn xếp được chuyện của Pháp ra Hàn Quốc. Đây là điều kiện duy nhất sao? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên, có hai điều kiện tiên quyết, thứ nhất là bên công an phải điều tra ra chân tướng, Tuyết Hồng đích xác là không có việc gì. Thứ hai là phản ứng của Pháp gia Hàn Quốc, trong nước nếu Bộ Công an đã đưa ra kết luật, còn bên Cục Công an thành phố cũng tìm được chứng cứ có liên quan, tôi tin vào kết quả xử lý của bên công an. Đàm Khởi Đạo nói. Vậy được, Pháp gia Hàn Quốc tôi sẽ dàn xếp, tuy nhiên, tôi phải thận trọng hỏi lại lần nữa,
Trịnh Thanh người bị thương là con trai cả thứ trưởng, ủy viên thường vụ Bộ Giáo dục Trịnh Thượng Minh. Hành động không thỏa đáng của Đại học Yến Kinh lần này, chắc chắn có liên quan nhất định đến Trịnh Thượng Minh. Tôi muốn nhắc nhở hiệu trưởng Đàm trước, lãnh đạo trường Hoa Thanh có vì áp lực của thứ trưởng Trình mà không nhận Tuyết Hồng không? Nếu không chịu được sức ép đó thì tôi có đi giải quyết chuyện của Phác gia Hàn Quốc thì khác nào phí sức thắp đèn cho người mù. Diệp Phàm nói thẳng, tránh xảy ra sự cố ngoài ý như kiểu Trần Hậu Bạch. Đương nhiên, Diệp Phàm nói vậy cũng có mục đích khích tướng. Chương 2264, anh đang khích tôi. Anh đang khích tôi đấy à? Đàm Khởi Đạo hơi hơi cười cười, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tôi tin vào sự bình tĩnh của hiệu trưởng Đàm, sẽ không bị kích thích bởi ngoại vật. Diệp Phàm cũng mỉm cười nói. Chỉ cần dàn xếp Phác gia Hàn Quốc, bên công an cũng làm sáng tỏ chuyện của Tuyết Hồng, Đàm Khởi Đạo tôi chắc chắn sẽ nhận sinh viên này. Đàm Khởi Đạo mơ hồ toát lên khí phách của một hào kiệt, làm cho Diệp Phàm cảm thấy hiếu kỳ và quái dị. Nho sĩ cũng hào kiệt. Tiếp đến là Trương Khiếu Vân của Bộ An ninh Quốc gia. Diệp Phàm miệng lẩm nhẩm. Trương Khiếu Vân là người của Ủy ban Kỷ luật Quốc gia trú tại Phòng Kiểm tra Kỷ luật Bộ An ninh Quốc gia, vậy hẳn lão vẫn thuộc biên chế của Ủy ban Kỷ luật Quốc gia. Chắc thuộc loại có hai tầng lãnh đạo nặng hơn một chút chắc hẳn là bên Ủy ban Kỷ luật Quốc gia. Còn lãnh đạo Bộ An ninh Quốc gia đối với lão mà nói chỉ có tính chỉ đạo nghiệp vụ tương đối, không có tác dụng mang tính quyết định. Cán bộ Ủy ban Kỷ luật Quốc gia phái tới trú tại các cơ quan nhà nước đều là cán bộ cấp phó tỉnh, lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Kỷ luật Quốc gia được phái tới phòng giám sát kiểm tra kỷ luật các cơ quan nhà nước công tác. Tổ trưởng kiểm tra kỷ luật và phòng giám sát của các bộ và Ủy ban Trung ương Quốc gia chủ yếu là do Ủy ban Kỷ Trung ương phái đến đảm nhiệm công tác kiểm tra giám sát. Trong phòng ban có người tham ô, nhận hối lộ hoặc trái với kỷ luật, giám sát viên được phái đến trú tại đó có quyền dựa theo quy định kiểm tra giám sát, đề nghị xử lý, báo lên Ủy ban Kỷ luật Quốc gia. Bộ phận có người vi phạm kỷ luật, họ cũng không bị liên lụy. Vì, bọn họ tương đối độc lập, Trương Khiếu Vân chỉ là một phó tổ trưởng kiểm tra kỷ luật được phái đến, cho nên là cán bộ cấp giám đốc sở. Còn tổ trưởng kiểm tra kỷ luật do Ủy ban Kỷ luật Quốc gia phái đến trú tại Bộ An ninh Quốc gia Lục Đại Viễn thì đặc biệt hơn, chẳng những là cán bộ của Ủy ban Kỷ luật Quốc gia, đồng thời cũng là phó bí thư đảng ủy của Bộ An ninh Quốc gia, bí thư kiểm tra kỷ luật. Cho nên, Lục Đại Viễn có hai thân phận. Muốn thu phục Lục Đại Viễn hơi khó, dù sao người ta cũng là cán bộ cấp thứ trưởng. Muốn dàn xếp được ông ta ít nhất phải tìm được cán bộ cấp bộ trưởng ở Ủy ban Kỷ luật Quốc gia mới có thể nói ông ta được. Loại cán bộ này tuy nói ở Ủy ban Kỷ luật Quốc gia có không ít, nhưng, Diệp Phàm căn bản chẳng quen một ai. Chắc hẳn, lần này phải nhờ đại thiếu gia Phí Nhất Độ một chuyến, cũng không chắc có thể nhờ vả được loại lão đại này. Nhưng, nếu thu phục Trương Khiếu Vân thì dễ hơn nhiều. Chỉ cần một cán bộ cấp thứ trưởng có chút phân lượng ở Ủy ban Kỷ luật Quốc gia là có thể gõ được Trương Khiếu Vân rồi. Cái này Phí Nhất Độ có thể làm được. Vì thế, thằng nhãi này không ngừng vó ngựa. Gọi điện ngay cho Phí Nhất Độ, cười nói. Nhất Độ, dạo này vẫn bình thường chứ? Bình thường, đâu có được tiêu dao như đại ca. Phí Nhất Độ giọng điệu tương đối thoải mái. Sư bá khôi phục đến đâu rồi? Diệp Phàm hỏi. Cũng không tệ, bác cả nói lôi âm cửu long hoàn đại ca cho rất quan trọng đối với sự hồi phục công lực của bác ấy. Vốn thương thế của bác cả là một loại bế khí. Dưới sự kích thích của ngoại giới đột nhiên bị phong bế, còn bị co rút kinh mạch, cho nên, nếu đại ca còn, cho thêm được vài viên nữa thì tốt quá. Mấy viên anh cho lần trước bác cả xài hết rồi. Phí Nhất Độ nói, chỗ tôi thực sự không có, tạm thời chưa tìm được vị tiền bối kia để phối chế. Tuy nhiên, cậu nói với sư bá một tiếng, tôi sẽ nghĩ cách để làm được dược liệu. Diệp Phàm nói. Trong lòng tự nhủ nếu có rảnh thì phải đi qua bên anh trai của Đoàn Hải Thiên một chuyến. Nghe nói bên đó có khả năng tìm được dược liệu có tính kích thích này. Hai, chỉ có thể đợi. Loại dược liệu anh cần yêu cầu quá cao. Em cũng hiếm nghe nói tới mấy thứ này. Nhưng, em tin trên toàn thế giới chắc chắn là có, chẳng qua chúng ta chẳng cách nào biết được thôi. Đó là đương nhiên, loại vô giá mà. Người ta nếu có cũng coi đó là bảo bối, đem đi cất giấu. Đây là loại hàng không bán. Tuy nhiên, Nhất Độ, sư bá cần thêm mấy viên mới khôi phục được thời kỳ cửu đẳng đỉnh. Diệp Phàm hỏi, vì, Phí Thanh Sơn đối với mình ân tình quá nặng.
Diệp Phàm cảm thấy nếu không làm chút gì cho ông ta thì lương tâm khó có thể bình an được. Chắc hẳn phải 5-6 viên gì đó, hơn nữa nếu là loại thuốc có phẩm chất cao, thì sau khi bác cả hồi phục công lực còn có thể đột phá lên cảnh giới siêu cấp thập đẳng đấy chứ. Đương nhiên, bác cả cũng nói, loại thuốc này vô cùng thần bí, không thể sản xuất được số lượng lớn. Cho nên, tạm thời bác ấy chỉ hy vọng có đủ thuốc để hồi phục toàn bộ công lực là được rồi. Còn về chuyện đột phá, tạm thời không dám hy vọng gì nhiều. Có lẽ hiện nay bác cả đang đau khổ cầu mong cơ hội. Hai, cái thứ đột phá này, có lẽ là do trời định. Có người cả đời chỉ đứng mãi một chỗ không thể lên được nữa. Hy vọng bác cả có thể kiên trì, vì, bác ấy vẫn luôn quyết tâm. Phí Nhất Độ lo lắng. Không nói chuyện này nữa, có việc cần cậu ra mặt giúp một chút. Diệp Phàm nói. Anh cứ nói đi. Giữa hai chúng ta mà còn phải khách sáo à? Phí Nhất Độ nói, Diệp Phàm kể lại chuyện của Tuyết Hồng. Má nó, hai anh em Trịnh Thiên Đào ức hiếp người quá đáng. Rõ ràng con mình sai mà còn ức hiếp con gái nhà người ta. Quá đáng, anh, việc này nhất định em sẽ giúp. Phí Nhất Độ vừa nghe đã mắng. Giúp thế nào, cậu định nhờ ai? Diệp Phàm có chút tò mò. Ha ha, Sơn Nhân tự có diệu kế. Đảm bảo Trương Khiếu Vân sẽ ngừng gây sức ép. Phí Nhất Độ cười thần bí. Diệp Phàm cũng không hỏi nữa, mỗi người đều có bí mật, hà tất phải truy vấn ngọn nguồn. Quả nhiên, tốc độ của Phí Nhất Độ không chậm. Hai tiếng sau, Trương Hùng gọi điện tới. Nói là Trương Khiếu Vân không hề gây sức ép với các đồng chí cục phản gián điệp nữa. Hơn nữa, Trương Khiếu Vân còn ngầm tỏ thái độ phán đoán của mình trước đây là hơi sai lầm. Trương Khiếu Vân tắt lửa. Người ngựa của Trương Hùng đã đầy đủ. Lập tức triển khai công kích mọi phía, đối với việc thẩm tra Đinh Đại Thắng đã đến giai đoạn đột phá. Kỳ thực, Đinh Đại Thắng không lục soát được bản vẽ 204 nào cả. Tuy nhiên, có một số việc, người ta bảo anh cầm thì anh cầm. Kỳ thật, cái này gọi là lấy độc trị độc thôi. Diệp Phàm đôi khi cũng có chút bất đắc dĩ, không tìm được cách nào để giải quyết vấn đề của Tuyết Hồng nên đành phải đi theo con đường trái quy tắc thông thường. Hơn nữa, hai anh em Trịnh gia ra tay cũng là thủ đoạn trái với quy tắc thông thường. Lấy sai đấu với sai, chả ai tốt lành gì cả. Diệp Phàm thậm chí còn nghi ngờ, tiêu chuẩn phán xét người tốt không biết có cần phải sửa lại không. Lão Trịnh, anh phải chuẩn bị tâm lý đi, hai. Trương Khiếu Vân không kìm nổi, gọi điện cho người bạn cũ Trịnh Thiên Đào, thở dài một tiếng, khiến lỗ tai của Phó Tư lệnh Trịnh Thiên Đào cũng bồi hồi. Có ai nói gì với anh à? Trịnh Thiên Đào cũng không ngu, lập tức nghĩ tới việc này. 2. Trương Khiếu Vân thở dài không đáp, rồi lại nói. Cái này, sau này anh đừng tìm tôi nữa. Chuyện của Đinh Đại Thắng, anh tự mình ra tay đi. Có thể đề xuất bên quân đội can thiệp vào Bộ An ninh Quốc gia. Nếu dính đến bên quân đội, chắc chắn lãnh đạo của Bộ An ninh Quốc gia sẽ suy tính thận trọng. Dù sao, dính đến quân đội cũng là chuyện lớn. Hơn nữa, bên quân đội các anh có thể điều tra nội bộ. Tin là bên Bộ An ninh Quốc gia cũng không muốn nhúng tay vào làm chuyện này thêm phiền phức đâu. Làm khó anh rồi Lão Trương, tự tôi sẽ nghĩ cách. Trịnh Thiên Đào mặt âm trầm cúp điện thoại, nhất thời tức giận. Con mẹ nó, chuyện gì thế này? Trịnh Thiên Đào vỗ bàn một cái, cả chén trà trên bàn cũng nhảy lên. Trường lực của Phó Tư lệnh Trịnh không nhỏ chút nào. Trương Khiếu Vân tuy nói không để lộ ra một chút tin tức. Nhưng Trịnh Thiên Đào mơ hồ cảm thấy đối thủ mạnh mẽ. Người có thể làm cho Trương Khiếu Vân tắt lửa nhân, năng lượng còn có thể nhỏ được sao? Ít nhất cũng là cán bộ cấp thứ trưởng có phân lượng trong Ủy ban Kỷ luật Quốc gia mới có thể ra tay được. Còn không phải mấy vị lãnh đạo xếp top 3 trong ngành an ninh quốc gia mới có thực lực này. Dù sao, Trương Khiếu Vân cũng có hai tầng lãnh đạo. Đối với những lãnh đạo của Bộ An ninh Quốc gia lão còn chống lại được chút xíu. Nhưng, dù sao người ta vẫn là lãnh đạo. Không có cách nào quyết định vận mệnh của anh, nhưng vẫn có đủ quyền lực để gõ anh mấy cái. Rốt cuộc là bên nào ra tay, Trương Khiếu Vân không nói rõ. Trịnh Thiên Đào chỉ có thể động não suy nghĩ. Nghe nói anh về Bắc Kinh được mấy ngày rồi, sao chẳng thèm gọi điện gì cả, có phải quên mất người anh em kết nghĩa này rồi không? Lam Tồn Quân hỏi. Mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, loay hoay mãi. Ngay cả rượu cũng chưa có thời gian uống. Hay là thế này đi, tối nay gọi anh Thiết với Vương Nhân Bàng đi, không biết Phá Thiên có rảnh không nữa, mấy anh em chúng ta cùng nhau tụ tập.
địa điểm cậu quyết định đi. Diệp Phàm cười nói. Được. Lam Tồn Quân giọng điệu vui vẻ. Trương Hùng sau khi làm hết mọi việc cầm tài liệu có liên quan đưa thẳng đến lãnh đạo, cũng chính là Ủy viên Thường vụ Bộ An ninh Quốc gia, Thứ trưởng Đỗ Nguyệt Bằng. Đỗ Nguyệt Bằng sắp về hưu rồi, dù nói cả đời làm việc vất vả khiến tóc ông sớm đã bạc hơn nửa đầu, nhưng tinh thần của ông vẫn vô cùng minh mẫn. Đối với tinh lực tràn đầy của ông, ngay cả Trương Hùng trợ thủ đắc lực của ông trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ. Lão già này không hiểu ăn thứ gì, sống càng ngày càng khỏe. Ngồi đi Tiểu Trương. Lãnh đạo Đỗ Nguyệt Bằng này cũng tương đối yêu thích năng lực của Trương Hùng, cho nên, thấy Trương Hùng đến, ông cũng tương đối nhiệt tình. Lãnh đạo, chuyện lần này có dính đến quân khu Bắc Kinh. Ngài xem, đây là tài liệu liên quan chúng tôi điều tra được. Trương Hùng cũng không dài dòng, trực tiếp đem tài liệu nhẹ nhàng đưa cho Đỗ Nguyệt Bằng. Dính đến quân khu Bắc Kinh. Đỗ Nguyệt Bằng lập tức thu lại nụ cười, ngồi thẳng người. Sau khi nhận tài liệu cẩn thận lật xem. Vì, quân khu Bắc Kinh là nơi có tầm quan trọng của thủ đô. Cho dù xảy ra sự kiện gì cũng có thể gây ra cơn sóng lớn, Đỗ Nguyệt Bằng cũng không thể nào coi thường được. Sau khi đọc tài liệu, Đỗ Nguyệt Bằng nhẹ nhàng đặt xuống. Hình như hơi đau đầu nên ông lấy tay day day chán. Có phải bệnh đau nửa đầu lại tái phát không ạ? Trương Hùng vẻ mặt ân cần hỏi, vì vị lãnh đạo già này vốn có bệnh cũ. Bình thường quan hệ giữa hai người khá tốt. Đỗ Nguyệt Bằng cũng ám chỉ, một khi lão về hưu sẽ cố gắng đẩy Trương Hùng lên vị trí này. Tuy nhiên, Trương Hùng kinh nghiệm hơi ít một chút, vị trí thứ trưởng có phân lượng trong Bộ An ninh Quốc gia kể ra cũng quan trọng đối với quốc gia. Trương Hùng mới vừa 40 tuổi, cũng hơi trẻ một chút. Chương 2265, cậu muốn làm người nối nghiệp chứ? Có thể ngồi vào vị trí này, các đồng chí thứ trưởng không phải là những đồng chí trên 50 tuổi tích lũy được dư giả kinh nghiệm sao? Đương nhiên, khả năng làm việc của Trương Hùng thì không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, ở Trung Quốc rất chú trọng đến lý lịch kinh nghiệm, dù anh có năng lực đi chăng nữa, cũng khó ngồi lên được vị trí cao. Trừ phi sau lưng có người đẩy lên, bằng không, muốn ngồi lên vị trí thứ trưởng chỉ có thể nói suông thôi. Đỗ Nguyệt Bằng chỉ có thể giúp anh một đoạn đường, còn anh muốn thực sự ngồi lên vị trí đó, bản thân anh phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trương Hùng đương nhiên cũng có dã tâm. Ai không muốn ngồi lên vị trí thứ trưởng chứ? Cái này, Trương Hùng ký thác toàn bộ hy vọng vào Diệp Phàm. Vì, tiến cử thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia tổ đặc nhiệm A có quyền kiến nghị rất lớn. Kỳ thực, Bộ An ninh Quốc gia hơi giống cơ quan cấp dưới của tổ đặc nhiệm A. Chẳng qua chỉ là không được quốc gia trực tiếp thừa nhận, chỉ là hiểu ngầm như vậy thôi. Đến lúc đó Diệp Phàm nói với đồng chí Cung Khai Hà, có đồng chí Cung Khai Hà ra mặt đẩy lên thì phần thắng cũng 55. Không sao, xem tài liệu lâu một chút là phiền phức vậy đấy. Chứ phiền của Đỗ Nguyệt Bằng làm Trương Hùng hơi sững sờ. Chứ phiền của lão lãnh đạo này có thể chứa hàm ý. Vì sao phiền? Vì chuyện gì mà phiền? Dĩ nhiên là vì tài liệu mình mới đưa lên, nếu lãnh đạo nói phiền, vậy chứng tỏ muốn tài liệu kia được thông qua hơi khó khăn rồi. Thường lãnh đạo cao hứng thì mới dễ làm việc, khi người ta phiền não anh muốn làm việc, chả khác nào muốn đi tìm phiền phức. Đây là lãnh đạo có ý nhắc nhở anh, nếu anh không để tâm, chắc hẳn không phải chỉ là một chữ phiền mà là nghiêm khắc phê bình. Cho nên, một chữ phiền rất đáng để chú ý. Tôi biết, việc này dính đến quân đội nên hơi phiền phức. Đặc biệt là dính đến đồng chí Trịnh Thiên Đào của quân khu Bắc Kinh thì càng phiền phức hơn. Tuy nhiên, lãnh đạo, chúng ta là vì an toàn quốc gia. Dù việc có khó giải quyết đi chăng nữa thì vẫn phải xử lý đúng không nào? Trương Hùng giải thích. Cậu định thế nào? Đỗ Nguyệt Bằng mở mắt, nhìn chằm chằm Trương Hùng. Tôi nghĩ, nên thẩm vấn thử xem đồng chí Trịnh Thiên Đào có liên quan đến việc này không? Nếu không thì tốt, còn nếu có thì miễn bàn. Trương Hùng nói. Tuyệt đối không được. Không ngờ Thứ trưởng Đỗ kiên quyết bác bỏ đề nghị của Trương Hùng. Sắc mặt lão trở nên nghiêm túc liếc mắt nhìn Trương Hùng nói. Trương Hùng, tôi đã nhìn cậu trưởng thành đấy. Tôi không muốn trước khi tôi về hưu lại xảy ra chuyện lớn gì. Hơn nữa, tôi thì không sao, dù sao cũng chỉ là một lão già sắp về hưu. Chỉ cần đứng vững đến cuối cùng là được rồi. Tôi lo là lo cho cậu, nếu mà ngã rồi muốn leo lên lại khó lắm. Cậu hiểu ý tôi không? Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm đề bạt. Trương Hùng vẫn ghi nhớ trong lòng. Tôi cũng cân nhắc độ nặng nhẹ của việc này.
biết việc này vô cùng quan trọng và nghiêm túc. Tuy nhiên, nếu không xử lý, chỉ sợ không biết phải giải thích với bên Sở Khoa học Quân sự Hồng Diệp Bảo thế nào. Dù sao, việc này dính đến bí mật quốc gia. Bí mật quốc gia là chuyện không hề nhỏ. Lãnh đạo luôn nhắc nhở tôi phải thận trọng với từng sự kiện. Trương Hùng tôi trước nay vẫn coi đây là giáo điều. Hơn nữa, việc này nếu không xử lý, đến lúc quan trọng, người ta đem việc này ta nói Trương Hùng tôi không làm tròn trách nhiệm, ảnh hưởng đến đại sự quốc gia gì đó thì cũng phiền phức. Trương Hùng phân tích, đương nhiên là muốn tranh thủ sự cho phép của lãnh đạo rồi. Ha ha, Sở Khoa học Quân sự, cậu định dùng trò đó để che mắt lão già này sao? Không thể ngờ Thứ trưởng Đỗ luôn nghiêm túc lại thản nhiên mỉm cười, cặp mắt như có phép thuật, có thể đọc thấu tâm tư Trương Hùng. Thằng nhãi này bị Thứ trưởng Đỗ nhìn chăm chú thì trong lòng có chút sợ hãi, ánh mắt không khỏi chênh lệch chút ít. Thấy chưa, không làm việc trái lương tâm thì không sợ quỷ kêu cửa. Cậu ấy à, có chút tâm tư nào cũng bày cả lên mặt. Trương Hùng à, trình độ của cậu còn có chút thiếu sót. Có một số việc, nếu muốn làm thì phải xuống tay độc một chút. Làm ra bằng chứng thép, cậu nói Sở Khoa học Quân sự Hồng Diệp Bảo mất bản vẽ 204, vậy mời đưa ra hình mẫu hoặc thuyết minh bản vẽ. Chuyện này cậu làm quá mơ hồ, người hữu tâm nếu nắm được điểm này, đầu tiên không cần nói có bản vẽ hay không, mà là độ tinh tế khi làm việc của cậu bị thiếu. Nếu bản vẽ bị mất một nửa, vậy phải đưa ra nửa còn lại. Đương nhiên, cái này do các đồng chí Sở Khoa học Quân sự Hồng Diệp Bảo đem đến, chúng ta chỉ kiểm tra lại một chút thôi. Cũng không có quyền biết được nội dung bản vẽ. Tuy nhiên, nội dung khái quát của bản vẽ thì phải cho chúng ta biết. Bằng không, chúng ta dựa vào yêu cầu gì để tìm bản vẽ? Thứ trưởng Đỗ nói vài câu, Trương Hùng lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, chán suýt chút nữa là toát mồ hôi. Cậu ta hiểu, lãnh đạo đang cảnh cáo mình ra tay quá mềm yếu. Vốn muốn chỉnh Trịnh Thiên Đào, vậy thì phải chỉnh cho đến cùng. Không thể nửa chỉnh nửa không được, cuối cùng làm không nên hồn sẽ khiến chính mình gặp hạn. Trương Hùng lại một lần nữa hiểu được nghệ thuật làm việc và tác phong làm việc của các lãnh đạo. Lãnh đạo, tôi sai rồi. Trương Hùng cúi thấp đầu. Vị sở trưởng Diệp kia tìm người nói giúp đúng không? Quái, một sở trưởng Sở Khoa học Quân sự. Dựa vào cái gì mà đấu với tai to mặt lớn trong giới quân đội như Trịnh Thiên Đào, vậy khác nào tự đi tìm chỗ chết. Đỗ Nguyệt Bằng lẩm bẩm, vừa nói vừa dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Lão liếc mắt nhìn Trương Hùng một cái. Là ai thay hắn ra tay tôi không hỏi nữa, nhưng, cậu cảm thấy làm như vậy có đáng giá hay không? Vấn đề này cậu suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi, thận trọng, thật thận trọng. Thứ trưởng Đỗ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Làm Trương Hùng cảm thấy có một cỗ áp lực vô hình. Kỳ thực, chỉ là muốn chỉnh Trịnh Thiên Đào một chút, sở trưởng Diệp không có ý làm lão kia ngã. Dù sao, có một số việc, chỉ cần tỏ ý là được rồi. Sở trưởng Diệp làm chuyện này chủ yếu là vì việc khác. Cho nên, xuất phát từ đại cục, sở trưởng Diệp không muốn vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Về việc lãnh đạo hỏi tôi có đáng hay không, tôi muốn nói là, tôi cho là đáng. Không nói dối gì lãnh đạo, sở trưởng Diệp là đại ca của tôi. Tôi muốn giúp anh ấy, chứ không phải anh ấy mời người ra mặt nói gì tôi. Chỉ là tôi nể mặt anh ấy. Đương nhiên, đám Ninh Đại Thắng quả thực cũng quá mức một chút. Để họ nếm chút khổ sở cũng không sao. Có vài đồng chí, không gõ họ họ lại nghĩ trên thế giới này chẳng ai trị được họ. Trương Hùng nói, dù sao Đỗ Nguyệt Bằng cũng là bề trên đáng tin cậy duy nhất của anh ta ở Bộ An ninh Quốc gia. Nếu tiện thì kể lại mọi việc đi, không tiện thì thôi. Đỗ Nguyệt Bằng cũng có hứng thú. Trương Hùng không suy nghĩ, kể lại mọi việc của Tuyết Hồng, rồi nói tiếp. Lãnh đạo, anh em nhà Trịnh gia có phải quá đáng không? Tuyết Hồng hoàn toàn là tự vệ, điều này đã được Cục Phó Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an Vương Triều ký tên xác nhận rồi. Tôi nghĩ, nếu là người thường, chuyện này có thể cho qua. Nhưng, nếu là em của đại ca... Tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy bị khi dễ. Làm người, dù sao cũng phải có ranh giới. Lãnh đạo, ông cũng biết mà. Đối với anh em Trịnh gia chúng ta có cách gì để gõ được họ chứ? Dựa vào cấp bậc, chúng tôi không bằng hắn. Luận thủ đoạn, chúng tôi không được thâm hiểm bằng họ. Người ta phái cả thủ hạ đến canh cửa bắt người, chẳng lẽ phải đợi để họ bắt người đi sao? Trên đời này, dù sao cũng phải có một nơi để nói lý lẽ chứ.
Bọn họ làm vậy cũng hơi quá đáng, nhưng cậu phải suy nghĩ đã. Cái tên Diệp Phàm kia có đáng để cậu mạo hiểm vậy không? Đỗ Nguyệt Bằng cũng thầm khen ngợi tình anh em của Trương Hùng. Tuyệt đối đáng. Trương Hùng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu thừa nhận, rồi lại nói. Lãnh đạo, ông không quen đại ca tôi. Nếu ông quen anh ấy, chắc chắn ông sẽ thấy tôi nói không hề giả dối. Có lẽ cậu đúng, tuy nhiên, chắc hẳn đại ca Diệp Phàm kia của cậu cũng không đơn giản đúng không? Người ta công tác ở chính phủ, trẻ vậy đã là bí thư thành ủy thành phố Đồng Lĩnh rồi. Còn kiêm chức sở trưởng sở nghiên cứu khoa học Hồng Diệp bảo. Hắn quân đội chính phủ đều ôm đồm. Kỳ thực, dựa vào năng lực đó, hắn hoàn toàn có thể đem chuyện này báo lên cấp trên có liên quan là bộ phòng ngự. Bộ phòng ngự là bộ phận còn mạnh hơn cả quân đội. Cứ để lãnh đạo có liên quan của bộ phòng ngự ra mặt chỉnh Trịnh Thiên Đào là được rồi. Đỗ Nguyệt Bằng nói, đột nhiên rơi vào trầm tư. Không lâu sau, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Trương Hùng. Không đúng, vừa rồi cậu nói, lãnh đạo trực tiếp của ả sở khoa học quân sự là đồng chí Cung Khai Hà đúng không? Đúng vậy. Trương Hùng nói, trong lòng tự nhủ lão lãnh đạo này hai mắt thật sắc bén đoán chừng là nhìn ra manh mối gì rồi. Cũng tốt. Không chừng sẽ có cơ hội chuyển biến. Ha ha, khó trách. Đỗ Nguyệt Bằng nói một câu chẳng hiểu ra sao, tuy nhiên, Trương Hùng có cảm giác. Là một lãnh đạo của Bộ An ninh Quốc gia, bí mật về Cung Khai Hà chắc là Đỗ Nguyệt Bằng cũng bia. Chắc hẳn, từ Sở Khoa học Quân sự Hồng Diệp bảo, Đỗ Nguyệt Bằng có thể liên tưởng được Sở trưởng Diệp Phàm có thân phận trong tổ đặc nhiệm A. Bộp, tiếng vỗ bàn vang lên, Trương Hùng hoảng sợ, ngẩng đầu lên nhìn, Đỗ Nguyệt Bằng vẻ mặt nghiêm túc nói. Cậu lập tức liên hệ với quân khu Bắc Kinh, việc này đích thân cậu đi làm. Đem chuyện này đối chiếu, thẩm tra đồng chí Trịnh Thiên Đào một chút. Và, lúc nào cũng báo cáo tình hình có liên can lên trên. Nếu thực sự có dính dáng đến ai, bất kể là dính đến người nào, chúng ta đều quản. Phản thiên à, ngay cả Sở Khoa học Quân sự cũng dám đập. Vâng. Trương Hùng chào theo nghi thức quân đội, cầm văn bản có chữ ký của Thứ trưởng Đỗ bước ra ngoài. Thứ trưởng Đỗ chắc chắn đã nhìn thấy điểm mấu chốt rồi, sở dĩ, thái độ của Đỗ Nguyệt Bằng thay đổi, đó là vì năng lượng của đồng chí Cung Khai Hà. Dĩ nhiên, cán cân sẽ nghiêng về bên sở trưởng Diệp rồi. Cái này, đừng nói là thứ trưởng Đỗ chính nghĩa, vì Tuyết Hồng mới ra mặt gì đó. Cái đó, căn bản chẳng liên quan gì, điều khiến thứ trưởng Đỗ hạ quyết tâm chính là vì những liên tưởng của ông. Trương Hùng không thể nào hiểu được, anh ta vừa bước ra khỏi cửa. Phía sau cửa thứ trưởng Đỗ đã nhấc máy lên bấm số mật đỏ, cười nói. Lão Cung, đám thanh niên trưởng thành cả rồi, chúng ta không phải đều sắp lui rồi sao, ha ha ha. Xem ông vui chưa kìa, không phải tôi nói với ông rồi à, đứa nhỏ Trương Hùng này không tệ. Mấy năm nay, không phải ông luôn nhắc nhở nó à? Bây giờ có phải đã quyết định truyền vị trí lại cho nó không? Cung Khai Hà cũng vui cười hớn hở nói. Chương 2266, hạ thủ Trịnh Thiên Đào. Quyết định. Thứ trưởng Đỗ lập tức bày tỏ thái độ, hơn nữa, thái độ kiên quyết chưa từng có. Quái, có chuyện gì khiến ông quyết định nhanh vậy? Tôi nhớ khoảng thời gian trước ông còn do dự chuyện này, ông nói Trương Hùng còn quá trẻ. Kinh nghiệm công tác còn thiếu sót một chút, trước khi ông về hưu muốn đỡ nó cũng hơi khó khăn. Còn bày ra cả đống lý lo lằng nhằng nữa mà. Cung Khai Hà có chút nghi ngờ hỏi. Sở trưởng Sở Khoa học Quân sự Hồng Diệp bảo Diệp Phàm. Đỗ Nguyệt Bằng cười nói. Một sở trưởng Sở Khoa học Quân sự với chuyện người nối nghiệp của ông có liên quan gì đến nhau? Cung Khai Hà hỏi, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ lão Đỗ cũng biết thân phận của Diệp Phàm rồi? Hẳn là không có khả năng. Lão Đỗ tuy nói là đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A, được xếp vào làm việc trong chiến tuyến Bộ An ninh Quốc gia. Nhưng chuyện Diệp Phàm lão không hề biết, Diệp Phàm là một bí mật, ngay trong tổ đặc nhiệm A cũng chỉ vài người biết. Ha ha, lão Cung, ông đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo tôi. Sở Khoa học Quân sự Hồng Diệp bảo là cấp dưới của Bộ Phòng ngự, hơn nữa, do ông quản lý trực tiếp. Cái này, không thể không khiến người ta liên tưởng. Hơn nữa, lão Cung, tôi sắp về hưu rồi. Chẳng lẽ ông còn không tin một đội viên cũ, một đội viên lão làng của Bộ An ninh Quốc gia? Một thành viên của tổ đặc nhiệm A như tôi sao? Thứ trưởng Đỗ cười nói. Ha ha, liên tưởng của ông sai cả rồi. Cung Khai Hà cười nói. Không thể nào lão Cung, tôi vẫn tin tưởng cảm giác của mình.
tôi ở chiến tuyến Bộ An ninh Quốc gia mấy chục năm rồi. Chắc hẳn, giờ gần về hưu rồi mà ngay cả lãnh đạo trong bộ cũng chẳng biết được thân phận thật của tôi. Bí mật này muốn che giấu vài ngày không khó, che giấu vài chục năm không dễ đâu. Thứ trưởng Đỗ thở dài cười nói. Tuy nhiên, tôi cũng hơi thất thố, lão cung, ông phê bình tôi đi. Trước mặt ông, tôi thực sự hơi thất thố. Việc này, tôi không nên hỏi. Ý thứ trưởng Đỗ là cái không nên hỏi thì không thể hỏi. Lão Đỗ, ông cực khổ rồi, tôi đại diện tổ đặc nhiệm A cảm ơn ông vì đã vì an toàn quốc gia mà làm việc thầm lặng tại chiến tuyến Bộ An ninh Quốc gia. Tuy nhiên, suy nghĩ của ông cũng hơi lệch một chút. Nói thật với ông, Diệp Phàm cũng không phải thành viên tổ đặc nhiệm A. Nhưng, quả thực người này cũng có chút bản lĩnh. Trong lúc vô tình cậu ta quen được một đạo sĩ, người này có thể phối chế một ít thuốc có lợi cho việc đột phá cảnh giới. Điểm này đối với tổ đặc nhiệm A chúng ta mà nói rất quan trọng. Cảnh giới quốc thuật là chỉ tiêu khảo hạch lớn nhất của tổ đặc nhiệm A. Cho nên, chúng ta đã giao dịch với cậu ấy. Cậu ấy đưa thuốc cho chúng ta để chúng ta có thêm nhiều đội viên. Loại hợp tác này tôi thấy có lợi cho tổ đặc nhiệm A và quốc gia. Cho nên, chúng ta đã ký hợp đồng hợp tác dài hạn. Tuy nhiên, dù sao cũng phải tìm cái cớ gì để che đậy đúng không nào. Cuối cùng, bèn dựng lên một sở nghiên cứu. Kỳ thực, nói là sở nghiên cứu thuốc cũng đúng mà. Cung Khai Hà nghiêm túc nói. Kỳ thật trong lòng lão có chút hổ thẹn. Trong lòng thầm xin lỗi ông bạn già, việc này dính líu quá lớn. Thân phận của Diệp Phàm tuyệt đối không thể để lộ, ông vẫn chưa đạt đến mức có thể biết được thân phận của hắn. Bản lĩnh của tiểu tử đó thế nào? Đỗ Nguyệt Bằng cười nói. Cũng không tệ, chúng ta luôn dụ dỗ cậu ấy gia nhập đội. Tuy nhiên, tính tình hắn gàn dở lắm, chẳng chịu ra nhận, mà, nếu dùng biện pháp mạnh thì lại sợ phản tác dụng. Vì, ý thằng nhóc này là muốn phát triển bên khối quan trường. Mỗi người đều có chí hướng của riêng mình, cái này, cứ tạm thời để thế đã. Tuy nhiên, cho hắn làm một sở trưởng của Sở Khoa học Quân sự, đơn giản là muốn nắm được hắn trước. Bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc được. Cung Khai Hà nửa giả nửa thật nói. Tiểu tử này không tệ, ngay cả Trương Hùng cũng gọi hắn là đại ca. Chắc hẳn bản lĩnh của hắn cao hơn Trương Hùng một chút. Đội viên chúng ta, đều là phần tử tốt, cả đám ai nây cũng thờ phụng đạo lý nắm đấm mạnh thì sẽ làm đại ca mà. Chẳng có thứ gì để thu phục, Trương Hùng sẽ không thể khâm phục Diệp Phàm như vậy. Tuy nhiên, lần này chắc ông phải đi chùi đít cho chúng rồi đây. Đỗ Nguyệt Bằng nói bằng giọng vui vẻ vì người khác gặp họa. Đương nhiên, cách nói không phải thực sự đắc chí. Có ý gì vậy lão Đỗ, tôi không hiểu ý ông. Chẳng lẽ hai đứa nó lại đi gây chuyện? Cung Khai Hà thực sự không biết chuyện của Tuyết Hồng. Vì thế, Đỗ Nguyệt Bằng kể lại việc này, còn nói thêm. Ông cứ trực tiếp lấy thân phận cố vấn, ủy viên quân ủy ra chỉnh Chính Thiên Đào. Thực sự cho rằng ở thủ đô này chẳng còn ai à. Chỉ vì chút ân oán cá nhân mà dám đem vào việc chung. Việc này là rất không nên, cũng tránh hai cậu thanh niên kia gây sức ép cuối cùng làm hại chính mình khiến ông càng thêm phiền lòng đấy. Lão Đỗ, ông lại quên thân phận của tôi rồi. Cung Khai Hà mỉm cười nói. Cũng đúng, ông không nhắc tôi cũng quên mất, ông đi nói quả không thích hợp lắm, bằng không, mấy lão trong quân ủy lại nói này nói nọ. Chắc chắn sẽ nói ông duỗi tay dài quá, quản tổ đặc nhiệm A chưa đủ, còn quản cả cán bộ cấp tướng trong quân đội, có phải ngay cả quân ủy cũng muốn khống chế gì đó. Chắc hẳn, cuối cùng chuyện này sẽ càng lúc càng lớn. Đỗ Nguyệt Bằng cười nói. Ha ha, ông hiểu tôi đấy lão Đỗ. Ông nói không sai, chuyện này, cứ để cho bọn nhóc đi gây sức ép đi. Tôi nghĩ, Chính Thiên Đào có thể ngồi đến vị trí hôm nay thì lão cũng là kẻ sáng suốt. Trương Hùng xuất mã, chắc hẳn lão sẽ cảm nhận được gì đó. An ninh quốc gia tuy nói không quản được quân đội, nhưng, đụng vào các ông thì cũng phiền phức. Chỉ cần Chính Thiên Đào thu tay lại, việc này, coi như được giải quyết. Huống chi, việc này, nếu quả thật gặp phải chuyện gì, chắc hẳn, hai anh em Trịnh gia sẽ ăn cho hết đấy. Cung Khai Hà không ngờ cũng có một tia vui vẻ vì người khác gặp họa. Ồ, quái lạ. Có phải cô bé Tuyết Hồng kia cũng có chút gốc gác không? Thứ trưởng Đỗ thích thú. Chuyện này ông cũng biết, Tuyết Hồng có người anh trai tên Thiên Thông. Công tác tại phòng cảnh vệ bên chỗ chủ tịch đường. Tuy nhiên, thằng nhãi này mặc kệ mọi chuyện, lẳng hết qua cho Diệp Phàm. Đúng là làm khó cho tiểu tử này quá.
Cung Khai Hà cười nói. Hóa ta là hắn. Đỗ Nguyệt Bằng lập tức lạnh người, thân phận Thiên Thông lão đúng là có biết. Vì lúc trước tình cờ nên biết được, Thứ trưởng Đỗ cười khổ nói. Anh em Trịnh gia đúng là biết tìm người, tìm tới tìm lui không ngờ tìm được một đối thủ mạnh như vậy. Nếu Thiên Thông mà ra tay với hai anh em Trịnh gia, chắc hẳn ngay chính những lão già trong quân ủy cũng chẳng dám vì Trịnh Thiên Đào mà nói giúp nửa câu. Thân phận Thiên Thông có lẽ vào người trong quân ủy biết được. Ha ha, không phải nói với ông rồi sao, cho nên, việc này, chúng ta không cần phải nhúng tay. Cứ để bọn nhóc đó gây sức ép cũng tốt, cái này, cũng là một cách trải nghiệm cuộc sống. Trương Hùng ngay cả một thiếu tướng cũng không dàn xếp được, sao đủ tư cách kế tục ông chứ? Cung Khai Hà nói, giọng rất nghiêm túc rất chân thành. Nói đúng, Đỗ Nguyệt Bằng nói. Gác máy xuống, Đỗ Nguyệt Bằng nói thầm, lão cung, ngay cả tôi cũng dám chơi à. Diệp Phàm kia, quả thực đáng ngờ. Cùng thời khắc đó, Cung Khai Hà thầm nói, lão Đỗ, xin lỗi, ngay cả ông mà tôi cũng chơi, không còn cách nào khác, tôi chỉ thay quốc gia chơi ông thôi. 3 giờ chiều, đã xảy ra một chuyện khiến Phó Tư lệnh quân khu Bắc Kinh Trịnh Thiên Đào cảm thấy khó quên. Khi ông cùng với vài sĩ quan đang ngồi trong phòng khách nhỏ ngoài phòng làm việc. Lúc này, chính ủy quân khu Khang Chính Đức tới. Y ra hiệu có chuyện tìm Trịnh Thiên Đào. Bởi vậy, Trịnh Thiên Đào sắp xếp các vị khách khứa. Đợi các sĩ quan đi xong, Khang Chính Đức vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào một người đàn ông trung niên mặc đồ đen ngồi cạnh nói. Đồng chí Thiên Đào, vị này là Cục trưởng Trương Hùng của Bộ An ninh Quốc gia. Anh ấy nói có chuyện cần tìm anh. Trịnh Thiên Đào vừa nghe sắc mặt lập tức có chút âm trầm. Tuy nhiên, lão vẫn trấn tĩnh, đưa tay ra, miệng nói. Cục trưởng Trương, hay là vào trong phòng làm việc nói chuyện. Đúng, đúng, các anh vào văn phòng nói chuyện đi, tôi ngồi ngoài này uống ngụm trà. Khang Chính Đức cũng nói. Không cần, tôi thấy ngồi ở phòng khách cũng được, vừa hay có chính ủy Khang ở đây, chúng ta chỉ cần thẩm tra đối chiếu một việc thôi, kính xin tư lệnh Trịnh lượng giải một chút, ngoài ra, cũng chẳng có gì khác. Trương Hùng nói chuyện thoải mái, tuy nhiên, Trịnh Thiên Đào trong lòng sớm chửi má nó rồi. Biết thằng này đến đây là để làm mất mặt mình. Từ cái thở dài của Trương Khiếu Vân, Trịnh Thiên Đào đã cảm giác được chuyện này. Câu này nói thì dễ nghe đó, thẩm tra đối chiếu, cái thẩm tra đối chiếu chính là có chuyện không may. Rồi còn giữ chính ủy Khang lại làm nhân chứng để sỉ nhục mình nữa. Chỉ sợ không ổn, tôi ở đây không tiện. Chính ủy Khang cố tình đùn đẩy, Trịnh Thiên Đào biết là lão già này lùi một bước tiến ba bước. Lão này toàn mong mình gặp xui xẻo, làm gì có hảo tâm không dính vào việc này chứ. Vì, Khang Chính Đức trên thực tế chỉ là phó chính ủy ban chính trị quân khu Bắc Kinh, quân hàm cũng thiếu tướng như Trịnh Thiên Đào. Hơn nữa, không lâu sau sẽ có cuộc đề bạt, có thể được thăng lên trung tướng. Cho nên, hai người này trên thực tế là đối thủ ngầm. Lúc này, nếu Trịnh Thiên Đào gặp chuyện không may, vậy thì đồng nghĩa Khang Chính Đức bớt đi một đối thủ mạnh. Khang Chính Đức không vui mới là lạ. Chẳng có gì không tiện cả. Chỉ là thẩm tra đối chiếu chút chuyện nho nhỏ thôi. Việc này sau khi thẩm tra đối chiếu còn phải thông báo cho lãnh đạo của quân khu Bắc Kinh. Có chính ủy Khang ở đây thì thông báo cũng dễ dàng hơn. Trương Hùng vẻ mặt nghiêm túc, Khang Chính Đức không lôi thôi nữa, đặt mông ngồi xuống. Đóng cửa lại. Trương Hùng dường như suy nghĩ cho Trịnh Thiên Đào, ra hiệu cho một nhân viên. Nhân viên công tác của Bộ An ninh Quốc gia đến, lập tức đóng cửa tiếp khách. Đồng chí Trịnh Thiên Đào, vào hôm nguyên đán, anh có phái Thượng tá Đinh Đại Thắng cùng với một đám quân nhân của Ban quân vụ quân khu Bắc Kinh đến khoa học quân sự Hồng Diệp Bảo chấp hành nhiệm vụ không? Trương Hùng vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Bên này, thủ hạ Trương Hùng sớm đã lấy giấy bút ghi chép. Còn một thư ký đi theo chính ủy Khang cũng bắt đầu ghi chép. Khang Chính Đức vẻ mặt nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng. Chương 2267, hỏi ý Triệu Quát. Trịnh Thiên Đào liếc mắt nhìn hai nhân viên ghi chép, khóe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái. Xem điệu bộ này, làm sao có thể gọi là thẩm tra đối chiếu cái gì, căn bản giống như đang hỏi cung, ngay cả nhân viên ghi chép cũng trang bị đầy đủ cả. Sở khoa học quân sự Hồng Diệp bảo, cái này có nghĩa là gì? Trịnh Thiên Đào vẫn tương đối đanh đá chua ngoa, lập tức giả bộ kinh ngạc hỏi. Anh không biết Hồng Diệp bảo là một sở nghiên cứu khoa học quân sự bí mật trực thuộc Bộ Phòng ngự sao? Trương Hùng biết lão này giả bộ, cho nên cố ý nhấn mạnh hỏi.
thấy khó trốn tránh được, Trịnh Thiên Đào đành phải gật đầu nói. Tôi có bảo đồng chí Đinh Đại Thắng đem theo vài binh lính đến Hồng Diệp Bảo xem thử. Tuy nhiên, lúc ấy tôi cũng không biết Hồng Diệp Bảo là sở khoa học quân sự bí mật thuộc Bộ Phòng ngự. Chắc hẳn là do bí mật, nên Đinh Đại Thắng, thuộc hạ của tôi cũng không biết điều này. Hơn nữa, trước đó, chúng tôi cũng không cách nào điều tra được tình hình liên quan đến Hồng Diệp Bảo. Cho nên, mới xảy ra hiện trạng này. Điều này, có lẽ là anh sai rồi. Sau khi Đinh Đại Thắng đến hiện trường chắc chắn đã biết Hồng Diệp Bảo là sở khoa học quân sự bí mật thuộc Bộ Phòng ngự. Trương Hùng phủ nhận cách nói của Trịnh Thiên Đào. Đây thật là kỳ quái, nếu là sở khoa học quân sự, sao Đinh Đại Thắng có thể biết được? Huống hồ, Hồng Diệp Bảo là sở khoa học quân sự bí mật thuộc Bộ Phòng ngự, dù sao cũng không thuộc phạm vi quản hạt của quân khu Bắc Kinh chúng tôi. Chúng tôi không phải ngành quốc an, cũng không thể nào tra được chuyện này đúng không nào? Giọng điệu Trịnh Thiên Đào bắt đầu trở nên sắc bén. Lão muốn dùng khí thế để ép Trương Hùng, để rồi sau đó còn phản kích. Hơn nữa, thằng nhãi này đang muốn hái mình. Nhất định phải cắn chặt lấy việc không biết tình hình sở khoa học quân sự này để phản kích Trương Hùng. Cứ vậy, tội danh đến nhà dân lục soát vẫn nhẹ hơn nhiều. Chỉ cần không dính đến an toàn quốc gia, Trịnh Thiên Đào tin dù Trương Hùng muốn dựng chuyện cũng không thể tạo nổi sóng gió. Ha ha! Điều này tư lệnh Trịnh sai lầm rồi. Tuy nói Hồng Diệp Bảo là sở khoa học quân sự bí mật, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn bí mật. Chỉ có điều là không công khai thôi, còn trước cổng Hồng Diệp Bảo vẫn có treo biển sở khoa học quân sự đấy chứ. Trên đó viết rõ ràng là Hồng Diệp Bảo sở khoa học quân sự trực thuộc Bộ Phòng ngự quốc gia. Huống chi, sau khi điều tra không phải hôm Tết Nguyên đán Đinh Đại Thắng đã đưa binh lính tới mà hôm 30 tháng 12 họ đã đến rồi. Nhưng bởi vì cảnh sát vũ trang trực ngoài cổng sở khoa học quân sự không cho vào. Đồng chí Đinh Đại Thắng còn tiến vào Hồng Diệp Bảo nói chuyện với đồng chí Lý Thành của sở khoa học quân sự. Từ đó có thể thấy, Đinh Đại Thắng chắc chắn biết được thân phận sở khoa học quân sự của Hồng Diệp Bảo mà vẫn mạo hiểm tiến vào. Trương Hùng cười cười nói. Cục trưởng Trương, tôi muốn nhắc nhở anh, những gì anh điều tra được không đúng sự thực. Trịnh Thiên Đào dường như đã nắm được nhược điểm của Trương Hùng. Lập tức phản kích. Ồ, kính xin tư lệnh Trịnh chỉ rõ một chút, có chỗ nào Trương Mỗ đây đã hồ đồ? Trương Hùng điềm tĩnh hỏi. Rất xin lỗi, ngày 30 tháng 12 không phải tôi phái Đinh Đại Thắng đi, mà là thiếu tá Lâm Võ của bộ phận quân vụ, cục trưởng Trương, các anh điều tra thế nào mà mơ hồ cả thể này? Trịnh Thiên Đào phê bình Trương Hùng. Là thiếu tá Lâm Võ sao? Trương Hùng quay đầu hỏi thanh niên mặc đồ đen ngồi bên cạnh. Đúng, là thiếu tá Lâm Võ can thiệp trước. Hôm sau, Tết Nguyên đán mới đổi thành thượng tá Đinh Đại Thắng. Theo điều tra vì ngày đầu tiên can thiệp không có kết quả. Cho nên, hôm sau cấp bậc chức vị của sĩ quan đã tăng lên. Chứng tỏ tư lệnh Trịnh Thiên Đào tăng cường độ chú trọng đến việc này. Hơn nữa do cũng biết được sở khoa học quân sự Hồng Diệp Bảo không phải nơi dễ ào, dĩ nhiên, phải nâng cấp bậc quan quân để tiến vào rồi. Thanh niên áo đen giải thích. Trịnh Thiên Đào vừa nghe, cảm giác như bị rơi vào bẫy. Lúc nãy còn muốn phủ nhận mình không biết Hồng Diệp Bảo là sở khoa học quân sự, giờ coi như những lời đó là lời nói dối rồi. Lúc này, lão Trịnh hối hận đến mức muốn tự tát mặt mình một cái. Xin lỗi tư lệnh Trịnh, vừa nãy tôi nhầm lẫn giữa hai người. Là Lâm Võ và Đinh Đại Thắng, tôi xin lỗi anh nhé. Tuy nhiên, như Trần Tùng đã nói, ngày hôm sau chức vị sĩ quan phái đến Hồng Diệp Bảo đã tăng lên. Không biết có thể giải thích là vì tư lệnh Trịnh tăng độ chú ý không? Hơn nữa, có phải là vì đã biết được thân phận sở khoa học quân sự của Hồng Diệp Bảo không? Trương Hùng dựa vào đó để bước xuống. Nhầm cái đầu mày, việc này mày đường đường là cục trưởng mà nhận được sao? Căn bản chính là tạo bẫy đẩy ông đây vào trong. Trịnh Thiên Đào trong lòng thầm mắng, miệng nói. Việc này không giống như cục trưởng Trương tưởng tượng. Lúc đó Lâm Võ trở về báo với tôi Hồng Diệp Bảo có người gác cửa. Tôi tưởng đó là nhà giàu nào đó mời vệ sĩ, cái này cũng bình thường mà đúng không? Ở thủ đô có vài nhà giàu đều có mời cao thủ làm vệ sĩ mà. Còn chuyện hôm sau đổi thành thượng tá Đinh Đại Thắng là do thiếu tá Lâm Võ lúc đó xin nghỉ phép. Cho nên mới đổi người đấy. Còn chuyện tăng mức độ chú ý, nâng cao cấp bậc của sĩ quan đến can thiệp, cái này chỉ do các anh đoán vậy thôi. Huống chi. Không có chứng cứ điều tra thì dù là quân nhân chúng tôi cũng không thể làm bừa đúng không nào.
là quân nhân thì càng phải tuân thủ luật pháp. Có đúng hay không chỉ cần gọi thiếu tá Lâm Võ đến đây là biết ngay. Hôm nay chúng tôi tới đây chủ yếu là thẩm tra đối chiếu chứng thực một chút. Cho nên, không biết có thể gọi thiếu tá Lâm Võ đến đây thẩm tra đối chiếu một chút được không? Chúng tôi đang phá án vì an toàn quốc gia, vô cùng quan trọng. Trương Hùng vẻ mặt đứng đắn nói. Tôi không phải đã nói sao, thiếu tá Lâm Võ xin nghỉ phép về quê rồi. Chắc hơn 10 ngày nữa mới về. Trịnh Thiên Đào nhíu mày nói. Được rồi, thiếu tá Lâm Võ đặt sang một bên. Trương Hùng nói, liếc mắt nhìn Trịnh Thiên Đào, nói tiếp. Nếu tư lệnh Trịnh không biết Hồng Diệp bảo là sở khoa học quân sự, vậy sau khi Đinh Đại Thắng đến chắc hẳn đã biết. Dựa theo những gì đồng chí Đinh Đại Thắng nói anh ta bị cảnh sát vũ trang của Hồng Diệp bảo ngăn cản trong 2 giờ, tình hình này, anh ấy đã báo cáo với anh. Và cũng đề cập đến sở khoa học quân sự Hồng Diệp bảo. Điều này, tư lệnh Trịnh còn nhớ rõ chứ? Hay là thượng tá Đinh Đại Thắng đã nói dối? Anh ấy có báo cáo, chỉ có điều nói không rõ ràng. Có lẽ lúc đó tôi còn có vài việc khác, cho nên, ngôn từ có chút hồ đồ. Trịnh Thiên Đào thoái thác chuyện này, tuyệt đối không thể thừa nhận biết nơi đó là sở khoa học quân sự được. Cái đó sẽ thành biết luật mà còn phạm luật, dù là Trịnh Thiên Đào cũng không thoát khỏi liên quan. Hơn nữa, người này cảm thấy hình như Trương Hùng muốn lấy sở khoa học quân sự để chỉnh mình. Cho nên, tuyệt đối không thể trúng bẫy lần nữa. Ha ha, tôi không rõ. Nếu Hồng Diệp bảo chỉ là một nhà dân bình thường, tư lệnh Trịnh phái Đinh Đại Thắng đến làm gì? Hơn nữa, còn lục soát Hồng Diệp bảo. Và, lúc ấy ngay cả giấy khám nhà cũng không có. Trương Hùng thản nhiên cười cười, hỏi. Kể ra thì dài dòng lắm, Đinh Đại Thắng lúc ấy nhận được lời mời của Thái Cường bên cảnh sát hình sự của Cục Công an thành phố, nói là có một tội phạm cực đoan trốn trong Hồng Diệp bảo. Cục Công an thành phố hy vọng quân khu chúng tôi có thể phái người hiệp trợ họ thi hành nhiệm vụ bắt giữ. Huống chi, lúc ấy chuyện xảy ra trong quân khu Bắc Kinh chúng tôi cũng có 2 quân nhân bị đánh tàn phế, việc này không thể nào không can thiệp được, đã dính vào khối quân đội rồi. Cho nên, tôi bèn phái người hiệp trợ đội trưởng Thái hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nói chúng tôi không có lệnh khám xét nhưng bên đội trưởng Thái hẳn là có. Đinh Đại Thắng chỉ là hiệp trợ chấp hành nhiệm vụ. Chỉ cần phối hợp tốt với Cục Công an thành phố là được. Trịnh Thiên Đào hạ thấp chính mình. Điều này tư lệnh Trịnh sai rồi, theo chúng tôi điều tra thì lúc đó Sở trưởng Diệp Phàm đã tiết lộ Hồng Diệp bảo là Sở khoa học quân sự thuộc Bộ Phòng ngự. Khi đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Thái nghe thấy thì cảm thấy chuyện này khó giải quyết. Cho nên, tạm thời hủy bỏ quyết định lục soát Hồng Diệp bảo. Tuy nhiên, Đinh Đại Thắng khư khư cố chấp, không có lệnh lục soát vẫn cố ý cưỡng ép tiến hành lục soát. Và, không nghe lời khuyên can của Sở trưởng Diệp, rồi còn uy hiếp người khác nữa. Kết quả, Sở trưởng Diệp không còn cách nào khác. Đành trơ mắt đứng nhìn Đinh Đại Thắng đem lính lục soát khắp Hồng Diệp bảo. Tuy nhiên, Đinh Đại Thắng không lục được gì cả, bèn ép hỏi Sở trưởng Diệp. Lúc này, cấp dưới của Sở trưởng Diệp, Thiếu tá Điền Phi đến báo cáo, nói là mất bản vẽ tuyệt mật số 204. Cái này, vừa mới bị Đinh Đại Thắng lục soát. Sở khoa học quân sự người ta đã mất bản vẽ tuyệt mật, đám Đinh Đại Thắng bèn trở thành đối tượng khả nghi nhất rồi. Sở trưởng Diệp đã báo án lên Bộ An ninh Quốc gia. Còn đệ trình việc này lên lãnh đạo trực tiếp là đồng chí cố vấn Cung Khai Hà. Cho nên, vừa được báo án chúng tôi đã lập tức xuất phát. Đinh Đại Thắng rất khả nghi, nên chúng tôi đem về Bộ để thẩm vấn. Cho đến giờ, bọn họ nói năng lộn xộn, vụ án vẫn đang trong giai đoạn thẩm tra xử lý. Hôm nay tạm thời đến đây thẩm tra đối chiếu, đợi khi thiếu tá Lâm Võ về, mời anh ấy lập tức đến Bộ An ninh Quốc gia một chuyến để chúng tôi xác minh một chút. Chính Tủy Khang, hy vọng hôm nay anh đem nội dung cuộc xác minh này báo lên lãnh đạo quân khu một chút. Chúng tôi không quấy rầy nữa, ngại quá. Chúng tôi đi trước. Trương Hùng thấy Trịnh Thiên Đào cũng bị sỉ nhục rồi, nên bèn cáo từ bỏ đi. Hôm nay buông tha Trịnh Thiên Đào, mục đích chỉnh lão già này đã gần như đạt được. Tư lệnh Trịnh, cái này, tôi chỉ có thể báo lên tư lệnh Triệu việc điều tra của Cục trưởng Trương. Chính ủy Khang bộ dạng thông cảm và lực bất tòng tâm. Trịnh Thiên Đào thực sự muốn bay lên đạp cho lão này một đạp. Trong lòng tự nhủ mày đừng có mèo khóc chuột, bề ngoài thì bình tĩnh nói. Không sao, đây là công việc của anh, làm thế nào tốt thì làm đi, cái đó tôi hiểu. Mày hiểu cái rắm, chính ủy Khang khẽ gật đầu rồi bước đi.
nhìn bóng Trịnh Ủy Khang đi xa, nắm tay của Trịnh Thiên Đào phát ra tiếng răng rắc, miệng lẩm bẩm. Rốt cuộc là sao, chẳng lẽ thực sự do tên họ Diệp của Hồng Diệp Bảo dở trò? Xem ra, người này năng lượng thật đúng là không nhỏ, không ngờ dám đánh vào Trịnh gia chúng ta. Một bí thư địa phương, sao có thể hô mưa gọi gió trốn Bắc Kinh như vậy? Trương Hùng vừa đi, nửa tiếng sau, Trịnh Thiên Đào vẻ mặt nghiêm túc bước vào văn phòng tướng quân Triệu Quát. Chương 2268, cái ngu của anh chính là chiếu theo quy củ. Tướng quân Triệu Quát là phó tư lệnh thứ nhất của quân khu Bắc Kinh, phó chính ủy Khang đương nhiên là báo cáo tình hình an ninh quốc gia lên thẳng ông ta rồi. Trịnh Thiên Đào trong lòng cũng nghĩ đến chuyện gì, cho nên, sắc mặt tự nhiên có chút khó coi. Phó tư lệnh Triệu, anh cho tìm tôi. Trịnh Thiên Đào coi như là bình tĩnh, đi vào văn phòng lên tiếng chào hỏi Triệu Quát, tuy nói cả hai đều là phó tư lệnh. Nhưng, Triệu Quát người ta đã nhanh chóng thăng lên cấp bậc thượng tướng rồi, còn chính y thì hy vọng thăng một cấp từ thiếu tướng lên trung tướng mà cũng không chừng bởi vì sự can dự quấy nhiễu của Trương Hùng. Mắt nhìn một trăng khuyết hai sao trên quân hàm của Triệu Quát biến thành ba sao, Trịnh Thiên Đào đột nhiên thấy trong lòng kích động đến mức có thể vung quyền. Huống chi, thực lực Triệu gia làm sao Trịnh gia có khả năng bằng được. So sánh với Triệu gia, Trịnh gia chính là đang làm việc gân gà, việc làm vô bổ. Chắc rằng, nguyện vọng của Triệu gia hẳn là mong đẩy Triệu Quát lên để tái hiện ánh hào quang của Triệu Bảo Cương. Tuy nhiên, việc này cũng là tương đối khó khăn. Triệu Quát lên trước đã là chuyện ván đã đóng thuyền, sớm hay muộn sẽ xảy ra thôi. Hơn nữa, ngồi lên ngai vàng tư lệnh của quân khu lớn nào đó cũng là điều chắc chắn. Tuy nhiên, muốn tái hiện ánh hào quang của Triệu Bảo Cương khi đó thì khó khăn vẫn còn quá lớn. Tuy nhiên, Triệu gia còn có một tính toán nữa. Nếu Triệu Quát không thể đi lên thì liền đem toàn bộ tài nguyên gia tộc dồn lên người Triệu Sương Sơn, đương nhiệm ủy viên Trung ương Bộ Chính trị, ủy nhân vật số 1 tỉnh ủy Việt Đông. Nếu Triệu Sương Sơn có thể tiến thêm một bước, xoải bước tiến vào hàng ghế ở tầng cao nhất, thì hào quang của Triệu gia so với khi Triệu Bảo Cương tại vị lại còn ngoạn mục hơn. Tuy nhiên, cơ hội cho chuyện này so với đỡ Triệu Quát ngồi lên ghế phó chủ tịch ủy ban quân giới thì càng khó. Chỉ có điều, bất kể nhìn nhận thế nào thì thực lực Triệu gia đều là không thể khinh thường. Ít nhất, Triệu gia vẫn nằm trong hàng ngũ các gia tộc ở tầng thứ cao nhất Trung Quốc, là một trong những gia tộc có thực lực hàng đầu trong thể chế. Ngay cả Kiều gia đại viện so với bọn họ vẫn là kém một bậc. Ngồi đi Thiên Đào. Triệu Quát ra hiệu cho Trịnh Thiên Đào an vị trên chiếc ghế đối diện bàn làm việc. Trịnh Thiên Đào quan sát Triệu Quát nhưng từ trên mặt vẫn nhìn không ra bất luận xu hướng thái độ nào. Người ta vẻ mặt nghiêm túc mà bình tĩnh, Triệu Quát bình thường vẫn luôn như thế này. Dùng chén long tỉnh nhé. Triệu Quát giọng điệu hòa hoãn mà hỏi. Có, loại trà tín dương mao tiêm không, tôi thích uống loại này. Trịnh Thiên Đào hỏi. Vậy thì tín dương mao tiêm đi, tôi cũng dùng luôn một chén. Triệu Quát nói đoạn bảo anh lính cần vụ bên cạnh lập tức rót trà. Sau đó anh ta nhẹ nhàng lui ra phía ngoài khép cửa phòng làm việc lại. Hút điếu thuốc chứ? Triệu Quát chưa trực tiếp mở miệng mà trước tiên phân tán sự chú ý của Trịnh Thiên Đào, cho nên mới duỗi ngón tay nhẹ nhàng búng lên gói thuốc lá đặc biệt được cấp. Dùng của tôi vậy. Trịnh Thiên Đào móc từ trong túi quần ra hai điếu. Vậy được, hôm nay hút của anh vậy. Triệu Quát thuận tay nhận lấy rồi cầm cái bật lửa màu bạc, có khắc hình vĩ nhân trên bàn ra mồi lửa nghe tách một tiếng. Hai người bắt đầu hút lấy hút để, xong điếu này lại tiếp đến điếu kia. Cây thứ hai mới hút hết một nửa thì Triệu Quát nhẹ nhàng dập đi rồi liếc mắt nhìn Trịnh Thiên Đào một cái bảo. Gọi anh tới đây, chắc rằng anh cũng đoán được là vì việc gì rồi phải không? Hẳn là chính ủy Khang thông báo lên anh báo cáo điều tra có liên quan đến Bộ An ninh Quốc gia của Cục trưởng Trương Hùng. Trịnh Thiên Đào gật gật đầu đáp. Ừ. Triệu Quát lên tiếng, bảo. Thiên Đào à? Anh xem chuyện này thế nào đây? Cái này, vẫn chưa điều tra ra kết quả, tôi không dám võ đoán lung tung. Trịnh Thiên Đào cũng không biết thái độ của Triệu Quát đối với chuyện này, cho nên, vẫn áp dụng ngôn từ rất mơ hồ. Anh cứ theo tình hình thực tế mà nói là được. Việc này rất kỳ lạ, thậm chí, tôi hoài nghi, chuyện này chính là do chủ nhân Hồng Diệp Bảo biệt thự lá đỏ cũng chính là sở trưởng sở khoa học quân sự, người tên Diệp Phàm kia làm ra. Bằng không làm sao lại trùng hợp như vậy. Ninh Đại Thắng vừa mang người đi, vừa mới đi điều tra một chút, người ta liền đã đánh mất cái bản vẽ số 204 số gì đó. Và lại,
Bản vẽ này rốt cuộc là cái quái gì, bọn họ lại không có nói rõ cho chúng ta. Trời mới biết đó là cái bản vẽ gì. Hơn nữa, tôi tin tưởng vào nguyên tắc mang tính giai cấp của Đinh Đại Thắng, anh ta tuyệt đối không có khả năng là kẻ trộm lấy bản vẽ dính đến chuyện quốc gia cơ mật. Đinh Đại Thắng ở trong quân đội cũng đã gần 20 năm, từ một binh sĩ đến quân hàm thượng tá hiện tại cũng là từng bước đi lên. Tố chất chính trị đã vượt qua thử thách, năng lực cũng là rõ như ban ngày. Huống chi, anh ta còn là một đảng viên lão thành rồi. Có 15 năm tuổi đảng. Cho tới nay trong mọi công tác đều rất cần cù chăm chỉ. Nói anh ta lấy trộm bản vẽ, tôi dám dùng tư cách đảng viên và cả quân hàm thiếu tướng trên vai này ra bảo đảm, đó là điều tuyệt đối không thể. Huống chi việc này là hành động tập thể, lại không phải là riêng một người đi điều tra. Trịnh Thiên Đào bắt đầu oán thán. Việc này là có chút kỳ lạ cũng quá là trùng hợp đi. Nếu như nói Đinh Đại Thắng thực sự động tâm, theo lý mà nói cũng sẽ không lựa chọn lúc này để ra tay, như vậy cũng là quá lộ liễu. Tuy nhiên, khả năng không vì thế mà ít đi. Có lẽ anh ta cho là lúc này xuống tay mới không có khả năng bị phát hiện. Cho nên, hết thảy cũng đều có thể. Thiên Đào à, tôi hiểu được Đinh Đại Thắng là trợ thủ đắc lực của anh, nhưng cũng không thể vì thế mà khẳng định y không làm chuyện này. Có một số việc, lòng người khó đoán. Có người, mặt ngoài cười mê mẩn với anh đấy, trên thực tế sau lưng lại hoạt động mờ ám với anh. Đương nhiên, tôi nói thế cũng không phải khẳng định Đinh Đại Thắng đã làm ra chuyện này. Hơn nữa, tôi vẫn có khuynh hướng rất lớn đi theo quan điểm anh đã nói. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi. Sở trưởng Diệp sao lại làm như thế, mục đích của hắn là gì? Triệu Quát xông dài một hồi lâu rồi chợt hỏi vặn lại. Khiến cho Trịnh Thiên Đào thiếu chút nữa là vào trong, bởi vì, y không nhận ra thái độ của Triệu Quát đối với chuyện này ra sao. Điểm này rất là trọng yếu, nhìn không ra thái độ của lãnh đạo, làm cấp dưới cũng có chút lo sợ không yên rồi. Hơn nữa, việc này ngay cả bên an ninh quốc gia cũng đã ra tay, đã có tính nghiêm trọng nhất định. Làm không tốt thì chính mình sẽ bị lôi xuống nước, tuy nói không phải vấn đề lớn, nhưng một khi bị đối thủ nắm lấy nhược điểm, thì cũng là chí mạng đấy. Ôi! Trịnh Thiên Đào sắc mặt có chút khó coi, âm trầm xuống. Suy nghĩ thật lâu sau đó cắn răng một cái, bảo. Phó Tư lệnh Triệu, anh cứ phê bình tôi đi. Trong chuyện này, tôi đúng là có lòng riêng. Lòng riêng ư, việc này hình như cũng không có quan hệ gì với anh cả mà. Anh có tư lợi gì ở đây, nếu xét bên ngoài chỉ có thể nói là Đinh Đại Thắng làm chuyện không đúng, làm ra chuyện có hại cho nước cho dân. Hơn nữa, y cũng phụ kỳ vọng của anh đối với y. Người như thế, nếu kiểm chứng là thật, Triệu Quát tôi sẽ cho bắn chết hắn. Khốn kiếp, cái gì vậy chứ, sao lại dám làm những chuyện thế này? Nét kinh ngạc trên mặt Triệu Quát chợt lóe lên rồi lại biến mất, sau đó chỉ còn lại vẻ bực tức. Trịnh Thiên Đào trong lòng chấn động, Triệu Quát nói những lời này là có chút làm người ta khó có thể cân nhắc thấu đáo rồi. Mặt ngoài giống như đang mắng quân bán nước, trên thực tế lại như đang có ý cảnh cáo mình. Trịnh Thiên Đào tâm tư thay đổi thật nhanh, nhất thời thật không có lý gì mà lộ ra cả. Trên mặt cũng là biểu hiện được vẻ hổ thẹn, miệng bảo. Phó Tư lệnh Triệu, ở trong chuyện này, tôi thật là có lòng riêng đấy. Không giấu gì Phó Tư lệnh Triệu, việc này... cũng là do thằng cháu họ Trịnh Thanh của tôi gây ra đấy, ôi! Trịnh Thiên Đào vẻ mặt chua xót, tự nhiên cũng không loại trừ khả năng chơi bài khổ nhục kế. Dù sao, Triệu Quát cũng là người bên quân đội, cán cân lý luận hẳn là có khuynh hướng nghiêng về phía y. Hơn nữa, Trịnh Thiên Đào cũng tự nhận là xử lý mối quan hệ với Triệu Quát coi như tạm được. Tuy nói không phải bạn bè chí thiết, nhưng cũng coi như là bằng hữu bình thường, lại là đồng sự. Trịnh Thanh, rốt cuộc là chuyện gì, anh kể lại tỉ mỉ cho tôi một chút. Chúng ta cũng dễ bề tổng hợp tình hình, việc này, dù sao cũng là chuyện của quân khu chúng ta, nếu làm to quá sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Tuy nhiên, nếu bên an ninh quốc gia nhúng tay mà ta mặc kệ thì cũng không xong. Tốt nhất là khẩn trương tìm được manh mối tháo gỡ vấn đề nan giải, tiêu trừ ảnh hưởng càng sớm càng tốt. Bằng không, nếu Tư lệnh Tiền hỏi đến, việc này sẽ không dễ sắp xếp đâu. Việc này, tốt nhất chính là dập luôn ở chỗ tôi. Triệu Quát khôi phục lại bình tĩnh, vẻ mặt quan tâm thân thiết. Vừa nghe Triệu Quát nhắc tới nhân vật số một quân khu, Tư lệnh viên Tiền Thành Đông, Trịnh Thiên Đào mặt càng ảm đạm đi nhiều. Việc này nếu quả thật nếu để đồn đến chỗ ông ta,
chắc rằng chuyện đề bạt lên trung tướng của y sẽ tan như bong bóng xà phòng. Là như vậy, Trịnh Thanh hiện đang theo học tại Đại học Bắc Kinh. Mấy hôm trước, cũng chính là ngày 30 tháng 12 đã xảy ra một sự việc. Có một du học sinh Hàn Quốc tên là Phác Muội Châu Park Min-chu gì đó đi di, đến tìm Trịnh Thanh, còn có hai quan quân của quân khu chúng ta, quan hệ của bọn họ với Trịnh Thanh không tệ, bình thường đều là bằng hữu. Mấy người đang chuẩn bị đi ra ngoài trường ăn một bữa. Vừa đi đến, Trịnh Thiên Đào đương nhiên trình bày chuyện Trịnh Thanh đánh nhau với Tuyết Hồng theo cách của mình, toàn bộ quy kết là vì tình cờ gặp mặt, về sau Tuyết Hồng ra tay đánh Phác Muội Châu, còn Trịnh Thanh là anh hùng cứu mỹ nhân vân vân và vân vân. Không phải anh nói Tuyết Hồng là một cô gái ở quê lên, tại sao lại có quan hệ với chủ nhân Hồng Diệp Bảo, biệt thự lá đỏ cũng chính là sở trưởng sở khoa học quân sự, người tên Diệp Phàm kia. Triệu Quát vội hỏi, anh trai cô nàng kia với Diệp Phàm quan hệ rất thân, cho nên liền sống nhờ ở Hồng Diệp Bảo biệt thự lá đỏ. Mà Diệp Phàm còn người giám hộ chuyện học tập của Tuyết Hồng. Bình thường hình như bọn họ là quan hệ anh trai em gái nuôi. Cái này tôi cũng không rõ, ai biết bọn họ là quan hệ nam nữ như thế nào. Thời buổi này, cái gì mà anh trai em gái nuôi, hết sảy đều là nhắm đến chuyện giường chiếu cả. Trịnh Thiên Đào giận dữ bảo, tự nhiên đem Diệp Phàm ra bôi xấu. Ồ, hóa ra là như vậy. Tôi đã nói mà, một cô gái quê như Tuyết Hồng làm sao lại có quan hệ với Sở Khoa học Quân sự. Triệu Quát vừa nghe, miệng đã nói, trong lòng sớm hiểu ra phân nửa. Chỉ có điều đang cố ý giả ngu thôi. Thằng nhãi này trong lòng cũng thầm lấy làm buồn cười, bàn tới bàn lui không ngờ lại bàn đến cái tên Diệp Phàm. Hơn nữa, chuyện an ninh quốc gia Triệu Quát cũng hiểu rõ. Có thể khẳng định đến 10 phần là Diệp Phàm làm ra. Trương Hùng còn không phải là do Diệp Phàm điều khiển hay sao? Về chi tiết Diệp Phàm thế nào, Trịnh Thiên Đào hoàn toàn không hay bí y, còn đối với Triệu Quát mà nói, Diệp Phàm có mấy cọng tóc y đều rõ. Đương nhiên, loại sự tình này Triệu Quát tuyệt đối sẽ không nói cho Trịnh Thiên Đào biết. Mặc y muốn xui xẻo thì với Triệu Quát cũng chẳng liên quan, chỉ có thể xét ở quan hệ đồng sự mà nhắc nhở một chút cho phải lẽ. Anh ta vừa thấy con mình bị đánh cho tàn phế, đó là tương đối tức giận. Hơn nữa, Tuyết Hồng làm như vậy cũng là phạm pháp. Án này đã giao do Cục Công an thành phố Bắc Kinh đến thụ lý rồi, hơn nữa đã có căn cứ xác minh. Cho nên, Tuyết Hồng đã bị đuổi khỏi trường rồi. Tuy nhiên, cô vẫn lánh mặt ở Hồng Diệp Bảo biệt thự lá đỏ không ra ngoài. Ngoài cửa còn có cảnh sát có vũ trang đứng đó, ngay cả đội cảnh sát hình sự Cục Công an thành phố cũng không có cách bắt cô. Đành phải xin chúng ta giúp đỡ, cho nên... Hôm đó tôi mới cho gọi Đinh Đại Thắng dẫn theo vài người đi hiệp trợ bên thành phố bắt giữ phạm nhân quy án. Việc này, tôi toàn bộ đều chiếu theo quy củ mà làm, cũng không có chút biểu hiện nào khác thường phải không? Trịnh Thiên Đào bảo. Triệu Quát âm thầm cười lạnh, trong lòng tự nhủ cái ngu của anh chính là chiếu theo quy củ. Không ra mặt mới là cao nhân, chuyện cảnh sát người ta liên quan chó gì đến mình, đây rõ ràng là muốn đem Tuyết Hồng Quơ đến bên quân đội. Đến lúc đó dễ bề đánh cho tàn phế mới thôi. Chương 2269, ai có thể áp chế cung khai hà? Cuối cùng ấn cái tội danh vu vơ liền xong việc. Tuy nhiên, thằng ngốc nhà anh xứng đáng xui xẻo, sẽ gặp phải ngôi sao chổi to đùng là Diệp Phàm kia. Ôi, việc này, có chút không tiện nói rõ rồi. Thiên Đào à, anh phải hiểu được quan hệ lợi hại trong chuyện này. Nếu Diệp Phàm cắn chặt lấy việc này không buông, bên an ninh quốc gia chắc chắn sẽ xử lý. Mà một khi bên an ninh quốc gia bắt tay làm thật, vậy khẳng định anh sẽ là lãnh đạo chịu trách nhiệm tiếp theo. An ninh quốc gia không phải là việc nhỏ, trách nhiệm này, anh nên suy nghĩ một chút, có thể gánh được hay sao hả? Triệu Quát vẻ mặt nghiêm túc thở dài. Bọn họ cũng không thể vu cáo hãm hại người ta phải không? Việc này rõ ràng rất lạ, chẳng lẽ quân khu đều mặc kệ tùy ý Diệp Phàm thêu dệt? Và lại, an ninh quốc gia là an ninh quốc gia, khi nào thì thành Diệp Phàm vậy? Việc này, nếu Diệp Phàm thật muốn càn quấy, tôi dù có trông án đến ủy ban quân giới cũng phải làm. Tôi cũng không tin, thiên hạ này dù sao cũng phải có một nơi dám nói rõ lý phải không? Khi nào thì quân đội một khối thành nhát gan cả lũ như thế? Phó Tư lệnh Triệu, anh nên hỏi ý bên an ninh quốc gia một chút. Cũng không chừng là có một số đồng chí làm chờ sằng bậy. Ai dè Trịnh Thiên Đào giống như bị kích thích, phút chốc ngôn từ không ngờ sắc bén hẳn lên. Anh phải bình tĩnh một chút, không phải anh muốn tố lên ủy ban quân giới sao?
vậy anh thật đúng là 10 phần sai rồi. Vừa rồi tôi không phải nói qua với anh rồi sao, việc này, tốt nhất là đến chỗ tôi thì thôi là được. Nếu thực để lọt đến tai Tư lệnh Tiền bên đó, chuyện bé cũng sẽ xé ra to. Điều chúng ta hiện tại đang muốn làm chính là dàn xếp ổn thỏa, tốt nhất nếu có thể thương lượng một chút giải quyết thích đáng hết là được. Anh còn muốn chống án, đây không phải là càng muốn làm lớn sao? Đến lúc đó cấp trên tra xuống dưới, Diệp Phàm sẽ cắn chặt lấy bản vẽ không buông. Triệu Quát giọng điệu cũng nghiêm túc đi nhiều, nói đến đây, giống như thoạt nghĩ tới điều gì mà không ngờ cau chặt mày lại im bặt. Trịnh Thiên Đào vẻ mặt kinh ngạc nhìn Triệu Quát. Không lâu sau, Triệu Quát nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay xuống cạnh bàn, nói. Nhưng thật ra thiếu chút nữa là quên mất chuyện đại sự. Đại sự. Trịnh Thiên Đào lặp lại một câu rồi chờ Triệu Quát giải thích nghi hoặc vừa rồi. Vừa rồi anh vừa nhắc tới Ủy ban quân giới, tôi mới nhớ ra. Hồng Diệp bảo của Sở Khoa học quân sự kia không phải trực thuộc bên quốc phòng. Hình như là ai đó trực tiếp trông coi Sở Khoa học quân sự đấy, anh đã tra ra chưa? Triệu Quát vừa hỏi vừa duỗi đầu ngón tay gõ xuống trên bàn theo tiết tấu cốc cốc. Trịnh Thiên Đào vốn là đã bực bội lắm rồi, lại phải nghe Triệu Quát gõ lách cách, trong lòng lại buồn bực thêm lên. Tuy nhiên, Triệu Quát là lãnh đạo nên y cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Trịnh Thiên Đào giờ phút này trong lòng thật sự là nhịn đủ rồi. Quả muốn vung ghế dựa đập phá bàn làm việc của lão Triệu một phen mới nguôi nhưng y hiển nhiên lại không dám làm như thế. Tôi đã điều tra, là cung khai Hà tướng quân trực tiếp quản lý. Trịnh Thiên Đào thốt ra, cũng không kịp phiền lòng thêm nữa. Hỏng bét! Triệu Quát đột nhiên lỡ lời kêu một tiếng, sắc mặt không ngờ cũng không thế nào trông cho khá hơn được. Là sao? Trịnh Thiên Đào trong lòng cũng là trầm hẳn xuống như cũng nghĩ tới điều gì. Phải biết rằng, đồng chí Cung Khai Hà là cố vấn quân ủy viên ủy ban quân giới, thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Là vị tai to mặt lớn thật sự trong quân giới. Dù là Triệu Quát ở trước mặt ông ta vẫn là phải khúm núm đấy. Nếu thật sự phải đối phó, Triệu Quát cứ biến thành kẻ chạy cờ cho rồi. Việc này Diệp Phàm sẽ không nói với cung tướng quân chứ. Triệu Quát giống như đang lầm bầm tự nhủ. Không, không thể nào chứ. Trịnh Thiên Đào quả nhiên trong lòng có chút chột dạ, lúc trước quả thật không nghĩ tới chuyện này. Giờ phút này cả hai thật sự là nghĩ mà thấy sợ. Nếu đồng chí Cung Khai Hà chú ý đến vậy thì chuyện này liền biến thành đại sự mất rồi. Sẽ không. Triệu Quát thì thầm một câu, liếc mắt nhìn Trịnh Thiên Đào một cái, nói. Nếu việc này không kịp xử lý sạch sẽ, chỉ sợ Diệp Phàm không kiên nhẫn mà báo lên trên thì thật phiền toái. Thiên Đào, anh hãy suy nghĩ một chút nếu quả thật lọt đến bên cung tướng quân sẽ ưu tiên anh hay Diệp Phàm? Cái này còn phải hỏi, nhất định là ưu tiên Diệp Phàm. Trịnh Thiên Đào không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Đúng rồi đó, cung tướng quân ưu ái Diệp Phàm, anh hãy suy nghĩ một chút, ông ta sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Triệu Quát giống như một thầy giáo đang giảng giải vấn đề còn Trịnh Thiên Đào giống như học sinh tiểu học đang đáp lại. Nhưng thật ra là Triệu Quát đang dùng đề tài dắt mũi Trịnh Thiên Đào. Triệu Quát đương nhiên cũng không hy vọng việc này cứ khúc mắc như vậy. Đại bộ phận sự vụ cụ thể của quân khu Bắc Kinh vẫn đang là do Triệu Quát xử lý. Phía dưới xảy ra sự tình kiểu này nếu để lọt lên trên, sẽ có người nghi ngờ năng lực lãnh đạo và quản lý của Triệu Quát ngay. Mà Triệu Quát trong lòng sớm hiểu được. Anh em Trịnh gia là đấu không lại Diệp Phàm. Chỉ cần một Cung Khai Hà nhúng tay vào là Trịnh Thiên Đào liền thất bại rồi. Mà Diệp Phàm là con cưng của tổ đặc nhiệm A, Cung Khai Hà tuy nói không thể trực tiếp nhúng tay vào sự vụ một khối bên quân đội và chính phủ nhưng ông ta tuyệt sẽ không chịu nhìn Diệp Phàm bị người ta khi dễ như thế. Huống chi là còn có Kiều gia đại viện, ngoài ra còn thêm một phí gia trang, đây lại càng là một cây đại thụ. Ngay cả Triệu Quát tự thân mà nói cũng không muốn thấy Diệp Phàm bị Trịnh gia quản chế. Triệu Bảo Cương và Triệu Quát đã sớm thấy được tiềm lực của Diệp Phàm, cho nên vẫn luôn muốn cùng Diệp Phàm giao hảo. Có khi còn có thể đưa tay giúp tiểu tử này một phen, cũng không ngoài là vì sau này Diệp Phàm có thành tựu tự nhiên sẽ nghĩ đến Triệu gia lúc này đã tốt với hắn như thế nào. Không thể không nhìn nhận hai người này của Triệu gia đều rất có tầm nhìn. Trịnh Thiên Đào không lên tiếng, sắc mặt xám xịt ngồi đó. Triệu Quát hiểu được trong lòng y đang dao động, cân nhắc được mất, cuối cùng nhất định sẽ ra quyết định. Mà Triệu Quát nhắc nhở cũng kha khá rồi. Nếu quả thật anh em Trịnh gia còn muốn gây sức ép, Triệu Quát cũng đành mặc kệ.
đến lúc đó gặp trở ngại là hai huynh đệ bọn họ, Triệu Quát coi như là kết thúc trách nhiệm của lãnh đạo và đồng sự nhắc nhở nhau, không thẹn với lương tâm rồi. Anh cần phải cân nhắc kỹ, muốn tháo chuông cần phải tìm người buộc chuông. Triệu Quát cuối cùng chỉ điểm thêm cho Trịnh Thiên Đào một chút, đoạn bảo. Việc này cứ như vậy đi, anh trở về suy nghĩ cho thật kỹ. Vậy được rồi. Trịnh Thiên Đào khẽ gật đầu, nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng của Triệu Quát. Tối hôm đó, Trịnh Thiên Đào mang theo hai bình Mao Đài 5 sao, lặng lẽ xuống xe đi vào nhà ủy viên Ủy ban Quân giới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tiếu Thiết Phong. Tính ra, Trịnh Thiên Đào cũng đã tiến đến gần hệ phe cánh của Tiếu Thiết Phong. Một thời gian trước Trịnh Thiên Đào còn chưa quyết chủ ý. Tuy nhiên, thứ nhất hiện tại đang là lúc mấu chốt để nâng quân hàm rồi. Thứ hai là gặp phải chướng ngại vật là Diệp Phàm, cũng là lúc Trịnh Thiên Đào quyết định đứng vào hàng ngũ phe này. Muốn chế phục lãnh đạo quản lý trực tiếp Diệp Phàm là Cung Khai Hà, chỉ có Tiếu Thiết Phong là có thực lực này. Đây đương nhiên là Trịnh Thiên Đào trong lòng cho rằng như vậy. Tiếu Thiết Phong là trưởng ban phòng vụ, ủy viên ủy ban quân giới. Còn Cung Khai Hà tuy nói là cố vấn quân ủy, ủy viên ủy ban quân giới, nhưng chỉ kiêm phó trưởng ban phòng vụ. Cho nên, Trịnh Thiên Đào cho rằng Tiếu Thiết Phong là chức vụ chính hoàn toàn có thể ngăn chặn Cung Khai Hà vốn nắm chức phó. Nhưng vấn đề Trịnh Thiên Đào không nghĩ thấu chính là, bên quốc phòng tại sao phải đặt thêm một ghế ủy viên? Theo quy củ mà nói bên quốc phòng nhiều nhất cũng chỉ thêm có một ghế ủy viên đó mà thôi. Tuy nhiên, Trịnh Thiên Đào chắc là bị chức vụ cố vấn bên ủy ban quân giới của Cung Khai Hà lừa dối. Mới không suy xét vấn đề ở phương diện này. Trịnh Thiên Đào vì sao không trực tiếp đi tìm nhân vật số 1 của quân khu Bắc Kinh là tư lệnh viên Tiền Thành Đông, đó là bởi vì y cho rằng Tiền Thành Đông cũng ép không nổi Cung Khai Hà. Bởi vì Tiền Thành Đông còn không phải ủy viên, giống như có với không có lẽ thường đem ra so sánh đó thôi, quyền lực là giảm bớt đi nhiều. Muốn bảo vệ hy vọng thăng tiến của chính mình, đầu tiên là phải thịt con hổ Diệp Phàm này. Mà công cụ tốt nhất để đánh hổ lại chính là Tiếu Thiết Phong. Đương nhiên, Trịnh Thiên Đào cũng không phải không suy xét đề nghị của Triệu Quát, muốn tháo chuông cần phải tìm người buộc chuông. Triệu Quát ý tứ thế nào thật ra Trịnh Thiên Đào trong lòng biết rõ, thật ra là bảo y đi tìm Diệp Phàm giảng hòa. Thực tế không hơn chính là cúi đầu nhận thua. Con đường này, Trịnh Thiên Đào không thể không nghĩ tới. Tuy nhiên, cho dù y nghĩ thoáng đi như thế nào, cảm giác cúi đầu trước đứa con nít danh như Diệp Phàm đều rất mất mặt Trịnh gia. Nếu thế thì Trịnh gia sau này còn sống yên ở đất thủ đô thế nào được nữa. Cho nên, Trịnh Thiên Đào suy trước tính sau, mới vẫn là buông bỏ cho con đường này mà lựa chọn áp chế, thậm chí tiêu diệt đối thủ. Chỉ cần chứng minh được là Diệp Phàm là đang vu cáo hãm hại thì sẽ xoay chuyển được cục diện. Phỏng chừng, hắn còn phải ra tòa án quân sự. Kết quả này chính là điều Trịnh Thiên Đào mong được thấy nhất, cũng có thể cho thấy Trịnh gia năng lực đến đâu, để cảnh cáo những kẻ có chút khinh thị Trịnh gia. Là Thiên Đào đến hả, ngồi đi. Thấy con trai Tiếu Quân cùng Trịnh Thiên Đào tiến vào đại sảnh, Tiếu Thiết Phong đặt tờ báo trong tay xuống, ra hiệu cho Trịnh Thiên Đào ngồi xuống ghế salon đối diện. Tiếu Quân rót trà xong thì lên lầu, đương nhiên là để tiện cho bọn họ đàm luận. Tiếu Thiết Phong cũng không có kêu Trịnh Thiên Đào lên thư phòng trên lầu nói chuyện. Điều này cho thấy rõ, Trịnh Thiên Đào vẫn chưa được Tiếu gia tán thành. Có thể lên thư phòng Tiếu gia cũng là đại biểu cho một mức độ tín nhiệm và thừa nhận nhất định. Tiếu Quân, con cũng ngồi đi. Tiếu Thiết Phong ra hiệu cho đứa con trai Tiếu Quân, xem ra là y muốn đứa con dự thính, học hỏi một ít gì đó rồi. Tiếu Quân nhậm chức ở bên quân đội, tiếp xúc sớm một chút với một số nhân vật thượng tầng bên quân giới cũng có lợi cho y phát triển. Trịnh Thiên Đào dù sao cũng là phó tư lệnh quân khu Bắc Kinh, coi như là cánh cửa vừa mới chạm đến thượng tầng quân giới. Đương nhiên, chỉ là chạm đến, chứ còn chưa nói là bước vào. Một khi quân hàm của Trịnh Thiên Đào lên trung tướng, kia mới xem như thuộc vào thượng tầng quân giới. Trưởng ban Tiếu, vẫn muốn đến bái kiến, chỉ có điều gần đây bộ trưởng Tiếu ngài vẫn bận rộn. Thiên Đào trông mong cơ hội này đã lâu rồi. Trịnh Thiên Đào vẻ mặt cung kính, chào hỏi. Ha ha, gần đây đúng là bận rộn không dứt ra được. Tiếu Thiết Phong cười cười nhấp một ngụm trà. Trưởng ban Tiếu, tôi là muốn báo cáo lên anh chút việc của quân khu. Trịnh Thiên Đào nói, tự nhiên là thăm dò trước khi hành động rồi. Ủa, chuyện quân khu hẳn là cậu phải báo cáo lên Triệu Quát tướng quân mới đúng. Nếu không thì cũng là lên tư lệnh viên Tiền rồi,
dù nói thế nào cũng không cần đến chỗ tôi báo cáo phải không? Tiếu Thiết Phong trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng thật ra là đang cố ý bức Trịnh Thiên Đào nghiêm túc thừa nhận. Thật ra, Trịnh Thiên Đào có thể nói như thế, Tiếu Thiết Phong đã có chút cảm giác. Việc này vốn không cần báo lên Tiếu Thiết Phong mà Trịnh Thiên Đào nói muốn tới báo cáo, đây không phải là bái Tiếu Thiết Phong làm chủ soái rồi. Thật ra, đây là một loại biểu hiện muốn gia nhập phe cánh mà thôi. Trưởng ban Tiếu là thuộc bên quốc phòng, phàm là chuyện liên quan đến quốc phòng thì trưởng ban Tiếu cũng có thể chỉ huy. Chỗ Thiên Đào, quân khu Bắc Kinh cũng là đơn vị cấp dưới của trưởng ban Tiếu. Thiên Đào báo cáo công tác liên quan lên trưởng Tiếu Tiếu là hoàn toàn chính đáng rồi. Những lời này của Trịnh Thiên Đào giống như đang nói chuyện không đâu, thật ra chính là một lần nữa thừa nhận mình lựa chọn Tiếu hệ.